Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện biết vị ký. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương một thâm sơn rời giường nhanh rời giường nhìn xem đã tới lúc nào rồi. Nhà đầu ngươi hết ăn lại nằm y chang cậu ngươi cả ngày không biết kiếm tiền chỉ biết ăn 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 như thường ngày. Lâm tiểu trúc tỉnh dậy trong tiếng chửi nàng nhìn trời vừa tờ mờ sáng bụng có vang lên tiếng cô lỗ liền thu dọn chăn màn cẩn thận, nhanh chóng chải tóc rồi mở cửa đi ra ngoài, tần thị nhìn qua xài phòng quanh năm gió lùa thấy nàng đang chải đầu, miệng vẫn mắng xa xả, nào là cậu của lâm tiểu trúc ham mê bài bạc còn phải nuôi báo cô một tiểu nha đầu hết ăn lại nằm, lâm tiểu trúc bĩu môi mở cửa đi tới phòng bếp, còn không mau lên, nhà đầu chết tiệt kia, mỗi ngày đều đợi lão nương gọi mới chịu rời giường, muốn ngồi chơi sao, tần thị mắng càng lúc càng hăng, còn vương tay tát Lâm Tiểu Trúc một cái, không ngờ Lâm Tiểu Trúc đã nhanh chóng tiến lên phía trước, tay của nàng liền rơi vào khoảng không, giỏi lắm, nhà đầu chết tiệt còn dám trốn, tần thị nổi trận lôi định, đuổi theo muốn bắt Lâm Tiểu Trúc nhưng Lâm Tiểu Trúc tuy khí lực yếu mà thân thể lại linh hoạt dị thường, nhanh nhẹn trốn đông trốn tây, không cho nàng bắt được, tần thị tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì, đành phải dừng chân, dựa vào tường mà thở dốc, Lâm Tiểu Trúc quay đầu, vụng trộm làm một cái mặt quỷ rồi đi đến phòng bếp lấy nước rửa mặt, đến đây cũng hơn nửa năm, nàng cũng đã quá quen với tính tình của Tần Thị, nàng tuyệt đối không để cho Tần Thị đánh nàng, hạ ra ngoài trừ cậu thì không ai có thể đụng được tới nàng, còn mắng thì cứ để Tần Thị tùy ý. Rửa mặt xong, Lâm Tiểu Trúc đem chậu nước ra ngoài hắt lên sân, chuẩn bị quét rác, nhà đầu chết tiệt kia, người chán sống rồi hay sao mà dám hắt nước lên người lão nương, Tần thị đang đứng dưới mái hiên chải đầu, có lẽ do tới tháng cho nên tâm tình cực kỳ khó chịu, Lâm tiểu trúc cách nàng xa như vậy mà nàng còn hét toáng lên, Lâm tiểu trúc ngẩng đầu nhìn trời không phải do trời mưa chứ nếu không sao nàng đứng xa như vậy lại có thể hắt nước lên người tần thị được nương ngươi không để cho ai ngủ sao bên cửa bỗng nhiên xuất hiện một nam hài chừng năm sáu tuổi xoa xoa mắt oán giận nói với tần thị làm ồn đến tiểu quay quay sao tần thị trở mặt còn nhanh hơn trời tháng sáu vừa thấy tiểu nam hài liền ôn nhu nhỏ nhẹ đi đến bên cạnh đến chúng ta ngủ tiếp đi nương ngủ cùng ngươi nói sao xong hai mẹ còn liền đi vào phòng lâm tiểu trúc nhún nhún vai hắt nước xong thì cầm cái chổi cao gấp hai lần nàng bắt đầu quét rác nhà đầu chết tiệt kia quét nhỏ một chút trong phòng truyền ra tiếng hét của tần thị lâm tiểu trúc không để ý tới nàng thuần thục quét sân một lần lại đến phòng bếp mang bồn quần áo lớn đi ra viện môn tiểu trúc sớm như vậy a à. vừa ra cửa đã gặp được hàng xóm là liễu thị đang cầm theo mộc dũng từ trong nhà đi ra liễu thẩm dậy sớm vậy lâm tiểu trúc vừa thấy nàng đã tươi cười sáng lạn liễu thị là người chịu khó tính cách lại ôn nhu hiền lành đồng cảm với hoàn cảnh của tiểu trúc nên thường cho nàng chút đồ ăn vì thế thời gian qua nàng mới không bị đói chết a à, ta cũng không giống như bọn nhỏ các ngươi lúc nào cũng thấy ngủ không đủ ta hôm nay trời vừa sáng liền tỉnh rốt cuộc không ngủ lại được lâm tiểu trúc nhìn mộc dũng trong tay nàng hỏi liễu thẩm đi bắt ốc sao, liễu thị thở dài một hơi, còn cách nào đâu, ngũ thúc ngươi bị gãy chân, không thể lên núi săn thú, mấy đứa nhỏ đã lâu không có thức ăn mặn, đi kiếm chút ốc cũng coi như là có thịt a. À, liễu thị làm người tốt nhưng mệnh lại không tốt, công công bà bà quanh năm sinh bệnh, dưới còn em chồng mới 12 tuổi, lại thêm bốn đứa con mà ngũ thúc lại ngã gãy chân, hai ba tháng không thể đi lại, mọi việc trong nhà đều dồn vào một mình nàng. Được rồi, ngươi nhanh đi giặt quần áo đi, nếu không mợ ngươi lại ca cải lương bây giờ, liễu thẩm, ta đi đây, lâm tiểu trúc ngọt ngào chào tạm biệt liễu thị, ân, nhanh đi đi, liễu thị vẫy vẫy tay nhìn theo bóng dáng của lâm tiểu trúc, thở dài rồi xoay người rời đi. Hôm nay đúng là dậy trễ, còn cách bờ sông một quãng xa đã nghe tiếng nữ nhân diếu rít đùa giỡn, tiểu trúc mau tới, đến bên thẩm nhi này, có chừa chỗ cho ngươi, một người vừa quay đầu, nhìn thấy lâm tiểu trúc liền đưa tay ngoác nàng hoa thẩm, lâm tiểu trúc vội đi tới tươi cười chào hỏi từng người thất bà tam thầm vương tẩu xuân nhi tỷ tỷ ai ai đứa nhỏ này cười thật là ngọt thất bà cao hứng đáp còn phải nói đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà phải làm rất nhiều việc đã vậy mở của nàng không mắng thì đánh thực không hiểu nàng ta nghĩ thế nào nữa tam thầm thở dài tiếp lời còn nghĩ thế nào chẳng qua vì tức hạ đại trụ không có bản lãnh chỉ biết ăn không ngồi rồi nhưng sợ tính tình hắn thô bạo nên không dám gây sự với hắn, đành lấy tiểu trúc làm bao cát thôi. Mọi người tuy bàn tán nhưng dù sao hạ đại chủ lại là cậu ruột của nàng nên cũng nói tới đó liền thôi, chỉ thở dài than mệnh nàng không tốt, vì vậy Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý nhiều, tám với Hoa Thẩm vài câu rồi đặt thao quần áo xuống, múc nước sông mà ngâm, sau đó lại dùng chày gỗ đập lên từng cái một, ai, các ngươi có biết hay không, Tần Thị đang chuẩn bị mang Tiểu Trúc đến hạ gia chỉ A Tam thẩm cố ý nhỏ, tiếng nhưng thanh âm vẫn truyền vào tai Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt xoay chuyển nhưng nàng cũng không không ngẩng đầu lên, tay vẫn không ngừng đập quần áo, cái gì, hạ gia trì, thất bà bên cạnh nàng kinh ngạc hỏi, những người khác nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía tam thẩm tam thẩm ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn lâm tiểu trúc, không có lên tiếng, mau nói đi, sao lại như vậy, thất bà hích nàng, lại nhìn lâm tiểu trúc nhỏ tiếng một chút, chắc không nghe được đâu, ai, nghe được thì đã sao, cho dù giờ không biết, đến lúc người của hạ gia trì tới, nàng cũng sẽ biết thôi thôi, mà biết rồi thì có thể làm gì chứ, chỉ có thể trách số mệnh thôi. Vương tẩu thở dài, đứa nhỏ đáng thương, hoa thầm nhìn lâm tiểu trúc vẫn đập quần áo, sau đó đem ngâm dưới sông, như là không nghe được tam thẩm nói gì, cuối cùng nàng cũng không kiềm chế được sự tò mò, nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, hà gia trì, chính là cái nơi cơm ăn không đủ no, nghe nói nữ nhân trong đó đều mong được gả ra ngoài, tần thị nghĩ sao mà đưa tiểu trúc vào trong núi sâu đó chứ chính vì nữ nhân nơi đó đều gả ra ngoài cho nên nam nhân chưa vợ rất nhiều nghe nói một nhà này có bốn huynh đệ cụ thể là nhà nào thì ta không biết nhưng nghe nói tiền lễ rất nhiều tần thị vì thấy tiền lễ nhiều mới động tâm a à, bậy bạ hết sức tiểu trúc mới 12 tuổi thôi mà vậy thì sao nghe nói là trước tiên làm con dâu nuôi từ bé đợi lớn lên mới viên phòng mua một đứa nhỏ so với một cô nương vẫn ít tốn kém hơn nhà kia tính toán cũng thật kỹ Hoa thẩm hừ một tiếng, cũng chỉ có tần thị mới đáp ứng chuyện này, nếu là người khác, dù là thân thích cũng không đưa tới một nơi như thế, ăn không đủ, mặc cũng không có, lại toàn đàn ông, đến lúc đó làm nàng dâu của ai còn chưa biết nha, mọi người đều không lên tiếng, quay đầu nhìn lâm tiểu trúc thấy nàng đang chằm chằm nhìn nước sông, trên mặt không có biểu tình gì, mấy người không khỏi lo sợ, hối hận đã bàn tán chuyện này trước mặt nàng, ai, quần áo. Áo. Hoa Thầm nhìn thấy quần áo của Lâm Tiểu Trúc bị nước cuốn trôi mà nàng vẫn không hay biết, Lâm Tiểu Trúc trong tay quần áo đi xuống du thổi đi, nàng lại hồn nhiên không biết, vội vàng kêu lên a, à, Lâm Tiểu Trúc giật mình, muốn lấy lại quần áo nhưng vị trí nàng đứng là xuôi dòng, nước sông lại chảy xiết, làm sao lấy lại được, chỉ đành trơ mắt nhìn quần áo trôi đi, Tiểu Trúc thầm thầm chỉ nghe nói vậy, với lại chuyện này chỉ là do ý của một mình mợ ngươi cậu ngươi nhất định sẽ không để ngươi đi ngươi đừng suy nghĩ lung tung tam thẩm thấy lâm tiểu trúc ngày thường dù gặp chuyện gì cũng tươi cười mà giờ lại ngây ngốc như vậy thì nhịn không được mà nói thẳng thất bà ngươi nói với tứ bà một tiếng để nàng đi nói chuyện với tần thị hoa thẩm nói với thất bà thất bà thở dài một hơi tứ bà cũng không phải thực sự là bà bà của tần thị sao có tiếng nói gì chứ nàng ta nếu chịu nghe khuyên bảo thì tiểu trúc cũng không đến nông nỗi này, nhưng ta cũng sẽ cố xem sao, lại quay sang an ủi Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, thực ra đến hạ gia trì cũng chưa chắc gì khổ hơn ở nhà cậu ngươi, nhà kia toàn làm nam hài, chỉ có một mình ngươi làm muội muội, chắc chắn sẽ không để ngươi phải làm gì, chỉ cần hưởng phúc nha. Đúng vậy, ngươi ở lại đây phải làm việc cả ngày còn hết bị mắng lại bị đánh, hờ chút là không cho ăn cơm, nhà kia nếu đưa tiền lễ nhiều như vậy khẳng định sẽ khá hơn nơi này, những người khác cũng tiếp lời an ủi nàng, "Ân ta đã biết ta không sao, bà bà," thầm thầm không cần lo lắng. Lâm Tiểu Trúc tươi cười an ủi lại mọi người, "Ai, thật tốt đứa nhỏ." Mọi người thở dài cũng không nhắc lại nữa. Nhanh chóng giặt xong quần áo rồi rời đi, Tiểu Trúc ngươi, Hoa Thẩm giặt xong quần áo thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn còn ngồi há miệng thở dốc, không biết nên nói thế nào. Hoa Thẩm, ngài yên tâm đi, ta thực không có việc gì, ta cũng sẽ không nghĩ bậy. Hạ gia trì có khi còn tốt hơn nơi này, Lâm Tiểu Trúc mỉm cười rồi cầm lấy mộc bồn, ta cũng giặt xong rồi, thấy Lâm Tiểu Trúc đã suy nghĩ thông suốt, Hoa Thẩm cũng yên lòng, đi cùng nàng một đoạn rồi mới vẫy tay rẽ về nhà mình, mặt trời xuyên qua những tầng mây, chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng như phủ một lớp vàng trên các tán lá cây, lúc này mọi người trong thôn cũng đã thức dậy, gà vịt cũng đã được thả ra khỏi chuồng, nháo nhác chạy kiếm ăn, hoa dại ven đường vẫn còn đọng sương đêm, lại đón ánh mặt trời ban mai mà trở nên kiều diễm, một cơn gió thổi qua làm cho cả thôn tràn ngập mùi hoa quế, lâm tiểu trúc thả lòng tâm tư, hướng mặt về phía mặt trời, tươi cười sáng lạn, cuộc sống tươi đẹp biết bao, nửa năm trước, sau khi bị tai nạn xe cộ nàng không chết mà lại xuyên đến nơi này lâm tiểu trúc liền nói với chính mình phải nhất định quý trọng sinh mệnh hảo hảo mà sống thật tốt cho nên dù hiện tại cuộc sống khó khăn gian khổ ăn không đủ no lại phải sống nhờ nhà họ hàng nàng vẫn cố gắng sống thật vui vẻ mỗi ngày đều cố gắng cải thiện cuộc sống của mình mà bây giờ cuộc sống của nàng sắp chuyển sang một bước ngoặt khác thôi có gì là lớn lắm đâu chương hai ốc nước ngọt lâm tiểu trúc đi đến đến cửa nhà liễu thẩm đã từ trong cửa đi ra gọi nàng lại tiểu trúc thẩm thẩm có nấu ốc nước ngọt đến nếm thử đi không cần liễu thẩm ngươi để cho tiểu vũ tiểu xuân ăn đi không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy Bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi, Liễu Thầm kéo nàng đi vào trong viện, cũng không nhiều thịt, chẳng qua là hương vị bình thường thôi, ốc này đã ngâm mấy ngày, sạch bùn rồi, chấm với nước mắm chua ngọt cũng không tệ lắm, Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp cũng không từ chối nữa, đi theo liễu thẩm vào phòng bếp nhà nàng, tiểu trúc tỷ tỷ, bốn tiểu oa nhi ngẩng đầu khỏi bát chào hỏi dâm ran, đứa lớn nhất chừng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất khoảng 2 tuổi đang ngồi quanh bàn ăn ốc, liễu thẩm múc trong nồi ra một chén ốc nước ngọt đưa cho lâm tiểu trúc ngồi đi, mau ăn đi, chút nữa về chậm lại bị mắng, đâu chỉ có mắng, còn đánh nàng đến gà bay chó sủa nữa chứ, lâm tiểu trúc nhớ tới mấy bộ quần áo bị nước cuốn trôi, nhún vai ngồi xuống, cầm một con ốc nước ngọt bỏ vào miệng, hương vị thơm ngọt pha lẫn mùi bùn tràn ngập trong miệng, có hơi tanh nhưng hương vị vẫn còn, liễu thầm cười nói, muốn không còn mùi đó thì chắc ta không đợi được, lâm tiểu trúc nghĩ nghĩ nói, kỳ thật, nếu như bỏ thêm gia vị này nọ thì chẳng những ốc không tanh mà còn ngon hơn, liễu thẩm phất tay ta vậy mà quên mất, khi ra ra ngươi còn sống là đầu bếp nổi danh mười dặm quanh đây, trong thôn nhà nào có tiệc đều mời hắn đến nấu nướng, lại hỏi, bỏ thêm cái gì, tía tô, thêm tía tô vào hương vị đặc biệt ngon, nhớ trước kia mỗi lần ông nội làm ốc nước ngọt trước tiên giã hành gừng tỏi với nhau, sau đó bỏ ốc nước ngọt vào, rồi lại cho thêm tía tô cùng nước, chừng khoảng hai khắc, hương vị kia, Lâm Tiểu Trúc nhìn ra ngoài cửa, hồi tưởng hương vị ốc nước ngọt được ăn ngày trước, đặc biệt thơm, cho một ngụm vào miệng, vị thịt và nước canh ngọt đến tận xương, lại có một mùi thơi, nói tới đây nàng lại nuốt nước bọt, cảm giác thơm ngon này giống như ăn cá vậy, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa nương, ta muốn ăn ốc nước ngọt mà tiểu trúc tỷ tỷ nói, tiểu vũ bốn tuổi buông con ốc trong tay, mở to mắt nói với liễu thẩm, tía tô, liễu thẩm nghi hoặc nghĩ nghĩ hỏi, là cái gì, Lâm Tiểu Trúc toát mồ hôi lạnh, cái này, ta cũng chỉ nghe Gia Gia nói mà thôi, khi đó ta còn nhỏ, Gia Gia cũng không chỉ cho ta biết, kiếp trước nàng chỉ biết ăn mà không có làm nên tía tô ra sao nàng cũng không biết, có lẽ bà bà ta biết, để ta đi hỏi bà, nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, lát sau đã cầm một nhán lá trong tay trở lại, vui vẻ dơ lê nói, bà bà nói chính là loại này, đất trồng rau bên cạnh không còn nhiều ta sợ nó vướng chỗ nên đã nhổ bỏ không ngờ vẫn còn lại một ít, nói xong liền đem ốc nước ngọt trước mặt các oa nhi bỏ hết vào nồi, nương đem cái này nấu lại, các ngươi chờ nha, lại quay sang lâm tiểu trúc, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nói với mợ ngươi là ngươi đang giúp ta, về trễ một chút cũng không sao, không được, lâm tiểu trúc đứng lên, ta còn phải về nhà nấu cơm, còn nhiều cơ hội để ăn ốc nước ngọt của liễu thẩm không vội, ân, cũng tốt, liễu thẩm biết tính của tần thị, cũng không dám giữ nàng lại múc nước cho lâm tiểu trúc rửa tay rồi để nàng về nhà giặt có vài bộ quần áo mà cũng đi hết cả buổi không biết còn tưởng ngươi đi dệt vài nữa nha vừa vào sân đã nghe tiếng tần thị chửi mắng còn không mau đi làm cơm nhớ tới lời tam thẩm nói lâm tiểu trúc đưa mắt nhìn nàng một cái rồi mới buông mộc bồn xuống chậm rãi đi vào phòng bếp một cái liếc mắt này làm tần thị phải sửng sốt từ lúc lâm tiểu trúc đến đây thường xuyên bị mắng chửi nhưng cũng rất nghe lời làm việc chưa từng nhìn nàng như vậy hôm nay đột nhiên có chút là lạ, chẳng lẽ khi đi giặt quần áo đã nghe được chuyện gì, nghĩ đến đây, tần thị đang muốn gọi Lâm Tiểu Trúc tới hỏi chuyện liền nghe tiếng con gọi trong buồng, liền đi vào giúp hắn mặc quần áo, nương, sáng nào ngươi cũng không để cho người ta ngủ yên giấc nữ nhi hạ xuân yến năm nay 13 tuổi lười biếng nằm trên giường oán trách ngươi muốn mắng nàng thì chờ chúng ra rời giường rồi mắng không được sao, ta còn có thể giúp ngươi, nhà đầu chết tiệt kia ta vừa thấy là tức rồi, không cho mắng, người muốn lão nương nghẹn chết sao, tần thị phát lên người nàng một cái, mau rời giường, lười như vậy, chờ thêm hai năm nữa là phải gả cho người rồi, xem ngươi làm thế nào, còn tới hai năm nữa cơ mà, hạ xuân yến cười hì hì đứng dậy, hơn nữa, cầu từ cũng chưa có dậy kìa, người nhỏ hay hắn nhỏ, tần thị chừng mắt mau đứng lên, đi gọi lão cha ma quỷ của ngươi dậy, lại mắng mỏ hạ đại trụ thêm vài lời, ngươi biết rõ cha thua tiền sẽ đánh người, ngươi còn bảo ta đi, ta có phải là thân sinh nữ nhi của người không, hạ xuân yến chảy tóc xong, đang soi gương, ánh mắt trở nên âm độc, để ta bảo lâm tiểu trúc đi gọi, lâm tiểu trúc bộ dạng đẹp hơn nàng, tính tình lại chịu khó, nương nàng đã tìm vài nhà cầu thân nhưng người ta chỉ xem trọng lâm tiểu trúc nên hạ xuân yến hận nàng đến cực điểm nhưng nàng lại không có cách gì với Lâm Tiểu Trúc, ngay cả lão nương biêu hãn của nàng Lâm Tiểu Trúc còn không sợ, dù mắng nàng hay nói móc, châm chọc nàng thì cũng chỉ lãng phí nước miếng mà thôi, có lần nàng tức giận cực kỳ, muốn đánh Lâm Tiểu Trúc nào ngờ bị nàng ta hất ngã nhào, chuyện này mỗi lần nhớ lại đều làm Hạ Xuân Yến tức đến sôi gan, Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói cậu ngủ đủ tự Tự nhiên sẽ dậy, gọi làm gì, không gọi hắn dậy, ngươi làm việc sao, hạ xuân yến chừng mắt ở nhà ta, ăn cơm của nhà ta thì phải làm việc, hôm nay tất cả việc nhà đều do ngươi làm, hơn nữa phải hai ngày, không, không, bốn ngày, không cho ăn cơm bốn ngày, phải không, người nói chuyện cũng không biết suy nghĩ nha, tốt nhất nên hỏi nương ngươi đi, lâm tiểu trúc cười tủm tìm đáp lại, cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ lo làm đồ ăn, nương, nương, người mau tới, hạ xuân yến kinh ngạc, nhịn không được nữa mà liên tục kêu lên, thanh âm lớn không phải bình thường, làm cho bụi bặm trong phòng ảo 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 rơi xuống, lâm tiểu trúc thấy vậy liền đưa hai tay che chở mớ đồ ăn, tươi cười càng tăng, chuyện gì, làm gì, tần thị biết nữ nhi của mình không phải là đối thủ của Lâm Tiểu Trúc mà lại nhiều lần đi trêu chọc nàng nên vội vàng lôi kéo hạ cầu từ chạy tới, ta bảo nàng đi gọi cha, nàng không đi, ta muốn cho nàng không ăn cơm bốn ngày, tần thị biết nếu mình đáp ứng lời của nữ nhi thì Lâm Tiểu Trúc sẽ có bốn ngày không thể về nhà, khi đó những việc giặt quần áo, nấu cơm, trẻ củi, gánh nước, cho heo ăn mà trước kia đều do lâm tiểu trúc làm chẳng phải đổ xuống đầu nàng sao hơn nữa Lâm Tiểu Trúc không ở nhà một hai ngày còn có thể giấu giếm hạ đại trụ nhưng tới bốn ngày, để hắn biết được thì nàng không thể tránh khỏi đòn roi, lập tức hung hăng chừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc làm cơm xong thì đi gọi cậu ngươi dậy, Lâm Tiểu Trúc cũng không dại gì mà đi tìm, ai đi cũng chẳng hay ho gì, có điều nàng không có lên tiếng, chỉ đem đồ ăn đã làm xong bỏ vào lồng hấp rồi bắt đầu nhóm lửa, thấy lửa đã cháy tốt thì đem quần áo đã giặt sạch đi phơi. Ơi. khi nàng phơi quần áo xong trở lại nhà bếp bắt đầu lấy thức ăn từ lồng hấp ra thì nghe từ trong viện vang đến tiếng thét chói tai của hạ xuân yến lâm tiểu trúc cái váy ta thích nhất ngươi để đâu rồi tiện đà còn chuyển sang đối tượng khác nương lâm tiểu trúc làm mất cái váy mới của ta rồi nhà đầu chết tiệt kia người chán sống rồi sao âm thanh vang lên từ chỗ chứa củi tiếp theo bóng dáng tần thị đã xuất hiện trong bếp chương ba bắt thỏ hoang lâm tiểu tiểu trúc bất chấp đồ ăn còn nóng cũng không ngẩng đầu lên mà nhanh nhẹn cắn mấy ngụm, cho đến tần thị cầm quỷ gỗ xông đến chỗ nàng, nàng mới nhanh như chớp chạy theo cửa sau ra ngoài, cũng may phòng bếp hạ ra ngoài trừ cửa sổ lớn còn có cửa sau, vì vậy mỗi khi hạ xuân yến và tần thị vây bắt nàng vẫn có chỗ cho nàng tránh được đại kiếp nạn, hắc hắc nghĩ tới tần thị khi nhìn thấy trên đồ ăn có dấu răng mà nổi trận lôi đình, lâm tiểu trúc lại cười sung

không cho nàng ăn thì ai cũng đừng hòng được ăn ngon muốn nàng làm việc mà không muốn cho nàng ăn cơm hừ cửa sổ cũng không có đâu nàng lấy trong lòng ra một nắm cơm cắn một ngụm lại xoa xoa chùy thủ ra ra để lại rồi đi lên triển núi lẽ ra cơm nước xong nàng còn phải cho heo ăn sau đó lên núi đốn củi nhưng hôm nay hạ xuân yến chọc nàng nên hôm nay nàng tự cho mình nghỉ làm đây là cũng là quy củ được đặt ra khi nàng mới xuyên đến đời này, ra ra lại vừa mất và được cậu mang về nhà hạ ra thu nhận nàng cho nàng chỗ ở cơm ăn thì nàng phải chăm chỉ giúp việc nhà nếu đã không cho nàng ăn thì nàng mới không ngu ngốc mà ôm việc để làm chỉ có mẹ con tần thị mãi cũng không khôn lên không biết vừa chửi rùa mà vừa mượn sức mình thật là ngu ngốc có điều nếu lời tam thẩm nói là thật nàng nên làm gì bây giờ vừa ăn cơm lâm tiểu trúc vừa nhăn mi suy nghĩ những ngày tiếp theo nên sống thế nào sơn thôn này cơ hồ ngăn cách với bên ngoài, tất cả đều là tự cấp tự túc, cho dù cần gì cũng là lấy vật đổi vật, ở một nơi như thế, dù nàng có cả đầu thủ đoạn kiếm tiền thì cũng vô dụng, mà thân thể nàng, tuy đã 12 tuổi nhưng vì thiếu chất dinh dưỡng nên suy yếu đến mức một trận gió thổi qua cũng có thể lung lay, cho dù có đất nàng cũng không làm gì được, huống chi nơi này đá núi cằn cỗi hán tử cường tráng nhất trong thôn cũng chỉ có thể lên núi trồng ít khoai lang cao lương cho trong nhà không đến nỗi đói mà thôi nếu nàng rời khỏi nhà cậu một không đất hai không tiền ba không nhà cửa muốn sống sót là cả một vấn đề đây cũng chính là nguyên nhân nàng để Mặc Tần thị mắng chửi mà không phản kháng lại, lúc đó chỉ nghĩ đợi quen thuộc với hoàn cảnh, chậm rãi điều dưỡng thân thể xong có thể rời khỏi đây hoặc nghĩ cách ở trong núi tự lập, nếu may mắn có thể thay đổi cuộc sống tốt hơn, nhưng tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, nửa năm nay cậu nghiện cờ bạc ngày càng nặng, ngày đó nghe mợ với hắn cãi nhau, dường như là nợ rất nhiều tiền, tính đem nàng bán vào thâm sơn chắc cũng để kiếm tiền trả nợ cậu đã như vậy mợ thì muốn mau chóng đuổi đi đến lúc đó e là không ngăn lại được thân thể nàng nhỏ như vậy sao có thể phản kháng lại được bị người ta ném vào bao tải khi tỉnh lại thì có lẽ đã ở trong nhà kia nàng cũng không phải là tiểu cô nương thời cổ đại không biết gì sao có thể tin tưởng những lời an ủi của thất bà mấy năm nay qua miệng mấy tam cô lục bà trong thôn cũng đã nghe được nhiều chuyện ở trong núi bởi vì nữ nhân đều gả ra bên ngoài nên hán tử trong núi không cưới được vợ trăm phương nghìn kế mua nữ nhân về đó chính là cộng sản cộng thê địa phương như thế nghĩ tới đã thấy ghê tởm rồi cho dù nàng thuyết phục được cậu không bán mình vào hạ gia trì thì chẳng lẽ nàng phải sống hết đời ở đây như thất bà hoa thẩm sao lấy một hán tử thô tục suốt ngày vì sống tạm mà vất vả rồi sinh nhi dục nữ cho đến hết quãng đời còn lại kiếp trước sống nơi phồn hoa đô thị luôn muốn hướng tới cuộc sống yên tĩnh nơi điền viên giờ xuyên qua đến đây mới hiểu ra tưởng tượng là một chuyện sự thật lại là chuyện khác cả ngày bận rộn còn ăn không đủ no ngay cả một chén cơm tẻ cũng là hy vọng xa vời nàng tới đây nửa năm cũng đã quên mất vị cơm thế nào mỗi ngày đều ăn cơm khô một chút canh cũng không có đời sống cực kỳ kém muỗi nhiều rắn cũng nhiều đến mùa đông quần áo đơn bạc mà cái giường duy nhất lại bị bục bung cả sợi bông ra ngoài nệm là cỏ chanh buổi tối lạnh run cả người khi nàng mới xuyên đến đây đã nghĩ không thể sống qua mùa đông cho nên nửa năm qua Lâm Tiểu Trúc nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm cách rời khỏi núi, đời trước sống hai mươi mấy năm, có thể đếm được mười năm như một ngày, cho đến khi chết đi, hồi tưởng lại vẫn thấy cuộc đời nàng bình lặng như một ly nước, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, đời này nàng không muốn vẫn tiếp tục như thế. Lâm Tiểu Trúc lại cúi đầu nhìn mình rồi thở dài một hơi, khi nàng cùng cậu đến hạ gia thôn phải đi qua hai ngọn núi lớn, đêm đó ở trong rừng nghe tiếng xài lang hồ báo kêu dù có cậu ở bên cạnh lại đang tránh trong sơn động có đốt lửa mà vẫn sợ hãi suốt đêm mà nghe nói đường rời núi không phải chỉ có đi qua hai ngọn núi như vậy mà còn phải đi rất xa, có thể bị dã thú ăn đến xương cốt không còn, quên đi, xe đến trước núi ắt có đường, ông trời cho nàng sống lại thì nhất định sẽ có lý do, có lẽ hiện giờ thời cơ chưa tới, cho nên hôm nay không có cách biết đâu ngày mai lại có cơ hội, nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc liền vung tay lên trời, tự khích lệ bản thân, tiếp tục cắn thêm một ngụm cơm rồi lại tiếp tục lên núi, đi đến chỗ lưng núi mà bình thường rất ít người lui tới nàng liền dừng lại nhìn các loại bẫy mà nàng đã đặt dọc đường đi những bẫy dập đó đều do nàng thỉnh giáo các thợ săn trong hạ gia thôn nửa năm nay toàn nhờ ít con mồi săn được mà mạng nhỏ của nàng mới không bị chết vì đói a à, thật tốt quá Lâm tiểu trúc nhìn trong bẫy phía trước có con thỏ đang dẫy rủa thì cao hứng hô lên lấy chùy thủ trong lòng ra vung lên một cái đã hóa kiếp cho con thỏ rồi nhanh nhẹn lột ra bỏ nội tạng thậm chí cả xương sống lưng cũng loại bỏ để trừ đi mùi tanh, sau lại đến con suối cách đó không xa mà rửa sạch sẽ, rồi lại lấy trong lòng ra hai bình xứ nhỏ, dùng cành liễu làm bàn trải trà sát đều lên thịt, sau đó rắc lên gia vị tự chế, tất cả đều làm rất lưu loát, sinh động, tiếp theo nàng làm một dàn thiêu giản dị, tước hai cành trúc xuyên qua con thỏ rồi để lên giá, sau đó lấy đá lửa ra bắt đầu nhóm lửa, đợi lửa cháy Mạnh. nàng vừa đảo tay quay vừa nhìn chằm chằm vào con thỏ thấy nước thịt vừa nhỏ ra liền nhanh chóng dùng thẻ trúc vớt lên hắt lại vào mình thỏ để nước thịt thấm vào thịt thỏ chốc lát sau trong không khí đã nồng đậm vị thịt nướng thơm lừng hai mắt lâm tiểu trúc tỏa sáng như trăng rằm vẻ mặt đầy mỹ mãn hảo có thể ăn rồi nhìn con thỏ sắp tới miệng lâm tiểu trúc hô một tiếng rời dàn thiêu đi dùng lá cây đựng nước dập tắt lửa sau đó mới ngồi xuống cẩn thận xé từng miệng thịt thỏ đưa lên mũi người nhắm mắt lại cảm thụ hương vị của thịt và da vị dung hòa tạo thành mùi hương mê người sau đó mới mở mắt nhẹ nhàng cắn từng miếng từng miếng oa wow, thật thơm ăn rất ngon tục ngữ nói chim bay ngon hơn là gà nhốt thú chạy tốt nhất là thỏ thịt thỏ có thể nói là hương vị tốt nhất trong số các con thú xứng danh trăm vị thịt chất thịt non mềm lại săn chắc rất ngon nhất là lâm tiểu trúc đã xử lý con thỏ này rất đúng cách không máu ứ động loại bỏ hết lông nổi tạng kể cả xương sống lưng nên không có chút mùi tanh, con thỏ này lại còn nhỏ, mà khi nướng lại không để nước thịt chảy hết ra ngoài, ngược lại còn thấm đều với gia vị cho nên hương vị càng thêm thơm ngon, cắn một miếng, nước thịt ngọt liệm chảy ra thấm vào tận chân răng, hơi nhấm nuốt thịt đã hòa tan chảy ra vào yết hầu, chỉ để lại trong khoang miệng dư vị tuyệt vời, làm cho người ta mống ngừng lại chẳng thể ngừng, Lâm tiểu trúc tay nghề không tệ, tâm tiểu trúc tự sướng lúc này nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời rau dưa trong vườn trái cây dại nấm trong rừng động vật trên núi thức ăn tươi sống lại tràn đầy hương vị làm cho nàng hiểu mỹ mãn là thế nào đại khái là ông trời đem nàng ném tới nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có chút áy náy nên muốn bồi thường cho nàng cố ý cho nàng một cái lưỡi mẫn cảm hơn người khác có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời của đồ ăn cổ đại không khí trong lành, động thực vật đều có linh khí thiên địa tẩm bổ nên chế biến thế nào cũng rất thơm ngon, so với lúc này thì đồ ăn kiếp trước của nàng chính là đồ bỏ đi, chương 4, người ngoài đến bất chi bất giác con thỏ đã bị nàng gặm hơn phân nửa, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, thích ý thở ra một hơi, sau đó hái lá ngô đồng rửa sạch rồi đem bao chỗ thịt con lại để vào trong ngực, tiếp theo là chui vào sơn động gần đó đánh một giấc, lúc này nàng cảm thấy cứ ngày ngày như vậy cũng không có gì nếu không phải sáng nay nghe những lời tam thẩm nói thì cứ tiếp tục thế này cũng không đến nỗi phía trước cửa sơn động lâm tiểu trúc đã đặt rất nhiều cạm bẫy vì thế rất an toàn, cũng vì thế mà nàng rất an tâm đánh một giấc. Ba âm thanh vang lên làm lâm tiểu trúc tỉnh giấc còn chưa hết ngái ngủ đã thấy một cái gì đó lạnh lẽo từ trên cao rất thẳng vào lòng nàng. a à, lâm tiểu trúc hét dầm lên, dùng sức đem thứ gì đó quăng ra xa, còn mình cũng nhảy ra thật xa, miệng kêu ầm lên, rắn, rắn, cảm giác lạnh lẽo đó. Không cần nhìn cũng biết là rắn rồi, thật đáng sợ, dầm, một tiếng, dưới chân mềm nhũn, Lâm Tiểu Trúc biết là không xong rồi, nàng nhớ ra ở chỗ này nàng có đặt một cái bẫy. Bên dưới có nhiều trúc được vót nhọn, nếu ngã xuống không chết nhưng cũng bị thương, nơi này lại thiếu y thiếu dược, bị thương chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng, xem ra mạng nhỏ của nàng không xong rồi. Đang lúc nàng nhắm mắt chờ đợi xuyên qua lần nữa thì thân thể chợt ngừng lại, không có rơi xuống, cánh tay như bị ai đó kéo lại, Lâm Tiểu Trúc quay đầu muốn nhìn thử, cánh tay đã thấy căng thẳng, cả người cũng được kéo lên, Lâm Tiểu Trúc đứng vững, nhìn thấy thiếu niên trước mặt thì kinh ngạc kêu lên hạ sơn tiện đà còn vỗ vỗ ngực vừa rồi làm ta sợ muốn chết may mắn có ngươi kéo ta lại cảm ơn ngươi Hạ Sơn kèm theo là nụ cười sáng lạn. Hạ Sơn năm nay mới 13 tuổi nhưng đã cao hơn Lâm Tiểu Trúc hai cái đầu, thân thể rất khỏe mạnh, làn da ngăm đen, mày sáng chán cao nhưng tính cách có chút quái gở, bình thường không thích nói chuyện cũng không thích chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong thôn. Lâm Tiểu Trúc đến Hạ Gia thôn nửa năm chỉ nhìn thấy hắn từ xa mấy lần, cũng hiếm khi nói chuyện. Hạ Sơn thản nhiên nhìn nàng một cái, lấy từ trong lòng ra một tủ quý vài nhỏ đưa cho nàng, xà dược cột vào mắt cá chân, nói xong xoay người bước đi, nga Hảo, Lâm Tiểu Trúc cảm kích tiếp nhận xà dược, đột nhiên nhớ tới con rắn vừa rồi nhảy vào lòng nàng, vội vàng nhìn quanh thấy cách đó không xa một thân rắn đen thui nằm yên trên cỏ, cách đuôi bảy tấc còn bị một mũi tên Trúc ghim vào, Lâm Tiểu Trúc quay đầu đi, chậm rãi nhìn hạ sơn rồi lại nhìn xà dược trong tay, không biết nói gì, thiếu niên trầm mặc 13 tuổi này vừa rồi đã cứu nàng hai lần, trải qua lần chấn động này, Lâm Tiểu Trúc không dám ở lại trong này nữa xoa xoa gói thịt trong ngực và xài đao trên lưng, cẩn thận vòng qua cạm bẫy rồi xuống núi, dọc đường thuận tay hái vài cái quả dại cho vào miệng, hương vị ngọt ngào dinh dính làm cho tâm tình của nàng cũng bình phục hơn, mỹ vị rốt cuộc cũng mang đến cho nàng chút an ủi, liễu thẩm nhìn qua bờ tường nhà liễu ra, thấy liễu thẩm đang quốc đất trồng rau liền vui vẻ gọi tiểu trúc, liễu thẩm vừa nhìn thấy nàng, vội vàng buông chạy tới hỏi, mở ngươi lại đánh ngươi, không đánh, Lâm Tiểu Trúc nhếch miệng cười, ngươi là đứa nhỏ thông minh, Liễu Thầm mỉm cười. Vỗ vỗ đầu nàng, "Mau vào nhà đi, bọn Tiểu Xuân đang ở trong phòng, trong nồi còn có khoai lang, tự lấy ăn đi, ta có nửa con thỏ hoang nướng, mang cho đám Tiểu Xuân ăn." Lâm Tiểu Trúc rụt đầu lại rồi nhanh như chớp chạy vào trong, nhà của Liễu Thẩm giống như một nửa gia đình của nàng, khi trốn nhà nàng liền đến đây ở ké, Liễu gia cũng rất khó khăn nhưng bọn họ có gì ăn nhất định sẽ không thiếu phần của nàng, vì thế Lâm Tiểu Trúc kiếm được gì ngon cũng cũng mang sang chia sẻ với bọn họ, cũng sẽ cố sức giúp Liễu Thẩm làm việc. Liễu Thẩm xong việc đi vào phòng thấy bốn đứa nhỏ nhà mình đang vùi đầu gặm thịt thỏ, còn Lâm Tiểu Trúc lại đang ăn khoai lang, thỉnh thoảng còn giúp Tiểu Tứ lau nước miếng liền mỉm cười từ ái, liễu tẩu, liễu tẩu, có ở nhà không, ngoài viện truyền đến thanh âm tần thị, liễu thẩm liếc mắt nhìn trong phòng một cái rồi mới chậm rãi đáp ai vậy, là ta tần tẩu tiểu trúc nhà ta có ở chỗ ngươi không, liễu thẩm đi ra mở cửa thản nhiên đáp không có ngươi lại đánh nàng tần thị thò đầu vào nhìn nhìn hỏi thực không có đại trụ nhà ta tìm nàng có việc không có liễu thẩm dứt khoát rồi đóng cửa lại tần thị này vì mấy việc vặt vãnh vẫn hay cãi nhau với nàng hơn nữa nàng không thích thái độ của tần thị với lâm tiểu trúc nên vẫn luôn không cho tần thị sắc mặt hòa nhã lâm tiểu trúc ở trong phòng nghe được liền hiểu thấy liễu thẩm đi vào thì cười nói chắc là cậu nhớ tới ta liễu thẩm cũng cười để ý đến nàng làm gì cứ để nàng bị ăn mắng đi đêm đó lâm tiểu trúc ngủ cùng đám tiểu xuân ngày hôm sau khó có được lúc ngủ nướng nghĩ cậu chắc không đi bài bạc mà cùng mợ đi làm tỷ để hạ xuân yến lười Biếng chắc chưa chịu rời giường, nàng mới gión rén chạy về nhà, đi vào phòng bếp lấy hai củ khoai lang rồi cầm lấy xài đao chuẩn bị lên núi đốn củi không ngờ vừa đến trước cửa viện đã nghe một tiếng thét thật to ở phía sau lâm tiểu trúc ngay sau đó có hơi gió phóng tới lâm tiểu trúc vội vàng né tránh một băng ghế sượt qua người nàng quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với hạ xuân yến đang nổi giận đùng đùng phía sau chật rồi sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài lâm tiểu trúc ngươi là đồ ăn hại ngươi làm mất váy của ta ta rủa ngươi chết không được tử tế phía sau vẫn còn vang vọng tiếng kêu la của Hạ Xuân Yến, Lâm Tiểu Trúc nhún nhún vai, trong lòng không chút áy náy, năm đó khi cậu mang nàng về cũng mang theo chút tiền còn lại sau khi bán Lâm ra lão ốc, số tiền đó đủ để đền 10 cái váy A, à. ăn hết khoai, Lâm Tiểu Trúc lại lên núi, lúc này nàng có kinh nghiệm rồi, đem dược Hạ Sơn cho cột vào hai mắt cá chân rồi phạt đứt mấy loại cây bụi thấp bé mà lấy củi, nếu nàng mang củi về nhà, lại chịu nghe mắng một hồi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua tiếp theo thì cứ như vậy, một ngày lại qua một ngày, nàng khí lực yếu nên chặt nửa ngày cũng chỉ được một bó nhỏ, đang cột bó củi lại thì nghe dưới núi có tiếng gọi tiểu trúc lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc lấy tay che nắng, thấy người gọi là hoa thầm liền cua tay đáp lại, hoa thầm ta ở đây, Hoa thầm thở hồng hộc đi lên, ngồi bệt xuống rồi mới nói, "Mau, mau về thôn đi Thầm Thầm, có chuyện gì gấp vậy?" Lâm Tiểu Trúc đưa cho nàng mấy quả dại, "Ngọn núi này có rất nhiều quả dại." hoa thầm bỏ vào miệng, vị ngọt ngào làm cho nàng cảm giác hết khát, kéo tay Lâm Tiểu Trúc đi xuống núi, đi, mau xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện, đợi chút Lâm Tiểu Trúc vội nhặt bó củi lên, cắm xài đao vào lưng rồi nói, đi thôi, là như thế này, hoa thầm nuốt xuống dã quả, có vài người bên ngoài vào núi, muốn mua người, chương năm, thiếu niên, bên ngoài núi, lâm tiểu trúc nghe được thì hai mắt sáng lên nhưng nghĩ tới hai từ mua người thì lại nhíu mi, trèo lội suối tới nơi thâm sơn cùng cốc này để mua người thì có gì tốt, nếu bị mua rồi bán đến thanh lâu thì chi bằng chết giả ở nơi này, ai, người nghe ta nói xong đã, đi mau, hoa thầm lôi kéo nàng, những người này ta đã từng thấy qua thôn bên nhà mẹ đẻ ta năm kia có hai hài nhi 13 tuổi bị bọn họ mua mang đi khỏi núi qua năm mới còn nhắn tin về, nói được ăn ngon mặt đẹp, mỗi ngày đều học làm việc, không có khổ chút nào cũng không bị ai đánh chửi, còn gửi cho nhà bọn hàn ít bạc, nói là được thưởng, ta nghĩ ngươi đi theo bọn họ còn hơn là ngây ngốc ở trong này, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gả cho nam nhân không tốt lại gặp phải bà bà ác độc thì sống không bằng chết con cái nhà ta đã lớn tôn tử lại còn nhỏ nếu không ta cũng tống bọn họ đi bên ngoài núi dù thế nào cũng tốt hơn ở đây ừ hoa thầm cũng là có lòng tốt chạy xa như vậy để tìm nàng lâm tiểu trúc đương nhiên không phản bác chỉ ừ à cho có lệ chân cũng không bước nhanh hơn nếu có người ngoài vào núi cũng nên đến xem nhưng bán mình thì miễn bản ai nha người nha đầu kia hoa thầm thấy lâm tiểu trúc vẫn thản nhiên thì gặp đến độ đánh cho nàng một cái, hạ chính cũng chuẩn bị đưa con hắn đi kìa, chẳng lẽ hắn có thể đưa con mình vào hố lửa sao, thật sự, lâm tiểu trúc rốt cục cũng mở to mắt hạ sơn cũng đi, nếu đến thanh lâu thì hẳn nên tuyển nữ tử mới đúng, sao có thể chọn nam hài, chẳng lẽ là làm hạ nhân, nếu là làm hạ nhân thì có thể suy nghĩ, dù sao vẫn hơn để bị thần thị bán vào trong núi sâu thầm thầm thèm lừa ngươi chắc thấy lâm tiểu trúc rốt cục cũng để ý Hoa thầm thở phào một hơi, tiện đà còn cao thấp đánh giá nàng, có điều bọn họ chọn người rất nghiêm, không biết ngươi có được chọn hay không, đi nhanh đi, nếu ta không gặp Liễu Thầm còn không biết ngươi đang ở đây, nàng cũng mang theo bọn Tiểu Xuân đi, thấy ta liền bảo ta nhanh đi tìm ngươi, nếu được chọn cũng có ngày tháng tốt hơn nơi này a. À. Đã có chú ý nên chân của Lâm Tiểu Trúc cũng rảo bước nhanh hơn, tuy hai người đi nhanh nhưng đến cửa thôn vẫn thấy nhiều người đang top 5 top 3 đi về nhà, nguy rồi, tuyển xong rồi, người đứa nhỏ này, bảo ngươi nhanh một chút còn rong dài, giờ biết sai rồi chứ, hoa thẩm nóng này kéo tay lâm tiểu trúc chạy, nhanh đi, xem có đuổi kịp không, tiểu trúc tỷ mau, nương ta đang tìm cách nói chuyện với bọn họ để kéo dài thời gian, người đi mau, tiểu xuân đứng ở một góc, vừa thấy lâm tiểu trúc liền kéo nàng chạy, tiểu xuân, người không được chọn sao, hoa thầm hỏi, không có tiểu xuân biểu tình có chút huề hoài, nàng năm nay 10 tuổi, nương thử mang nàng tới nhưng cũng không được chọn, lâm tiểu trúc nhếch mi, diện mạo của tiêu xuân ở trong thôn cũng được xem là đẹp, người lại thông minh nếu những người đó mua người cho thanh lâu hay tuyển nha hoàn cho nhà giàu sẽ không có lý nào chướng mắt với tiểu cô nương như vậy, chuyện này thật kỳ lạ, tiểu trúc tỉ tỉ, người nhanh chút, nương ta chờ lâu rồi, tiểu xuân thấy nàng bước chậm lại liền hối thúc kéo áo nàng chạy nhanh về phía trước, nào ngờ đụng chúng tần thị tiểu trúc mau tới, nhanh tới cho bọn họ xem xét đi, toàn thôn chỉ còn mình con chưa có mặt, không chừng lại được chọn nha, tần thị thấy nàng thì hai mắt sáng lên, kéo nàng đi tới chỗ đám đông, nương, ta không được chọn, nàng dựa vào cái gì mà có thể chứ ta không để cho nàng có được ngày lành đâu, hạ xuân yến tiếng tới hất tay nàng ra, nghe mấy lời của nữ nhi Tần Thị liền trần chờ rồi buông tay Lâm Tiểu Trúc ra, Lâm Tiểu Trúc lúc này cực kỳ tò mò, muốn nhìn xem những người kia rốt cuộc muốn chọn người thế nào, nàng đang muốn chui vào đám người thì đột nhiên một bàn tay to lôi kéo nàng đi vào, làm cho Lâm Tiểu Trúc lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã vào cái bàn trước mặt, lôi kéo cái gì, mau tránh ra đi, một trung niên nam tử có bộ dâu dê đứng bên bàn cau mày nhìn Lâm Tiểu Trúc, lão ra, lão ra. Đây là tiểu cô nương lanh lợi, thông minh nhất thôn chúng ta, năm nay 12 tuổi, ngài thử nhìn nàng một lần đi. Người lôi kéo Lâm tiểu trúc chính là Liễu Thầm, thấy mấy người này sắp đi vội, vàng cầu xin, tan tan, không thử, đi hết đi. Lão nhân dâu dê không kiên nhẫn, ngẩng đầu la lớn, lão gia, ngài liền thử xem đi. Hoa Thầm cũng tễ tiến vào, thỉnh cầu, đã nói không cần gọi ta là lão gia. Lão nhân dâu dê phất phất tay Tan hết đi, Lâm Tiểu Trúc đứng lên, ngẩng đầu nhìn giữa sân liền bắt gặp một đôi mắt tối đen lóe sáng, đôi con ngươi đen như hắc ngọc đột nhiên lóe sáng, ánh nhìn trong trẻo, thâm thúy như muốn đoạt lòng người lại làm người ta hoang mang, Lâm Tiểu Trúc chừng mắt nhìn, định thần rồi lại thong thả nhìn chủ nhân đôi mắt đó. Lâm Tiểu Trúc chừng mắt nhìn, định rồi thành thơi thần, dương mắt hướng kia đôi mắt chủ nhân nhìn lại, vừa nhìn, trong lòng đã chấn động, thiếu niên này chỉ độ 14, 15 tuổi, mũi cao thẳng, mày kiếm, ngũ quan như điêu khắc, dù Lâm Tiểu Trúc ở kiếp trước đã nhìn thấy vô số ngôi sao qua tivi cũng không nhịn được mà hoa mắt vì sự tuấn mỹ của thiếu niên này, tuy nhiên, nét xuất sắc của hắn không chỉ vì ngũ quan tuấn mỹ đôi mắt đen bóng mà còn vì khí chất cao quý, trên người hắn chỉ mặc một bộ xiêm y bằng vào thô màu lam bình thường, ngồi ngay ngắn sau cái bàn không biết của nhà ai nhưng lại như đầu đội kim quan, thân mặc hoa phục, ngồi ngay trên triều đình, sự cao quý thể hiện ở khí độ thong dong trầm tĩnh, Lâm Tiểu Trúc thấy thiếu niên mặc vải thô mà lão nhân dâu dê bên cạnh lại mặc trường bào tơ lụa thì mỉm cười không biết thiếu gia phong lưu nhà ai lại chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc giả làm hạ nhân, chơi vui lắm sao, nói ra thì dài nhưng thực ra lâm tiểu trúc chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức rời đi, nàng không phải kẻ háo sắc, cũng không có thói quen thấy soái ca thì nhìn đến ngẩng người, thiếu niên nọ tuy nhìn đẹp mắt nhưng ánh mắt với khí thế bức người như thế lại làm cho người ta tim đập nhanh, mấy loại hoa sặc sỡ nhất cũng chính là những loại có độc nha, lâm tiểu cầu chúc trong lòng cảm khái rồi chuyển tầm mắt sang lão nhân dâu dê cùng mấy đại hán bên cạnh những người này dù đi đường núi tới nhưng quần áo vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp tinh thần cũng rất tốt hiển nhiên là đều có võ công lão nhân dâu dê dù vẻ mặt không kiên nhẫn cũng ác mồm ác miệng với sơn dân nhưng án mắt không có tia căm ghét mấy đại hán kia cũng ánh mắt thực chính khí độ trầm ổn quy củ đứng sau thiếu niên và lão nhân dâu dê ánh mắt nhìn thẳng thân thể không nhúc nhích, vừa thấy đã biết là đã qua huấn luyện có tổ chức, kỷ luật nghiêm minh, lại liên tưởng đến thiếu niên khí độ phi phàm, toàn thân quý khí kia, Lâm Tiểu Trúc có thể khẳng định những người này là đến từ nhà quyền quý, nhưng công tử nhà quyền quý sao lại tự mình chạy đến thâm sơn để chọn người chứ, hay là chọn người để huấn luyện tử sĩ? Mà nếu vậy thì chọn tiểu khất cái chẳng phải tốt hơn sao? Được rồi, mau giải tán đi. Lão nhân dâu dê thấy thôn phụ bên cạnh muốn cầu xin cho con trai mình thì không kiên nhẫn nữa, đứng lên nói với thiếu niên, chúng ta đi thôi. Chương 6, cho người chút tiện nghi lâm tiểu chúc thấy bọn họ rời đi thì khẩn trương hẳn lên vất vả lắm mới có người bên ngoài tới có thể nói đây là cơ hội duy nhất để nàng rời khỏi nơi này chạy vội tới lớn tiếng nói các ngươi muốn chọn người thế nào không thử sao biết ta không phải là người các ngươi muốn chọn chứ, thanh âm thanh thúy của nàng vang lên rõ ràng trong tiếng ồn ào huyên náo của mọi người, làm cho chung quanh nhất thời yên tĩnh lại, thiếu niên và lão nhân dâu dê cũng quay lại nhìn nàng, lâm tiểu trúc nghênh đón ánh mắt của bọn họ, nhìn thẳng vào thiếu niên kia, có lẽ ta sẽ là người các ngươi muốn tìm, sao không cho ta thử một lần chứ, lời vừa nói xong, lão nhân dâu dê đã sửng sốt, ngẩng đầu cầm cẩn thận đánh giá nàng, chỉ thấy tiểu cô nương này chừng 11, 12 tuổi, dáng người nhỏ xíu, gầy ốm tong teo, lông mi dài cong, đôi con người đen lấy rất có thần, bộ dáng linh động đáng yêu, có điều những cái này cũng không có gì đặc biệt trong số người bọn họ chọn không thiếu nữ hài từ bộ dáng đẹp hơn nàng, tuy nhiên tiểu cô nương này tự nhiên hào phóng, tự tin, thong dong nhỏ nhã lễ độ nhưng cũng giấy tự chủ, điều này rất khó thấy ở những sơn dân hiếm khi có dịp tiếp xúc với người bên ngoài dù vậy điều quan trọng nhất là chỉ có hai người ngồi trước bàn hắn là người lớn tuổi lại mặt y phục hoa lệ ai nhìn mà chẳng nghĩ hắn là chủ nhân ngay cả đám thôn dân cũng nghĩ vậy thế nhưng tiểu cô nương này dừng ánh mắt trên người công tử nếu nói tiểu cô nương ái mộ công tử trẻ tuổi tuấn tú thì trong đôi con ngươi trong suốt của nàng lại không có một tia tạp chất thật không giống nghĩ đến đây hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, muốn tiểu cô nương phải nhìn mình nào ngờ vẫn không thành công, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn hắn làm gì, mọi chuyện ở đây do ta quyết định, nói xong lại như sợ thiếu niên kia trách tội, liền liếc mắt nhìn hắn một cái, thiếu niên không nhìn hắn, ánh mắt lại gắt gao nhìn Lâm tiểu trúc chằm chầm, muốn xem thử tiểu cô nương bị nhìn như vậy có lộ ra sợ hãi gì không, không ngờ dù hắn nhìn thế nào, tiểu cô nương cũng không có biểu tình gì, Lâm Tiểu Trúc mở to đôi mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn lại, không hề tránh né ánh mắt của hắn, trong mắt toát lên vẻ kiên định, Lâm Tiểu Trúc thoáng nhìn lão nhân dâu dê, miệng dương lên lộ ra hai cái răng khỉnh, hai mắt sang như trăng rằm rời từ người thiếu niên sang hắn, nếu hắn không trách tội ngươi thì liền do ngươi quyết định, nói xong còn chậm rãi đi tới trước mặt lão nhân dâu dê, vậy xin hỏi vị bá bá này, ta có thể được chọn không, những lời này làm khóe miệng thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười khó phát hiện, lão nhân dâu dê buồn bực, nghiêm mặt nói với lâm tiểu trúc vươn tay ra ta muốn xem mạch tượng của ngươi lâm tiểu trúc đang muốn vươn tay ra thì bên cạnh đã có một cái tay khác ngăn nàng lại, không được bán chính là hạ xuân yến liễu thầm tức giận, chán ghét nhìn hạ xuân yến, lại thấy tần thị không ngăn cản nữ nhi của mình liền nói tiểu trúc cũng không phải nô bộc nhà ngươi, bán hay không là do nàng tự mình làm các ngươi dựa vào gì mà nói không được? hừ, dựa vào cái gì? chỉ bằng nàng ở nhà chúng ta ăn uống suốt hai năm, tần thị tiến lên, chừng mắt với lâm tiểu trúc mau về nhà làm việc đi. lâm tiểu trúc đã hạ quyết tâm đi theo những người này, cũng biết đây là cơ hội duy nhất nên nàng phải nắm bắt, vì vậy không để ý tới tần thị dẫy khỏi hạ xuân yến đi đến trước mặt lão nhân dâu dê ta có thể làm chủ cho bản thân lão bá cứ xem đi đi về nhà đi tần thị dùng sức túm lấy lâm tiểu trúc nếu không phải ở trước mặt mọi người nàng đã cho một cái tát rồi lâm tiểu trúc không có phòng bị nên lảo đảo một chút nhưng lúc này không phải lúc tranh hơn thua vì thế nàng dùng sức thoát khỏi tần thị rồi lại vươn tay ra lần nữa ta không có bán mình cho nhà họ dù ta ở nhà nàng Hai năm nhưng tất cả công việc trong nhà đều do ta làm nên ta không nợ bọn họ gì cả cuối cùng còn bổ sung một câu các bá bá thúc thúc trong thôn có thể làm chứng cho ta lão nhân dâu dê thấy mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt đồng tình biết là nàng nói thật liền lập tức vươn tay bắt mạch cho nàng Tần Thị thấy thế thẹn quá thành giận đang muốn kéo Lâm tiểu trúc lại liền bị một bà bà do hoa thẩm đưa tới ngăn lại vợ đại trụ à Nếu tiểu trúc được cho chọn thì ngươi cũng được thơm lây nha, nhà này trả tiền cũng không ít, ngươi nghĩ lại đi, nếu ngươi bán nàng vào hạ gia trì, tuy hiếm khi gặp nhau nhưng sau này nàng sẽ sống rất khó khăn, đại trụ nhà ngươi nể tình em gái mà mang tiền cho nàng thì tính thế nào, cứ để cho nàng thử đi, ngươi không nghe người thôn bên nói sao, nghe nói được ăn no mặc ấm lại có tiền gửi về nha, sau này nếu nàng phú quý, với tính cách của tiểu trúc, nàng nhất định nhớ ơn ơn nuôi dưỡng của cậu mình, sống thì phải nhìn xa một chút nha, nghe vậy, tần thị đơ người, chớp chớp mắt rồi rụt tay lại, mỉm cười nói với lão bà tứ bà nói đúng, nghe theo lời tứ bà vậy, khi hai người nói chuyện thì lão nhân dâu dê cũng đã xem mạch cho lâm tiểu chúc xong chỉ thấy hắn rút tay lại vuốt vuốt chòm dâu dê rồi lắc lắc đầu a à, mọi người cùng phát ra tiếng than tiếc hận ai toàn thôn cũng chỉ có con của hạ chính được tuyển không biết bọn họ chọn lựa gì nữa có người thở dài nói, một cái tiểu tử tiếp lời nói, nghe nói, là muốn chọn tư chất tốt, dùng khủy tay huyết huyết lão nhân bên cạnh hỏi, thúc thúc tư chất là gì, thúc thúc mà hiểu tư chất là gì thì đã được chọn để trải qua những ngày lành rồi, lão hán đưa tay xoa đầu hắn, hài hước trả lời làm mọi người cũng bật cười, tư chất, lâm tiểu trúc nhướng mi, đây là cơ hội duy nhất để nàng rời núi nên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhìn chầm chầm lão nhân dâu dê hỏi, bá bá, vì sao không được thanh âm thanh thúy hàm chứa sự khẩn cầu và chờ mong, đáng yêu như vậy có mấy ai cự tuyệt được, quả nhiên lão nhân dâu dê nhìn nàng, không đành lòng liền giải thích người trời sinh thể hàn, không thích hợp để luyện công, lâm tiểu trúc trong lòng chợt lạnh, làm cho nàng tâm lạnh không phải vì không được chọn mà là đáp án của lão nhân dâu dê, ở thời đại vũ khí lạn thì có một thân võ công là có thể sống tốt, không cần nhìn bất luận ánh mắt kẻ nào cũng không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai để sống, nàng còn tính cùng những người này đi ra ngoài, luyện được bản lĩnh rồi thì tìm cách thoát ly khỏi bọn họ, ẩn cư nơi phố phường làm giàu, sống những ngày tháng nhàn nhã nào ngờ người tính không bằng trời tính, nháy mắt mọi toan tính của nàng đều phá sản. Tần thị vừa được tứ bà thuyết phục xong, nghe mấy lời của lão nhân dâu dê liền hét toáng lên: Lão gia, người mua nàng đi tiểu trúc nhà ta rất có khả năng, cái gì cũng làm được. Người lại đặc biệt thông minh, đúng rồi, chủ nghệ của nàng rất tốt, người cũng biết chỗ chúng ta chẳng có gì ngon nhưng chỉ một gốc rau xanh, tiểu trúc cũng có thể làm ra món ăn thơm ngon. Lão gia, người mua mua nàng đi, nói xong vẫn thấy lão nhân dâu dê không bị lay chuyển liền bồi thêm một câu, nếu không ta cho ngươi chút tiện nghi, ai nấy đều đơ như cây cất tiện nghị, nàng tưởng mình gà mái sao, chương bảy, cháu thần tiên lão nhân dâu dê chán ghét liếc tần thị một cái, không kiên nhẫn phất tay nói, tránh xa ra, tránh xa một chút, khụ khụ khụ, bên cạnh truyền đến tiếng ho nhẹ liền thấy thiêu niên dùng một cái khăn tinh mỹ che miệng, nghiêng người ho khan, lão nhân Dâu Dê thấy vậy liền khẩn trương đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Không có việc gì chứ?" Thiếu Niên khoát tay, nâng mắt, hứng thú hỏi, "Lâm Tiểu Trúc, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại nghĩ ta có thể là chủ nhân?" Lâm Tiểu Trúc có chút thất vọng nghe hắn hỏi vậy, hai mắt sáng rỡ hẳn lên, nàng nhìn thiếu niên, tươi cười như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời làm cho tâm tình của thiếu niên tốt lên không ít, nhẹ giọng nói, "Ta thấy người còn giống quý nhân hơn cả hắn." Lão nhân Dâu Dê nghe vậy thì ngẩn người, chậm rãi thẳng lưng, tận lực bày ra vẻ uy nghiêm, thanh thanh giọng hỏi, dựa vào cái gì mà thấy được? Nhìn lão nhân Dâu Dê ra vẻ, Lâm Tiểu Trúc trong lòng buồn cười, hai mắt tít lại, vị ca ca này ngồi ở chỗ kia liềm cảm giác hắn cái gì cũng không sợ, còn bá bá người thường hay liếc mắt nhìn ca ca, tựa hồ như sợ hắn không hài lòng chuyện ngươi làm, nói xong còn tự nổi da gà, giả vờ làm một tiểu cô nương thôn quê thật không dễ chút nào a à, thiếu niên liếc mắt chế nhạo lão nhân dâu dê một cái trên mặt cũng hiện vẻ tươi cười nhưng rất nhanh đã nhíu mày lung lay thân hình rồi ho rũ rưởi lão nhân sơn dương liền khẩn trương lên, đi đến sau lưng thiếu niên, vỗ vỗ lưng hắn, mặt cực kỳ lo lắng hỏi, công tử, người không việc gì chứ, ngữ khí của lão nhân dâu dê rất cung kính làm cho mọi người biết lời lâm tiểu trúc nói là đúng, tần thị nhìn thiếu niên rồi lại nhìn lâm tiểu trúc, sau đó đẩy nàng một cái, mau chạy về nhà rót chén nước đến đây cho công tử nhuận cổ, lâm tiểu trúc vẫn không động đậy nhìn chằm chằm vị thiếu niên kia, hồi lâu mới nói, có phải ngươi bị phong hàn không, ta làm cho ngươi một chén cháo, có thể chị phong hàn, muốn hay không, lão nhân dâu dê tâm tình buồn bực, không chút kiên nhẫn phất tay nhíu mày nói, không cần, không cần, mau giải tán đi, chúng ta phải về, chậm đã, thiếu niên cố nén ho, quay đầu nói với lâm tiểu trúc, làm rồi mang đến đây đi, lão nhân dâu dê liền ngăn cản công tử, có thể không sạch sẽ, vô phương, thiếu niên nói xong, lại ho, lâm tiểu trúc thấy thiếu niên khó chịu liền nói, ta sẽ là thực sạch sẽ, ngài không cần lo lắng, có thể phái một người đi theo ta nhìn xem, người đi, lão nhân hất tay ra lệnh cho một hán tử trung niên đứng gần mình, dạ, nhà của hạ đại trụ cũng cách đó không xa, lâm tiểu trúc cùng đại hán đi một lát đã đến nơi, lúc này hạ đại trụ còn đang ngủ, nàng đưa đại hán đến phòng bếp, nhóm lửa, rửa nồi đổ nước vào rồi lại đem một cái chén và một đôi đũa đã rửa sạch bỏ vào nấu. Sau đó quay sang tươi cười nói với đại hán, đại thúc ta vào phòng lấy chút gạo. phiền ngài ở đây canh lửa dùm ta. tươi cười như gió xuân làm đại hán nhớ tới nữ nhi nhà mình lòng cũng mềm lại, gật đầu nói, đi thôi, cảm ơn đại thúc, lâm tiểu trúc lễ phép cảm tạ rồi mới rời khỏi phòng bếp đi vào phòng ngủ của hạ đại chủ và tần thị, lục lọi trong tủ quần áo một hồi mới gión rén đi ra ngoài, trở lại phòng bếp, nàng rửa tay xong mới lấy chén đũa đã nấu ra, sau đó bỏ gạo đã vo vào nồi, bắt đầu nấu, lại đến chỗ trồng rau hái một ít hành, gừng, đợi cháo chín mới đem hành gừng bỏ vào nấu thêm một lát cuối cùng cho thêm chút đường đỏ sau lại bỏ một ít giấm chua nấu thêm lát nữa mới múc ra chén được rồi đại thúc chúng ta đi thôi nàng đặt chén cháo vào một giỏ trúc sạch sẽ bên trên còn phủ một tấm vải trắng đại hán ánh mắt ôn nhu nhìn nàng một cái cũng không nói gì chỉ yên lặng cùng nàng đi ra ngoài lúc này người trong thôn tụ tập tại sân đình càng lúc càng nhiều trong núi hiếm khi có chuyện náo nhiệt cho nên những người đã rời đi nghe nói Lâm Tiểu Trúc nấu cháo cho thiếu niên kia liền rủ nhau quay lại xem nàng có được chọn hay không. Khi nàng cùng Đại Hán đi đến, lão nhân dâu dê liền hỏi Đại Hán thuật lại mọi chuyện đi. Dạ, ta nhìn rất kỹ, Tiểu cô nương này tay chân lanh lẻ, nấu cháo rất sạch sẽ, bát đũa cho công tử dùng đều dùng nước sôi nấu qua, thỉnh công tử yên tâm dùng, mang lên đi, thiếu niên không nói nhiều, lại dùng khăn tay nguyệt sắc che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía lâm tiểu trúc cũng không nói nói dùng một khối nguyệt sắc khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đi lên trước, lấy cháo từ trong giỏ trúc ra đặt trên bàn trước mặt thiếu niên, rồi đưa đũa cho hắn. Công tử, mời dùng, lão nhân dâu dê nghe mùi cháo liền quay đầu sang hỏi nàng, dùng cái gì để nấu, sao có mùi vị lạ vậy, Lâm Tiểu Trúc không chút hoang mang nói. Khi ông nội ta còn sống từng đi ra ngoài học hỏi, chủ nghệ rất rất khá, khi ta bị phong hàn, hắn liền làm cháo này cho ta, hắn còn nói, gạo nếp nấu thành cháo thêm hành gừng cùng ít giấm chua thì có thể trị được cảm mạo, vì để cho dễ uống nên ta cố ý bỏ thêm chút đường đỏ vào, làm cho cháo có vị chua chua ngọt ngọt, uống ngon lắm." Thanh âm của nàng Thanh Thúy dễ nghe, khi nói chuyện biểu tình lại tự nhiên hào phóng, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mồm miệng lại lanh lẻ, nói năng khúc chiết nên Ánh mắt tán thưởng của lão nhân dâu dê với nàng càng lúc càng tăng, Lâm Tiểu Trúc vừa dứt lời, đại hán bên cạnh đã bổ sung, đúng vậy công tử, mấy thứ này ta đã nhìn kỹ đều rất tốt. Tần thị nghe Lâm Tiểu Trúc nói liền nổi trận lôi đình, không đợi đại hán nói hết câu đã giơ tay tát cho nàng một bạt tai ta đánh chết ngươi, xú nha đầu, dám trộm gạo nếp và đường đỏ của lão nương. Trung niên đại hán liền bắt lấy cổ tay nàng, chừng mắt hét lớn, cút tần thị đang la khóc om sòm bị nắm lại còn đang muốn lăn lộn tại chỗ nhưng lại bị hét lớn như thế, có chút sợ hãi vội buông tay, rụt mình lại, khi tần thị vung tay tát lâm lâm tiểu trúc ánh mắt của thiếu niên trầm xuống khi thấy nàng thối lui hắn mới tiếp nhận đũa trong tay lâm tiểu trúc chậm rãi ăn cháo dù bị toàn thôn dân nhìn chằm chằm hắn cũng không có mất tự nhiên động tác yêu nhã thong không nhanh không chậm nấu cháo nhìn như dễ dàng thực ra lại rất dụng tâm nước phải đun đúng nhiệt độ để cháo không quá nát cũng không quá khô lửa cũng cần phải chú ý đầu tiên là cho lửa lớn để đun sôi nước sau đó nhỏ dần không vội, cứ vậy cho đến khi thành một chén cháo ngon, thời gian hầm cháo cũng phải nắm chắc, khi hạt gạo nở bung thì hầm một lát đến khi nước cháo trở nên sánh lại thì tắt lửa, nếu không hương vị cháo sẽ không đủ, gạo không cứng thì cũng sẽ bị nát còn mất đi mùi vị đặc trưng, có thể nói nấu một chén cháo có thể nhìn ra được tính cách của người nấu, trầm ổn hay không, cẩn thận hay không, tận tâm hay không, mà bát cháo này của Lâm Tiểu Trúc mọi thứ lại vừa đúng hạt gạo không quá cứng cũng không quá nát hành gừng cay nồng hoa cùng vị chua chua ngọt ngọt của giấm đường tạo nên hương vị ngon miệng cảm giác nóng nóng đi vào bụng thấm vào phế phủ ăn xong chén cháo thiếu niên cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở ra một cảm giác thư sướng không nói nên lời ùa đến nuốt xong ngụm cuối cùng hắn buông đũa lấy khăn tay từ trong tay áo ra tao nhã lau miệng rồi khẽ gật đầu với lão nhân dâu dê chương 8, chướng giới lão nhân dâu dê thấy ăn xong chén cháo tinh thần của công tử có vẻ tốt hơn thì cũng thả lỏng tâm tư lại thấy công tử gật đầu đồng ý liền mỉm cười nói với lâm tiểu trúc được rồi nhận ngươi a à, người trong thôn đều kinh hỉ nhìn lâm tiểu trúc nhận không phải nói tư chất không tốt sao đúng như ta nói mua tiểu trúc bọn họ nhất định sẽ không bị thiệt, một đứa nhỏ nhu thuận lại làm cái gì cũng tốt, liễu thầm nhìn lâm tiểu trúc, vui mừng nói, ai, đứa nhỏ này, cuối cùng đã hết khổ, lão ra, a à không, công tử, tần thị nghe lão nhớ dâu dê nói vậy đã sớm quên đi tức giận vừa rồi, tiến lên nói với thiếu niên, ngài xem, tiểu trúc nhà ta bộ dáng đẹp lại chịu khó, còn có chủ nghệ rất tốt nữa, ngài xem có thể cho nhiều tiền chút không, 50 văn tiền đi, được không, suy, lão nhân dâu dê chừng mắt, phụ nhân này, tham lam như vậy, mua nàng là vì ta thương cảm nàng bị ngươi ngược đãi, nếu muốn đòi tiền thì không có cửa đâu, tứ bà sợ tần thị ngăn cản liền lên tiếng, vợ đại trụ à, tính tình tiểu trúc nhu thuận, nàng ra ngoài kiếm được nhiều tiền thì ngươi cũng được hưởng phúc a à, cũng phải đó, nếu ngươi nói thêm nữa người ta đổi ý không mua ta xem ngươi còn vui được nữa không liễu thẩm chào phúng tần thị liếc mắt nhìn nàng hừ một tiếng rồi nói tiền tới tay là chắc ăn nhất ai biết sau này sẽ thế nào nói xong lại quay sang lão nhân dâu dê nhưng thái độ không còn cung kính như trước lão gia ngài xem công tử ăn cháo rất ngon cháo đó là dùng gạo nếp đậu đỏ giấm chua mà nấu tất cả đều là tiền nha hơn nữa tiểu trúc nhà ta làm cháo ngon như vậy mỗi ngày hầu hạ công tử dùng cháo chẳng phải tốt lắm sao, chỉ là thêm 50 văn tiền thôi, rất đáng giá mà tính cách nàng mạnh mẽ, cũng không phải ngốc nghếch, ánh mắt nhìn cũng rất chuẩn, xem ra vị công tử kia rất thích uống cháo của Lâm Tiểu Trúc nấu, cho dù nàng không phù hợp yêu cầu của bọn họ vẫn để nàng đi nấu cháo, mà cháo này nấu thật thơm, Lâm Tiểu Trúc lại ăn nói lanh lợi, vì thế tần thị dám chắc đòi thêm 50 văn tiền cũng không vấn vấn đề gì, lão nhân dâu dê nhìn tần thị không chút sợ hãi lại có vẻ dương dương tự đắc thì tức giận, chừng mắt nhìn nàng, hắn cũng nhìn ra được công tử có chút hứng thú với tiểu nha đầu này, muốn mua nàng, hắn từng vào núi nhiều lần cũng chưa từng thấy qua nha đầu nào xinh đẹp đáng yêu lại thông minh lanh lợi như vậy, mua nàng về, dù không luyện được võ công thì để làm nha hoàn cũng không tệ, 250 văn tiền so với việc mua người bên ngoài thì vẫn còn lời chán, tuy nhiên bị một thôn phụ nắm thóp làm cho hắn không chút thoải mái, chờ một chút thanh âm thanh thúy của lâm tiểu trúc vang lên đã giải vây cho lão nhân dâu dê, nàng tiến lên hỏi ta muốn. Hỏi, mua chúng ta ra ngoài là để làm gì Câu hỏi này không chỉ làm cho lão nhân dâu dê cùng đám đại hán Mà cả thiếu niên cũng ngước mắt nhìn nàng Bọn họ đã đến rất nhiều thôn xóm Thôn phu nông phụ vừa nghe có được 200 văn tiền là lập tức bán con Còn cho đó là chuyện tốt Một lòng đem đứa nhỏ đến chỗ bọn họ Đâu có hỏi han gì Còn đám nhỏ kia thì khỏi phải nói Chỉ ngây ngốc đứng nhìn Thế nhưng tiểu cô nương này thực không bình thường biết hỏi lại biết quyết định vận mệnh của mình, thưởng thức trong mắt lão nhân dâu dê càng tăng lên, nét mặt bị tần thị làm cho xanh mét cũng dịu lại, mỉm cười nói: "Mua ngươi rồi cho đi học nghề, sau khi học xong sẽ đi làm hạ nhân, hầu hạ các tiểu thư công tử, không chỉ được ăn no mặc ấm mà hàng tháng còn có tiền lương, nếu làm tốt thì còn được thưởng, biết mình không thể tập võ." Lâm Tiểu Trúc biết bọn họ mua nàng sẽ không để nàng đi làm tử sĩ, cho nên đáp án của lão nhân dâu dê cũng nằm trong dự kiến của nàng, lại hỏi thêm là làm nô suốt đời sao, Lâm Tiểu Trúc lại thành công làm cho lão nhân dâu dê và thiếu niên kia ngưng thần đánh giá nàng lần nữa, Tiểu cô nương này thực không giống người thường, mới đầu bọn họ chỉ thấy Lâm Tiểu Trúc lanh lợi đáng yêu nhưng nàng hỏi rồi lại hỏi, làm cho bọn họ bắt đầu nghi hoặc một Tiểu cô nương chưa từng gặp người ngoài có thể hỏi ra vấn đề như vậy sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn ánh mắt bọn họ, biết mình hỏi khác người nhưng sự tình liên quan cả đời, nàng không thể không hỏi, tuy vậy vẫn giải thích ông nội ta từng nói, người bên ngoài chọn nô bộc có thể làm vài năm rồi được về cũng có thể phải làm cả đời, cho nên ta muốn biết ta bán cho các ngươi là thuộc loại nào, ra ra ngươi, lão nhân dâu dê hướng mắt về phía liễu thẩm hỏi, liễu thẩm liền đứng ra làm chứng, ra ra tiểu trúc là người duy nhất ở chỗ chúng ta đã từng xuất sơn, là người có kiến thức nhất, Nga, khó trách, vẻ mặt lão nhân dâu dê trầm tĩnh lại, kiên nhẫn nói với tiểu trúc bán cho chúng ta là làm suốt đời, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, vậy có thể mua lại mình không? Lúc này nàng nói chuyện rất cẩn thận, tận lực làm cho ngôn ngữ của mình phù hợp với một tiểu cô nương sơn thôn vô tri, ánh mắt của thiếu niên vẫn dừng trên người Lâm Tiểu Trúc, đôi con ngươi đen bóng sáng ngời, sâu không thấy đáy, thâm thúy mà thần bí làm cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên hắn lên tiếng, nếu ngươi làm việc hợp ý chủ tử, làm cho chủ tử vui vẻ nói không chừng có thể cho ngươi được tự do thanh âm réo rắt như nước suối cực kỳ dễ nghe không phải không có khả năng chỉ là rất khó không chỉ bản thân mình cả đời làm nô mà ngay cả đứa nhỏ mình sinh ra cũng vậy, nghĩ tới đây Lâm Tiểu Trúc có chút do dự, "Tiểu Trúc, ngươi đừng nghĩ ngợi nữa." Liễu Thầm thấy nàng do dự liền tiến tới bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ, "Nếu ngươi không đi theo bọn họ sẽ bị bán đến hạ gia trì, ngươi còn chưa biết đó là chỗ nào đâu, cả nhà rất đông người mà chỉ có một cái giường ăn." thì chỉ toàn rau dại, thậm chí có nhà chỉ có một cái quần, ai ra ngoài thì người đó mặc cái nhà đang tính mua người kia, 200 văn tiền cũng là có được từ việc bán nữ nhi nha, một nhà bốn huynh đệ lại chỉ cưới một nàng dâu, người cũng không biết phong tục của bọn họ, xài chung một vợ là chuyện không có gì lạ, bị bán tới đó ngươi chỉ có thể nằm trên giường chờ người ta làm cho sinh con, bắt ngươi làm gì thì ngươi phải làm đó, bốn nam nhân kia cũng không không phải ngồi không, thấy Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn, nàng lại nói, ngươi không thích hợp luyện võ nhưng người ta vẫn muốn mua ngươi là vì cái gì, còn không phải thấy ngươi đáng thương sao, có thể thấy bọn họ có thiện tâm, đi theo bọn họ nhất định sẽ không chịu khổ, chẳng lẽ ngươi muốn đến hạ gia trì sao, liễu thẩm nói nhỏ vào tai Lâm Tiểu Trúc khi nàng nói tới chỗ xài chung một nàng dâu thì thiếu niên nhíu mày, chán ghét nhìn tần thị một cái, đúng vậy, tuy rằng bán mình mình làm nô nhưng ít ra cuộc sống cũng tốt hơn hiện tại, nếu giờ không đi theo bọn họ, đến lúc nàng không thể phản kháng được bị bán đến hạ gia trì thì đúng là sống không bằng chết, đi ra ngoài rồi tìm cách thoát thân sau, nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện, tần thị lại không kiên nhẫn mà lôi kéo nàng, được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi đi công tử và lão ra sắp đi rồi, nói xong chia tay về phía lão nhân dâu dê, 250 văn tiền, chương 9, khế ước bán mình tiền này không thể đưa cho nàng, lâm tiểu trúc lên tiếng nói với lão nhân dâu dê, tần thị quay đầu nhịn nàng, mắc miệng mắng, người cậu ma quỷ của ngươi còn đang nằm ngay đơ ở nhà kia tiền này không đủ cho hắn đánh bạc trong nửa tháng, nói xong lại giơ tay về phía trước, suýt chút nữa thì đụng trúng vạt áo của lão lão nhân dâu dê, mau đi đi, sắc trời không còn sớm, các ngươi cần phải rời núi nữa, ra vẻ suy nghĩ cho bọn họ, lão nhân dâu dê bị ác phụ này ép bức vốn rất khó chịu giờ thấy nàng dơ móng vuốt đến trước mặt, khó chịu như nước lũ tràn bờ, bất chấp công tử nghĩ gì, vỗ bàn quát ẩm lên ai nói sẽ cho ngươi thêm 50 văn tiền. Không đủ 250 văn tiền, không bán tần thị tín vốn nóng này, bị hét như vậy thì cơn tức cũng trào lên, chừng mắt giống lại, dù sao công tử kia cũng thích lâm tiểu trúc nhất định sẽ mua nên nàng không thèm sợ lão già này, người, lão nhân dâu dê cảm thấy đỉnh đầu như bốc khói, hận không thể tát cho điêu phụ kia một cái, sơn dân đều bị biểu hiện của tần thị làm ngây người, bọn họ vẫn luôn e ngại mấy quý nhân từ ngoài vào, cứ sợ sẽ làm mấy vị gia này mất hứng, nào ngờ tần thị lại biêu hãn như vậy dám giống to với vị lão gia kia thiếu niên vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người rằng co không ý giúp đỡ bán hay không không phải do ngươi nói, thanh âm thanh thúy của Lâm Tiểu Trúc dị thường vang dội trong không khí đang yên tĩnh ta chưa từng bán mình cho nhà ngươi, bán hay không là do ta làm chủ, nói xong còn e tần thị chưa đủ tức mà bỏ thêm một câu tiền cũng không thể cho ngươi, đó là tiền ta bán mình, cho nên ta sẽ thu, ngươi tần thị bị chọc tức không hề nhẹ, không nhiều lời liền giơ tay lên tính cho lâm tiểu trúc một cái tát nửa năm qua lâm tiểu trúc không bị đánh đến tàn phế cũng nhờ nàng thông minh vừa rồi nói xong biết chắc tần thị sẽ động thủ nên đã sớm đề phòng lắc người tránh né cái tát của tần thị liền rơi vào hư không ngươi còn dám trốn đây là những lời tần thị nói nhiều nhất sau khi lâm tiểu trúc đến hạ gia thôn nói xong còn giơ tay muốn tiếp tục đánh bị sơn dân vây quanh cho nên trốn này không rộng lắm, tần thị nắm chắc lần này sẽ đắc thù, những lời này là lâm tiểu trúc đến hạ gia hậu, tần thị lặp lại nhiều nhất một câu, hiện tại vẫn là không nề này phiền còn nói một lần, dơ lên bàn tay liền muốn đuổi theo, dừng tay, lão nhân dâu dê thấy thế quát to một tiếng, chừng mắt cả người tản ra khí thế uy nghiêm làm cho thôn dân sợ tới mức không dám thở tư thái uy vũ như vậy, dù người nóng tính nhất trong thôn cũng không có được nửa uy phong như thế, quý nhân không hổ là quý nhân, nghĩ vậy mọi người lại nhìn về phía thiếu niên, thân phận hắn còn cao quý hơn lão nhân kia. Không không biết khi nổi giận thì sẽ thế nào, thiếu niên vẫn bất động than sắc vẻ mặt thản nhiên, thanh âm không nhanh không chậm chỉ vào cống rãnh trước mặt nói ao y, nếu nàng lại đánh người, người liền ném nàng vào cống rãnh kia đi, cống rãnh đó nước chỉ tới đầu gồi, không chết người được nhưng cả thân đầy buồn thối là không thể tránh được. Đại hán cùng đi nấu cháo với lâm tiểu trúc giả một tiếng thanh âm như chuông vỡ làm mọi người lại giật mình lần nữa. Cái này còn chưa tính là gì. Hắn tùy tiện vung tay vào cái cây sau lưng một cái thân cây liền răng rắc rồi ngã gục. ao uy xoay người lại quét mắt nhìn thôn dân một cái làm cho tần thị sợ tới mức thối lui mấy bước khi đó mời hừ nhẹ một tiếng rồi trở lại đứng sau lưng thiếu niên. Thôn dân nhìn sáu đại hạn cường tráng như ao y đứng sau lưng thiếu niên thì kinh hãi tăng thêm một bậc không dám. Hò he, được rồi, người đi ấn dấu tay lên khế ước đi, 250 văn tiền sẽ là của ngôi thiếu niên thản nhiên nói với Lâm Tiểu Trúc, lão nhân dâu dê liền đưa ra mộ tờ giấy và một cái hộp nhỏ đặt lên bàn, Lâm Tiểu Trúc đi lên vài bước cầm lấy tờ giấy. Nhìn mấy chữ trên giấy, mũi bỗng nhiên thấy chua xót, đến nơi này, nàng cứ nghĩ mình sẽ chết già ở đây, cả đời sẽ vô duyên với Văn Chương, không ngờ lại có thể nhìn thấy chữ Hán lần nữa lối chữ phồn thể thời cổ đại không làm khó được thạc sĩ trung văn như nàng, tuy vậy vẫn ngẩng đầu nói với lão nhân dâu dê, bá bá, ngài có thể giúp ta đọc nội dung trên này không, có ra ra làm lá chắn nên cử chỉ của nàng không giống người thường cũng có thể hiểu được, tuy nhiên nàng lại xem qua khế ước, còn muốn mình đọc cho nàng nghe thì càng không bình thường chút nào, lão nhân dâu dê liền quay đầu liếc nhìn công tử, thấy hắn ánh mắt thâm thúy không biết đang nghĩ gì, đành phải nhận lấy khế ước, đọc cho Lâm Tiểu Trúc nghe, nữ đồng Lâm Tiểu Trúc tự nguyện bán mình cả đời làm nô, giá 250 văn tiền, nội dung khế ước đã được viết sẵn chỉ cần điền tên, giá cả và địa phương vào là xong, bọn họ nghĩ lên núi viết chữ sẽ không tiện, chỉ cần cho điểm chỉ rồi sau khi rời núi điền tên cũng được, dù sao trong núi cũng không ai biết chữ, chuyện ấn giấu tay cả đời chắc chỉ làm qua vài lần cho nên sẽ không ai hỏi nhiều không ngờ Lâm Tiểu Trúc nghe hắn đọc xong liền mở to đôi mắt trong suốt, nhìn hắn hỏi, bá bá, ngươi chắc là trên đó viết tên Lâm Tiểu Trúc sao? Ngươi vừa mới quyết định mua ta, lại vừa thỏa thuận giá cả xong, sao có thể sớm đem tên ta và giá ghi trên giấy được chứ? Không chỉ có lão nhân dâu dê giật mình, mà hạ chính đến tiễn con cũng khẩn trương tiến lên hỏi, lão ra, vừa rồi chúng ta có điểm chỉ, không, không có vấn đề gì chứ? mặt lão nhạn dâu dê trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc nói, khế ước đã viết xong, chỉ chờ ra khỏi núi sẽ điền tên các ngươi vào, những người khác chỉ có 200 văn tiền, ngươi lại được 250, còn muốn gì nữa? người mới là 250, Lâm Tiểu Trúc thầm mắng trong lòng, kiên trì nói, dù thế nào, ta cũng là bán mình cả đời, người không ghi rõ ràng, ta sao có thể yên tâm, ánh mắt nhìn thẳng lão nhân dâu dê, không chút chịu thua, tự do của bản thân, dù thế nào nàng cũng phải đấu tranh, hiện tại tuy rằng ký từ khế nhưng bọn họ lại không điền giá biết đâu sau này bọn họ cho giá cao, nàng làm cách nào mà chuộc thân được kiếp trước đã được giáo dục phải thận trọng trong việc ký hợp đồng, đây lại là khế ước bán mình, nàng càng phải cẩn thận gấp 200 lần, trong mắt lão nhân dâu dê hiện lên tia tán thưởng, tiểu cô nu ong thông minh lợi hại không phải dễ gặp, 250 văn tiền đổi lấy một bảo bối, cũng đáng, viết vài chữ thôi mà, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của thôn dân, hắn lại do dự. Nếu hắn viết chẳng phải tự nhận mình là lừa đảo sao, chương 10, rời đi, ao y, đưa bút mực đến đây, thiếu niên lạnh nhạt lên tiếng, giả ao y vừa đáp vừa lấy nghiên bút từ trong bao quần áo ra, lại sai một thôn dân mang ít nước đến, mài mực thấm bút xong xuôi mới đưa cho thiếu niên, thiếu niên cầm khế ước trong tay lão nhân dâu dê, lại nhìn lâm tiểu trúc hỏi, lâm tiểu trúc, giả, thiếu niên cầm bút viết lên khế ước, đưa cho lâm tiểu trúc rồi quay sang hỏi con hạ chính tên gì hắn không lên tiếng hạ chính đáp thay hạ sơn thiếu niên lại để bút viết lên khế ước sau đó gác bút nâng mắt nhìn lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc cầm khế ước trong tay cắn môi nhìn thẳng vào thiếu niên hai ánh mắt gặp nhau trên không trung như lôi quang hỏa thạch chạm nhau chung quanh liền tràn ngập mùi thuốc súng khóe miệng lâm tiểu trúc bỗng dương lên thu hồi ánh mắt đi đến bên bàn mở hộp mực ra ấn tay lên chuẩn bị hạ xuống khế ước chậm đã thanh âm của thiếu niên không còn lạnh nhạt như ban đầu nữa mà dồn dập hắn nhìn hạ chính nói đem khế ước trao đổi hạ chính không hiểu là thế nào mờ mịt ngạc nhiên lão nhân dâu dê thì lại hiểu vội vàng thu hồi khế ước của hai người nhìn một chút lúc này mới phát hiện lâm tiểu trúc cầm khế ước của hạ sơn mà trên tay hạ chính lại là khế ước của lâm tiểu trúc ngẩng đầu khó hiểu nhìn thiếu niên rồi đổi lại khế ước ước mà giao cho hai người, Lâm Tiểu Trúc nhận lấy khế ước, ấn dấu tay, trong lòng thầm tiếc, nếu thiếu niên kia để nàng ấn dấu tay lên khế ước của Hạ Sơn thì tốt biết bao, có điều Tiểu Hồ Ly kia khôn khéo như vậy sao có thể để mọi chuyện theo ý nàng được, thật đáng tiếc nha, nha, 220 văn tiền, người nhận đi, lão nhân dâu dê lấy túi tiền từ tay đại hán bên cạnh, bỏ vào một túi bố nhỏ màu xám rồi đưa cho Lâm Tiểu Trúc, chỉ có hai 250 văn tiền nhưng lại thật nặng, Lâm Tiểu Trúc đã có sự chuẩn bị mà vẫn để nó rơi xuống, làm cho thôn dân kinh hô lên, tần thị nhìn chầm chầm tay Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt phẫn hận nhưng A Uy lại đang gắt gao nhìn nàng vì vậy chỉ có thể tức mà không thể làm gì, nàng biết những người này nói bỏ nàng xuống cống rãnh thì sẽ làm được mà thôn dân cũng sẽ không nói giúp cho nàng nếu nàng còn manh động chẳng những không ngăn được lâm tiểu trúc mà chính mình còn chịu thiệt cho nên khi lâm tiểu trúc nói không đưa tiền cho nàng nàng liền vụng trộm sai hạ xuân yến về nhà gọi hạ đại chủ có lẽ hắn cũng sắp tới đây nghĩ tới đây liền đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng mình muốn tìm nhìn lâm tiểu trúc để túi tiền vào lòng tần thị càng thêm nó nóng lòng nhưng vẫn chưa tìm được cách gì, lại nghe trong đám người thanh âm quen thuộc cha, người nhanh một chút tần thị mừng rỡ, vội vàng nói, mọi người tránh ra cho, tránh ra cho, tiểu trúc cậu ngươi đến rồi, bán hay không phải do hắn nói mới có ý nghĩa. Hạ đại trụ lười làm lại ham mê bài bạc nhưng làm người cũng không hồ đồ, hơn nữa một tiểu cô nuông 12 tuổi tự bán mình luôn có chút quái gì, vì vậy khi nghe tần thị la lên thì đám người cũng thực sự giãn ra. Tiểu trúc một nam từ 30 tuổi tiếng vào, hô lên một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn lâm tiểu trúc cũng không nói thêm gì, cậu, người đã tới, lâm tiểu trúc không chút hoang mang bỏ tiền vào lòng, rồi mới xoay người cười nói với hạ đại trụ, tiểu trúc. Trúc, ngươi đây là, hạ đại trụ ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tiểu Trúc, cậu, sau này ta sẽ không làm ngươi khó xử nữa, ta muốn cùng mấy người này rời núi, sau này nếu có tiền, ta sẽ trở về thăm người, Lâm Tiểu Trúc nhìn người thân duy nhất, trong mắt có chút sương mù, nàng biết hạ đại trụ không phải lười cũng không phải ham mê cờ bạc, nhưng từ sau khi hắn mang nàng về, tần thị suốt ngày là nhải, xô bát đá chậu, cuộc sống không ngày nào yên ổn, hạ đại trụ không nỡ làm gì đứa cháu cơ khổ cũng không thể đuổi nàng dâu vất vả lắm mới cưới được về nhà mẹ đẻ vì vậy mà ra ngoài cờ bạc để thư giãn lâu ngày thành nghiện bây giờ nàng rời đi tần thị sẽ không còn bất mãn nữa mà cậu cũng thật lòng yêu thương nàng từ lúc nàng đến đi không bị tần thị đuổi ra khỏi nhà không bị lạnh chết cũng không bị dã thú trên núi vồ đi cũng nhờ có cậu, nàng thật lòng hy vọng hắn sẽ có những ngày tháng an lành, tiểu trúc cậu không có năng lực, không hảo hảo chiếu cố cho ngươi, hạ đại trụ vươn tay xoa đầu lâm tiểu trúc, nói xong xoay người quỳ trước mặt lão nhân dâu dê, đứa nhỏ này rất đáng thương, chịu nhiều khổ cực, thỉnh lão ra hảo hảo chiếu cố cho tiểu trúc, thấy hạ đại trụ như vậy, ánh mắt của thiếu niên và lão nhân dâu dê nhu hòa đi rất nhiều, lão nhạn dâu dê tiến lên nâng hạ đại trụ dậy Hòa nhã nói yên tâm đi, không có việc gì, đại trụ tiền bán mình còn trên người tiểu trúc, người mau hỏi nàng lấy đi, một tiểu hài tử mang theo nhiều tiền làm gì, không an toàn, không chừng còn bị mất mạng, mau lấy lại đi, người còn thiếu không ít nợ a hát, tần thị thấy hạ đại trụ không để ý đến tiền, nhất thời nóng này, vội tiến tới thúc giục, lâm tiểu trúc nghe vậy nâng mắt nhìn hạ đại trụ, hạ đại trụ cũng không để ý tần thị, chỉ đối với lâm tiểu chút cười, đi thôi, cất tiền cho kỹ đừng để ai nhìn thấy, nhất định phải bảo trọng, lâm tiểu trúc tươi cười ngọt ngào, lấy túi tiền trong người ra, đưa cho hạ đại trụ 50 văn tiền, cậu, ngươi cầm cái này đi trả nợ đi, sau này đừng cờ bạc nữa, tiểu trúc, hạ đại trụ môi run run, nhưng không có cầm tiền của lâm tiểu trúc, cho ta đi, tần thị sợ hạ đại trụ từ chối liền đưa tay đoạt lấy, lâm tiểu trúc cũng không thèm để ý, chỉ quỳ xuống, dập đầu với hạ đại trụ ba cái, sau đó là lại quay sang dập đầu ba cái với liễu thẩm hoa thẩm tiến lên ôm lấy liễu thẩm đang khóc ròng vụng trộm dúi cho nàng mười văn tiền sau đó nói với thiếu niên đi thôi nàng không có vật dụng này chỉ có một bộ quần áo còn rách nát hơn bộ đang mặc trên người cho nên cũng không cần thu thập hành lý gì cả khi hạ đại trụ tới thiếu niên quay đầu nhẹ nhàng phân phó với đại hán phía sau vài câu đại hán kia nhìn lâm tiểu trúc một cái rồi đi vào đám người tìm được một tiểu tử chừng 16 tuổi nhìn có vẻ khôn khéo, đưa cho hắn một đồng tiền, dặn dò vài câu, tiểu tử kia liền biến mất. Thấy Lâm Tiểu Trúc đã xử lý xong chuyện của mình, Hạ Sơn cũng đã sớm ở bên cạnh hầu hạ. Thiếu niên tựa hồ quên mình đã sai người đi ra ngoài liền đứng dậy rời đi, bút mực trên bàn cũng đã thu thập xong, mọi người liền đuổi theo hắn rời đi. Lâm Tiểu Trúc vừa đi được vài bước đã nghe phía sau vang lên thanh âm của Tần thị tiểu trúc chương 11, hội hợp Lâm tiểu trúc dừng một chút, quay đầu nhìn Tần thị, ngươi, đi đường bình an, nhớ chiếu cố bản thân, mợ tính tình không tốt, đừng giận. Tần thị ánh mắt phức tạp nhìn Lâm tiểu trúc, đứa nhỏ này đến nhà nàng nửa năm, cũng chừng ấy thời gian nàng chê bai ghét bỏ nó, nhưng lúc này nó rời đi lại thấy có chút luyến tiếc ân. Lâm tiểu trúc nhìn Hạ Xuân Yến, thấy trong mắt nàng toàn là ghen tị và hận ý, giả dạ một tiếng rồi xoay người đuổi theo, đi đến sau lưng Hạ Sơn, Hạ Sơn quay lại nhìn nàng một cái rồi lại xoay người đi tiếp, hôm qua hắn đã cứu nàng, hôm nay hai người cùng bị bán đến nơi xa lạ. Cũng coi như vận mệnh tương liên, hơn nữa người này thân thể khỏe mạnh, có lẽ dọc đường còn phải nhờ hắn chiếu cố, cho nên Lâm Tiểu Trúc quyết định làm tốt công tác tư tưởng trước, liền gọi một tiếng, "Hạ Sơn ca ca", còn phụ tặng một nụ cười ngọt ngào hạ sơn thấy nàng tươi cười thì sửng sốt nhưng rất nhanh đã quay mặt đi không để ý tới nàng gì rất lạnh nha lâm tiểu trúc nhướng mi bĩu môi hạ sơn vẫn cắm cúi bước đi đi lên nửa đỉnh núi đại hán bị thiếu niên phái đi lúc này mới chạy tới nói nhỏ bên tai hắn vài câu thiếu niên gật gật đầu ánh mắt dừng lại trên người lâm tiểu trúc vài lần che miệng ho khan công tử hay là để bọn họ cõng ngài đi lão nhân dâu dê lo lắng nói, không cần, thiếu niên khoát tay, tiếp tục đi, hắn thân thể đơn bạc còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng nhưng thể lực lại rất tốt, đi đường núi mà như dẫm lên đất bằng, tuyệt không thua kém mấy đại hán, hiển nhiên là có luyện công, hạ sơn lại giống như ngé con không sợ chết, thân thể bình thường đã khỏe mạnh giờ còn dốc hết sức mà đi, chỉ có Lâm tiểu trúc tuy bình thường làm không ít việc nhà, nhưng so khí lực với mấy người này thì vẫn còn kém xa hơn nữa trên người mang theo gần 200 văn tiền, tuy lúc đầu cũng thấy nặng nhưng giờ thì túi tiền như tảng đá đè trước ngực nàng, chỉ mới đi có một ngọn núi mà đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nghỉ một lát đi thiếu niên, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi lên tiếng, "Công tử, nếu trước khi trời tối không đến được khe núi thì qua đêm ở đây sẽ không được an toàn, hơn nữa nếu ngài không tới kịp, không biết bọn họ sẽ gấp thành cái dạng gì nữa." đến lúc đó thế nào cũng phái người đi tìm chúng ta, vẫn là lão nhân dâu dê lên tiếng, thiếu niên nhìn ngọn núi trước mặt, lại nhìn lâm tiểu trúc rồi nói với A Uy, người cõng nàng một đoạn, không cần không cần không cần, lâm tiểu trúc liên tục xua tay, nói với thiếu niên, ta có thể đi, nàng năm nay 12 tuổi, tuy bộ dáng nhỏ gầy nhưng cũng được 17, 18 cân, cõng nàng leo núi cũng không phải là chuyện thoải mái gì, hơn nữa, trong lòng nàng thì nàng đã hơn 20 tuổi, để một đại nam nhân xa lạ cõng thực không được tự nhiên, thiếu niên liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc đánh giá nàng tiền của ngươi đâu, lẽ ra mang theo 200 văn tiền bằng đồng trên người đi tới đi lui thế nào cũng phát ra tiếng, thế nhưng trên người nàng lại không phát ra thanh âm gì, làm gì, Lâm Tiểu Trúc cảnh giác, đó là tiền nàng bán mình nha, chuộc thân hay chạy trốn đều phải cần vào nó đó, thấy ánh mắt nghi nghi ngờ của nàng, thiếu niên nhướng mi, để A Uy cầm giúp ngươi, ngươi sẽ thấy thoải mái hơn, không cần, lâm tiểu trúc che bụng lại, thiếu niên nhìn đai lưng phình ra của nàng thì nhíu mi, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng lộ ra ý cười khó thấy, lại thêm một ngọn núi nữa. Lâm Tiểu Trúc vốn không được ăn no, lúc này thể lực cũng đã cạn kiệt, hai chân run lẩy bẩy nhưng nàng cắn răng không kêu, kiên trì đi tiếp, thiếu niên và lão nhân dâu dê nhìn thấy, âm thầm gật đầu, tuy rằng tư chất quan trọng nhưng tư chất tốt mà không có nghị lực thì cũng khó làm nên chuyện mà ngược lại, dù tư chất không tốt nhưng ý chí kiên cường, nghị lực bền bỉ như nàng thì thực không chuyện gì không làm được, đến, ăn cái này đi, thiếu niên lấy từ trong lòng ra một một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc đưa cho Lâm Tiểu Trúc, lão nhân dâu dê giật mình, nhìn hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ như muốn khuyên can mà lại không dám, Lâm Tiểu Trúc biết đây không phải là thứ bình thường, tay nhận nhưng miệng vẫn hỏi, đây là cái gì, thuốc bổ, bổ sung thể lực, ăn đi, sẽ giúp ngươi khá hơn, thiếu niên nói xong lại lấy hồ lô từ chỗ A Uy đưa cho nàng, Lâm Tiểu Trúc vốn định từ chối nhưng ngẫm lại nếu vì mình mà làm mọi người người bị chậm trễ hành trình đến tối không tới được chỗ cần đến mà phải qua đêm trong rừng núi nguy hiểm thì thực không ổn cho nên liềm mỉm cười với thiếu niên cảm ơn rồi ngẩng cổ nuốt viên thuốc vào quả nhiên ăn viên thuốc kia vào không bao lâu trong bụng liền có cảm giác ấm nóng ngày càng mãnh liệt làm cho nàng không còn thấy đói bụng chân cũng không còn run nữa rốt cuộc cũng lê lết đi qua hết ba ngọn núi, tới chỗ một khe núi lớn, khi bọn họ đi xuống triển núi, xa xa đã nghe có tiếng người kêu lên, công tử, các ngươi đã trở lại, làm thuộc hạ lo muốn chết, ngay sau đó là một đám người tiến lên đón, lâm tiểu trúc lúc này mới nhìn rõ những người này đều mặc quần áo hoa lệ, sau lưng còn có khoảng 10 đại hán, bên khe núi còn có hai, ba mươi đứa nhỏ cùng độ tuổi với nàng, nam nữ đều có nhưng hình như nam hài nhiều hơn, mọi người đều cầm củi trong tay, ngây ngốc nhìn thiếu niên đang bị mọi người vây quanh, bỏ củi xuống hết đi, tới đây, mau hành lễ với công tử, từ nay về sau, công tử chính là chủ tử của các ngươi, một nam tử mặc hoa phục đi lên phía trước, lớn tiếng nói, đám nhỏ lập tức bỏ củi trong tay xuống, học theo động tác của nam tử kia, hành lễ với thiếu niên, lâm tiểu trúc đứng sau thiếu niên, nhìn đám người nọ, không hề nhúc nhích hiện Giờ đã bán thân làm nô, nàng sẽ không ngây thơ mà cho rằng có thể cùng chủ tử ngang hàng, bảo trì cho thắt lưng và đầu gối luôn thẳng, nàng chỉ là không muốn làm mọi người chú ý mà thôi. Vừa rồi vì để có thể rời khỏi núi, nàng mới ra sức thể hiện sự thông minh giờ mục đích đã đạt được, nàng cần phải chậm rãi ẩn giấu, biểu hiện ngu ngốc nữa càng tốt, chỉ cần không có ai chú ý tới thì nàng mới có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, tình huống còn chưa rõ ràng, không biết bọn họ mua người để làm gì, manh động qua sẽ không tốt, có khi còn chết nhanh hơn. Đương nhiên nếu Hạ Sơn muốn đi ra ngoài quỳ, nàng sẽ đi theo hắn, nghĩ tới đó nàng liền liếc mắt nhìn hắn, Hạ Sơn nhìn đám nhỏ cũng được mua giống mình, vẻ mặt do dự, không biết nên làm gì, quay đầu lại thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn không nhúc nhích, vì thế hắn cũng đứng yên, chương 12, chia bánh, đều đứng lên đi, thiếu niên không có biểu Tình gì, thanh âm réo rất thản nhiên nhưng khí độ lạnh nhạt cũng thể hiện được phong phạm đại gia, làm cho hắn dù không lớn hơn bọn nhỏ bao nhiêu nhưng sự khác biệt lại rất lớn. Nam tử hoa phục làm mẫu, khấu đầu một cái rồi mới đứng dậy, mấy đứa nhỏ cũng làm theo, hô to tạ công tử rồi đứng lên, thấy thiếu niên hơi gật đầu. Hoa phục nam tử mới xoay người nói với bọn nhỏ tốt lắm, đem củi đã kém được chia ra đốt lên đi, lúc này lâm tiểu trúc không xa rời tập thể nữa nàng túm lấy hạ sơn cùng theo mọi người vào rừng ôm củi khô đen một đống lửa lớn nhanh chóng được đốt lên thiếu niên ngồi bên đống lửa nghe hoa phục nam từ báo cáo gì đó lão nhân dâu dê không biết lấy ở đâu ra một cái nồi sắt đi đến khe núi rửa sạch sẽ sau đó múc một nồi nước đặt lên đống lửa nhiều người lực lượng lớn lát sau đã kiếm được một đống củi lớn dưới sự chỉ huy của nam từ hoa phục chia làm ba đống lửa Bọn nhỏ được an bài ngồi cách xa thiếu niên, tốt lắm, ăn cơm, một nam tử khác cấm túi trong tay, quơ quơ trước mặt mọi người, sau đó ném nó vào bụi cỏ, xoay người bước đi, mọi người đi bộ cả ngày, giữa trưa mới được chia cho một mẩu bánh, thân thể lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng, lúc này thấy có ăn thì đâu còn nghĩ gì nhiều, lập tức như sói đói mà nhào về phía cái túi không thực sao vực được đảo bây giờ không phải lúc khách khí cho nên lâm tiểu trúc liền kéo hạ sơn tiến lên nàng là nữ hài tử thân hình lại gầy yếu khí lực không bao nhiêu động tác cũng không quá thô bảo cho nên dù có chuẩn bị vẫn bị xô ngã đành trơ mắt nhìn mọi người lấy bánh chia nhau, cũng may Hạ Sơn không đến nỗi ngốc, khi bị nàng lôi kéo đã biết ý của nàng, bộ dáng lại cao lớn nên rốt cuộc cũng cướp được bốn cái bánh lớn, tuy biểu tình trên mặt vẫn đáng đánh đòn nhưng cũng đưa cho Lâm Tiểu Trúc hai cái ăn đi cảm ơn Hạ Sơn ca ca, Lâm Tiểu Trúc tươi cười nói nàng biết tiểu tử này tới thời điểm mấu chốt vẫn đáng tin hạ sơn giống như không nghe thấy im lặng ăn bánh nhưng vẫn đứng bên cạnh lâm tiểu trúc không có rời đi lâm tiểu trúc cũng cắn một ngụm bánh lớn đưa mắt nhìn chung quanh nàng thực lo lắng đây là cách sinh tồn duy nhất những người đó sẽ dùng loại phương pháp này để bọn họ đấu nhau khôn sống mống chết nếu là như vậy thì nàng khí lực nhỏ không thể cứ dựa vào hạ sơn cướp đồ ăn dùm cho được thế nào cũng tới lúc bị diệt trừ con người có ai nhịn đói được đâu quả nhiên cách chỗ bọn họ không xa có một tiểu tử trong tay cầm tới 5 cái bánh ăn đến sung sướng vài người khác cũng cầm đến ba bốn cái mà cũng có ba bốn đứa nhỏ hơn vừa xoa cánh tay vừa nhìn cái túi rỗng gấp đến độ khóc lên lâm tiểu trúc nhíu mày quay đầu nhìn thiếu niên và đám đại hán, chỉ không thấy bóng dáng của lão nhân dâu dê, còn thiếu niên thì đang nói chuyện với nam tử hoa phục, mấy đại hán kia thì cúi đầu ăn bánh, không có ai để ý đến bên này, thực không có người nhìn sao, nàng không tin, nhìn chung quanh hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy một chéo áo sau góc cây, lâm tiểu trúc giật mình, xem ra không phải là khôn sống mống chết mà bước khảo sát đầu tiên, sở dĩ người nọ không đem bánh phân phát mà để bọn họ tự tranh lấy vì muốn xem biểu hiện của bọn họ người nào có bản lãnh giành được bánh người nào không lấy được bánh người nào có bánh còn biết chia cho người khác người nào chỉ biết ăn một mình dựa vào đó sẽ biết được ai có lòng chia sẻ ai ích kỷ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn túi bánh kia y như một mặt gương có thể chiếu rõ nhân phẩm và năng lực của mỗi người nghĩ đến đây lâm tiểu trúc há mồm cắn một ngụm bánh híp mắt thích ý đến nơi này nửa năm, nàng ngoài trừ ăn cơm khô, chưa từng thực sự ăn qua cái gì gọi là đồ ăn, bánh này tuy chỉ làm bằng cao lương, bỏ thêm chút muối lại để lâu ngày nên hơi cứng nhưng nàng ăn ngon lành, không kém gì sơn chân hải vị, này, người lấy bánh nhiều vậy những người kia làm sao có ăn, đây là công tử phân cho mọi người ăn, người dựa vào cái gì mà lấy nhiều như thế, lại làm người khác không có ăn, một thanh âm vang lên, lâm tiểu trúc đưa mắt nhìn qua thấy người lên tiếng là một thiếu niên mày rậm mắt to xem ra là người rất chính nghĩa hắn đang trừng mắt với tráng tiểu tử tỏ vẻ bất bình tráng tiểu tử kinh ngạc ngừng nhai nhìn người đang chất vấn mình lại đưa mắt nhìn mọi người thấy ai nấy đều đang nhìn hắn nhất thời đỏ mặt lên hắn bộ dáng cao to sức ăn lại lớn bình thường ở nhà luôn bị đói hôm nay vất vả lắm mới đoạt được năm cái bánh lớn nghĩ rằng có thể đạt được nguyện vọng ăn no một bữa nào ngờ lại có người chỉ trích hắn nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ chia cho ai gian nan nuốt miếng bánh xuống chừng mắt cãi lại ta không có dành bánh của ngươi liên quan gì tới ngươi chứ ngươi thương tình bọn họ thì tự đem bánh của mình chia cho bọn họ đi ta chính nghĩa sứ giả nghẹn họng nhưng cũng rất nhanh đã phản bác lại nếu ngươi không lấy bánh chia cho mọi người ta sẽ nói với chủ tử cho ngươi một cái cũng không có để ăn. Tráng tiểu tử quay đầu nhìn bên kia, có vẻ sợ, nghĩ nghĩ một lát mới đưa ra một cái bán. Sức ăn của ta lớn, nhiều nhất chỉ có thể cho một cái thôi. Có thể lấy được một cái cũng là tốt rồi. Chính nghĩa sứ giả không ép buộc hắn nữa mà đưa tay lấy bánh. đang tính quay sang thuyết phục những người khác thì những người kia đã chủ động hiến dâng phần bánh dư của mình. Nhất thời mọi việc đã được giải quyết. Lâm tiểu trúc mỉm cười vị này chính nghĩa sứ giả không có đi cáo trạng trước mà tìm cách giải quyết trước cho thấy hắn là người khá thông minh biết cân nhắc lợi hại nếu hắn đi cáo trạng chuyện có thể được giải quyết mấy đứa nhỏ không có bánh ăn sẽ cảm kích hắn nhưng những người bị phạt sẽ ghi hận hắn hơn nữa mọi người cũng sẽ nghĩ hắn là phản đồ dù sao mọi người đều từ trong núi ra lại cùng bán mình làm nô mâu thuẫn này có thể tính là chuyện nội bộ nếu chưa gì đã ồn ào ra ngoài thì khác gì bán bạn cầu vinh hiện giờ hắn giải quyết như vậy mọi người lại cảm thấy hắn thông minh chính nghĩa, có thể nói hắn đã được sự tôn kính của mọi người, kể cả trang tiểu tử, chương 13, cháo gà rừng trận phong ba đã bình ổn, mọi người cũng không nhắc lại nữa, chỉ chuyên chú ăn bánh, nếu khát thì đến khe suối múc nước uống, hoàng hôn cũng bắt đầu nhuộm tím chân trời, gió thổi qua tán lá cây nghe xà sạc, đống lửa cũng bắt đầu dần tàn, không thể quay trở lại nhà, tiền đổ lại rất xa vời, ai nấy đều có chút bâng khuâng, ngay Lâm Tiểu Trúc cũng hoài niệm ngôi nhà ấm áp của cậu, đang lúc thất thần, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên có cảm giác đang có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu thì thấy cách hai người ở đối diện có một đôi mắt con gái, trong đám tính luôn nàng chỉ có năm đứa con gái, mà nữ tử đang đánh giá nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, da thịt tuyết nộn, cao lớn nhất cũng xinh đẹp nhất trong đám con gái, nàng vẫn đi bên cạnh chính nghĩa sứ giả, xem ra là cùng một thôn, tuy rằng không thích nàng chẳng kiêng dè gì mà đánh giá mình nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn lịch sự mỉm cười với nàng, người con gái kia ngẩn người rồi cũng mỉm cười đáp lại, ngươi tên gì, ta tên Ngô Thái Vân, lại chỉ vào chính nghĩa sứ giả bên cạnh nói, đây là đường ca ta, Ngô Bình Cường, Ngô Bình Cường nghe vậy, quay đầu cười cười với Lâm Tiểu Trúc, trong tươi cười có chút ngượng ngùng làm nàng rất có hào cảm với hắn, ta gọi là Lâm Tiểu Trúc, đây là người cùng thôn với ta hạ sơn lâm tiểu trúc giới thiệu mình tiện thể nói luôn cho hạ sơn ngô thái vân đánh giá hạ sơn một chút rồi nhìn đường huynh bên cạn trong mắt có vẻ đắc ý Hạ Sơn nghe gọi tên, chỉ quay sang đưa mắt nhìn hai huynh muội một cái rồi lại quay đầu đi. Ngô Thái Vân thấy hắn không nhìn mình thì bất mãn, bĩu môi nói: "Vị Đồng Hương của ngươi hình như không thích nói chuyện với chúng ta." Lâm Tiểu Trúc tươi cười nói: "Tính Hạ Sơn ca ca là vậy, cũng không phải cố ý khinh mạn các ngươi, thực ra hắn là người tốt." Hạ Sơn dường như không nghe các nàng nói chuyện, chỉ ngẩn người nhìn đống lửa. Hạ Sơn cùng không có nghe đến các nàng nói trong lời nói bình thường, chỉ để ý đối với kia đôi hòa ngẩn người, Ngô Thái Vân đang tính nói thêm, chợt một nam hài hô lên, mùi gì vậy, một trận gió bay tới, mang theo mùi cháo gạo thơm ngát, bên trong còn có mùi thịt, đám nhỏ liền đứng lên, nhìn về phía thiếu niên liền thấy lão nhân dâu dê đang cầm một cái nồi tỏa khói nghi ngút đi tới, hương thơm phát ra từ cái nồi đó. Hình như là dùng gạo nấu cháo, có người đã ăn qua vừa trả lời vừa nuốt nước miếng, còn có thịt, có người bổ sung cũng nuốt nước miếng, đám nhỏ đều ở nơi thâm sơn cùng cốc không biết cách che giấu dục vọng của mình, nghe mùi thơm như vậy liền không kiềm được mà nuốt nước miếng liên tục, thiếu niên kia ho khan, thân thể dường như không tốt lắm, lại là quý công tử, lão nhân dâu dê nấu cho hắn ăn cũng phải thôi, Lâm Tiểu Trúc chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi tiếp tiếp tục ăn bánh, chỉ là một chén cháo thịt cũng không phải là thứ tốt gì. Một ngày nào đó, Lâm Tiểu Trúc nàng sẽ thoát khỏi thân phận nô bộc, sẽ sống những ngày sung túc, mỗi ngày đều ăn món ngon. Hạ Sơn tuy tính tình trầm mặc nhưng vẫn có lòng hiếu kỳ, lúc này không có ngồi hờ hững bắt động nữa mà cũng đứng dậy, tò mò nhìn chung quanh một cái rồi mới trở lại chỗ ngồi, thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn yên lặng ăn bánh, môi hắn giật giật như muốn nói gì đó nhưng do dự một lát lại thôi, Lâm Tiểu Trúc lúc này không có tâm tư tìm hiểu hắn muốn nói gì, nàng hít hít mũi, khẽ cau mày, thân thể này của nàng có vị giác rất tốt, trí nhớ cũng cực siêu, hơn nữa kiếp trước nàng vốn mê ăn cho nên phàm những gì nàng đã ăn qua, hay nấu

nhất định không quên, cháo này ngoại gạo còn có thịt gà rừng, nàng cũng từng săn được hai con gà rừng, là nhờ thợ săn thúc thúc chỉ cách đặt bẫy mà được, bình thường khi săn được mồi, nàng thường nướng lên ăn nhưng nhìn con gà mập mạp trong tay, nàng thấy nướng thì lãng phí quá mà lại cảm thấy nhớ hương vị canh gà đã lâu không được ăn, cho nên nàng đã về nhà trộm một cái bình của tần thị đem rửa sạch sẽ, gà rừng cũng đã được làm lông, bỏ lòng dòng sạch sẽ được thả vào trong bình, cho thêm gia vị và muối, dùng lá trúc bịt kín miệng bình, sau đó còn chắt bùn lên trên rồi đem đặt trên đống lửa, khoảng chừng một khắc thì lấy ra, nước gà chảy ra thấm vào trong thịt và măng, tạo thành một nồi canh thơm ngon. gà rừng sinh trưởng trong thiên nhiên, thịt săn chắc tươi ngon lại rất ngọt, còn mang theo vị măng thơm ngát. Hơn nữa, còn dùng lá trúc bịt miệng bình, thủ pháp nấu nướng nguyên nước nguyên vị làm cho hương trúc hòa quyện cùng mùi thơm của thịt gà, tư vị tuyệt vời đó cách nửa tháng sau nàng vẫn cảm thấy như còn lưu luyến nơi chân răng, tiếc là sau đó nàng không bắt được gà rừng nữa cũng từng thử dùng thịt thỏ thay thế tuy nhiên hương vị không thể nào bằng, người nói sau này chúng ta có thể ăn cháo như vậy không, bên tai vang lên thanh âm thanh thúy làm cho Lâm Tiểu Trúc bừng tỉnh, nàng quay sang liền bắt gặp ánh mắt bất mãn của Ngô Thái Vân, hẳn là có thể đi, Lâm Tiểu Trúc mỉm cười đứng lên, đi về phía bên kia, nàng không muốn nhiều lời cùng Ngô Thái Vân, vừa rồi khiến nàng chú ý không chỉ có mùi thịt gà rừng, uy, người đi đâu, Ngô Thái Vân đuổi theo, vừa rồi mọi người đều hưng trí tò mò ngảnh cổ xem mà Lâm Tiểu Trúc vẫn điềm nhiên ngồi ăn bánh, phong cách trầm ổn không giống người thường, điều này làm cho người xuất chúng trong các thôn dân như Ngô Thái Vân không cao hứng lắm, lúc này lại thấy nàng không để ý đến mình mà đi về phía chủ tử, Ngô Thái Vân càng thêm không vui, nàng do dự một chút rồi lập tức đuổi theo Lâm Tiểu Trúc, vị thiếu niên chủ tử kia tuy y phục không hoa lệ nhưng bộ gia dạng rất ưa nhìn bị khí thế áp đảo của hắn hơn nữa hai người cũng chưa từng gặp mặt nên nàng không dám lỗ mãng Bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã dám đi tới chỗ hắn, nàng cũng không có gì phải sợ, Lâm Tiểu Trúc nghe tiếng bước chân đuổi theo nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, nàng thấy lão nhân dâu dê dùng một cái bát ngân hoa mạ vàng đưa cho thiếu niên, cái bát bốc khói nghi ngút, hiển nhiên chính là cháo gà rừng rồi, cước bộ không khỏi nhanh hơn, đám nhỏ thấy Lâm Tiểu Trúc lớn gan như thế, dám đi về phía chủ tử liền xôn xao bàn tán, nàng đang làm gì vậy? không phải muốn xin chủ tử cháo để ăn chứ, cháo đó là chủ tử ăn, sao có thể cho nàng, vừa rồi thấy nàng ngồi yên, còn tưởng nàng không để ý, ai ngờ là thèm ăn đến phát cuồng rồi, đồ của chủ tử cũng dám hỏi, ngô bình cường dùng khủy tay hất hất hạ sơn, uy, người đồng thôn của ngươi đang đi về phía bên kia, nàng muốn làm gì vậy, chương 14, giá bát giác lâm tiểu trúc hành động đột ngột, cho nên hạ sơn dù ngồi bên cạnh nàng lại không kịp phản ứng, mà thực ra cho dù kịp hắn cũng không có lý do để ngăn cản, kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc, liếc mắt nhìn Ngô Bình Cường, buồn bực đáp, không biết trong lòng không hiểu vì sao mà mất hứng, đám đại hán thấy hai tiểu cô nương xinh đẹp đi về phía chủ tử, dù có chút kinh ngạc nhưng không đến nỗi không có quy củ như bọn nhỏ, vẫn ngồi im ăn bánh nhưng lực chú ý lại tập trung chỗ hai người, bọn đại hán gặp hai cái xinh đẹp tiểu cô nương thẳng hướng chủ tử bên kia đi mặc dù có chút kinh ngạc đổ không giống bọn nhỏ như vậy không quy củ vẫn ngồi ở chỗ kia ăn bánh nhưng lực chú ý lại ở lâm tiểu trúc hòa ngô thái vân trên người bên này có khác thường bên kia tất nhiên không thể không biết viên thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy lâm tiểu trúc cùng một tiểu nữ tử đi về chỗ hắn trong mắt hiện lên một tia hứng chí thái độ của viên thiên đối với lâm tiểu trúc lão nhân dâu dê viên lâm đã biết rõ ngay cả liên tinh khí đan cũng đưa cho nàng một viên thì nàng có thỉnh cầu gì đó chắc sẽ đáp ứng vì vậy liền múc thêm một chén cháo nữa Nam tử hoa phục lại không biết chân tướng, cảm thấy hành vi của Lâm Tiểu Trúc và Ngô Thái Vân không hợp quy củ liền đứng lên ngăn các nàng lại, trầm giọng chuyện gì, Lâm Tiểu Trúc thấy viên thiên vẫn cầm chén cháo trong tay chứ chưa có ăn thì thở phào một hơi, dừng chân, cụp mắt nói, vào tháng 9, ở những nơi ẩm thấp trong rừng thưa có một loại thực vật tên hồi dại sinh trường, nhìn rất giống bát giác cực nhưng vật đó có độc nếu ăn lầm sẽ gây nôn mửa đi tả đau đầu thậm chí có thể dẫn tới hôn mê tử vong thanh âm của nàng không lớn nhưng lọt vào tai mọi người lại như tiếng sấm giữa trời quang ai nấy đều im lặng kinh nghi nhìn viên lâm đại quản sự viên lâm luôn trung tâm với công tử rất được trọng dụng công tử ăn gì đều do hắn thu xếp chưa từng qua tay người ngoài những lời này của nàng chẳng phải nói viên lâm có ý gì sao tay của viên lâm run lên mặt biến sắc ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc co rút lại sau đó chuyển sang viên thiên há miệng như muốn giải thích gì đó viên thiên giơ tay lên ra hiệu cho hắn mắt lại nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc ngũ quan tuấn mỹ được ánh lửa chiếu rọi càng thêm xuất sắc đôi mắt như hắc ngọc càng thâm thúy hơn cả ban ngày như một cái hồ sâu không thấy đáy làm cho người ta không rõ cảm xúc của hắn viên lâm cảm thấy bất an công tử tuy nhỏ tuổi nhưng hiếm ai nhìn thấu suy nghĩ của hắn hiện giờ lại không cho mình giải thích không biết là tin hay không tin đám nhỏ thấy sắc mặt những người này thay đổi tuy không hiểu ý của lâm tiểu trúc nhưng cũng không dám bàn tán nữa trong không khí chỉ còn vang lên tiếng lửa cháy tí tách cùng tiếng gió thổi qua tán lá ngô thái vân đứng ở trung tâm có thể tiếp cận công tử tuấn mỹ lòng tràn đầy vui mừng phút chốc chuyển sang sợ hãi khuôn mặt nhỏ bé diễm lệ trở nên trắng bệch, hai tay kích động không biết để vào đâu, hai chân không tự chủ được mà run lên, lâm tiểu trúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cứ đứng yên để mặc viên thiên đánh giá mình, từ khi ký kế ước bán mình, viên thiên đã từng thử thăm dò nàng, cho thấy hắn rất nghi ngờ nàng, nếu nàng từ nay về sau sẽ dung nhập vào đội ngũ của bọn họ, nếu không giải tỏa, rất có khả năng hắn sẽ quên mất nàng, không chú ý tới nàng nữa mà điều này rất bất lợi cho nàng tình cảnh như đêm nay cũng là bất đắc dĩ hương vị kia nếu nàng không nhận ra thì thôi đã nhận ra rồi chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu cho dù hắn ăn ít không chết người nhưng thiếu niên này dọc đường cũng có quan tâm đến nàng nàng đâu đành lòng biết hắn trúng độc mà không lên tiếng nàng cũng biết khi nói ra những lời này viên lâm chắc chắn sẽ có bất mãn với nàng viên thiên cũng sẽ càng hoài nghi nàng nhưng con người sống phải có lương tâm nàng không làm gì thẹn với lòng là được nói ra rồi, nàng sẽ không có gì bất an, thấy Lâm Tiểu Trúc bị mình nhìn chằm chằm mà vẫn chấn định, ánh mắt viên thiên càng lúc càng sáng lên, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa hơn, khẽ cười một tiếng nói, ý ngươi là trong bát cháo này có hồi giải, trong thôn từng có người ăn qua hồi giải, suýt chút nữa thì chết, cho nên ta đối với thứ này nhớ rất kỹ, bát giác có tám cánh, mà tám cánh hoa của hồi giải lại hình như miệng chim ưng, mùi vị cũng khác nhau, có chút giống như mùi của long não và lá thông nếu dùng lưỡi liếm sẽ có cảm giác hơi rát miệng Nếu đã nói ra thì phải nói cho tường tận nên Lâm tiểu trúc thật lại từng chút một thứ này có hình dáng giống như bát giác nếu như không biết thì rất dễ nhận lầm viên thiên nhìn Lâm tiểu trúc tươi cười trên mặt dần rộng mở nhưng không chạm đến đáy mắt các đại Hán nhìn nàng cũng thêm một phần ngưng trọng tiểu nha đầu này thực không đơn giản ý của nàng đứa nhỏ nghe cũng hiểu được được nhưng mỗi câu mỗi chữ của nàng lại không chịu nói rõ chỉ như khách quan nói về hồi dạy mà thôi về phần trong cháu có hồi dạy hay không người bỏ nó có biết nó có độc hay không có nhận lầm nó là bát giác hay không thì tự các ngươi tìm hiểu lấy. Không liên quan gì tới nàng, Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng thở dài một hơi, kiếp trước bị hơn 20 năm giáo dục, phương thức nói chuyện, làm việc đều đã xâm nhập vào xương cốt, dù có thay đổi thân thể cũng không thể xóa bỏ được, khi cùng người trong thôn nói chuyện, mọi người không có nhiều kiến thức nên chỉ thấy nàng thông minh chứ không nghĩ nhiều, giờ cùng tiểu hồ ly viên thiên giao tiếp, nếu muốn giấu giếm thực không có khả năng, khi bán mình, nàng đã bị nhìn thấu, bây giờ giờ sao có thể che giấu được nếu còn nói tiếp tiểu hồ ly kia nhất định sẽ truy hỏi tiếp chi bằng nói rõ mọi chuyện biểu lộ sự thật tình của mình dù sao nàng cũng có một gia gia xuất sắc nói năng có trật tự tư duy sắc bén một chút cũng là bình thường vậy ngươi lại đây nhìn xem trong cháu có bỏ hồi dại hay không viên thiên cũng coi như phúc hậu không có ép nàng nàng mà thu lại khí thế tấn công, giả lâm tiểu trúc tiến lên cầm cá vá được làm đơn giản bằng lá trúc đảo qua đảo lại trong nồi, chốc lát sau đã vớt ra cái gì đó màu mâu, đặt vào lòng bàn tay nhìn nhìn, không nói gì mà đưa cho viên thiên, nhất nhị tam, viên thiên đếm một hồi, đếm được 10 cái, đưa lên miệng cắn thử thì quả nhiên đầu lưỡi có cảm giác hơi tê dại, quay sang hỏi viên lâm, hái ở đâu, hồi công tử, ở khen núi bên cạnh viên lâm nghe hỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm vùng trường bào quỳ xuống vẻ mặt xấu hổ tiểu nhân nghĩ gà rừng dù ngon nhưng nếu có thêm chút gia vị sẽ càng ngon hơn mà đi vội vàng nên ngoài trừ muối tiểu nhân không mang theo gia vị gì khác thấy thứ này ở khe núi cứ tưởng là bát giác tiểu nhân ngu dốt không biết suýt chút nữa đã làm hại công tử thỉnh công tử trách phạt viên thiên gật đầu giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện nhà dù vô ý hại người nhưng lại hành sự lỗ mãng suýt chút nữa làm hư đại sự phạt ngươi đi làm hạ dịch nửa năm có phục hay không tiểu nhân tâm phục khẩu phục viên lâm dập đầu lâm tiểu trúc viên thiên quay sang lâm tiểu trúc hôm nay ít nhiều cũng nhờ có ngươi, ngươi muốn được thưởng gì? Chương 15, một đồng tiền tưởng thưởng, Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, tốt nhất là mang nàng ra khỏi núi sau đó trả lại khế ước bán thân cho nàng, nếu không được thì cho một món tiền kha khá cũng được, tiền lúc nào cũng cần a, à. có điều chỉ có thể nghĩ mà không thể nói. Nếu hắn không đáp ứng, sau này nàng sống sẽ không dễ chịu gì, đâu có chủ tử nào lại muốn đối xử tốt với một nô bộc lúc nào cũng có ý định rời đi chứ, để cho hắn có sự phòng bị, nàng rời đi sẽ càng thêm khó khăn, vì thế nàng chỉ ngượng ngùng cười nói tiểu trúc chẳng qua là trùng hợp biết được chút ít thôi, biết thì nói là chuyện nên làm, công tử không cần khách khí, viên thiên giã nhìn chầm chầm lâm tiểu trúc một lát bỗng nhiên tươi cười nói, người đã nói không cần khách khí, ta đây sẽ không khách khí, ngươi là nô bộc của ta, nhắc nhở chủ tử, bảo hộ chủ tử cũng là chuyện phải làm, nếu ta còn muốn thưởng cho ngươi chẳng phải quá mức khách khí sao, cai gì, đây là lời của công tử sao, nam tử hoa phục cùng đám đại hán kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại nhìn nhau như không dám tin, công tử trước giờ đều thưởng phạt phân minh, vừa rồi rõ ràng công tử không có hoài nghi đại quản sự viên lâm nhưng vẫn phạt hắn từ vị trí đại quản sự xuống làm hạ dịch một người đang có quyền thế được mọi người tôn kính lại phải đi làm công việc nặng trừng phạt này không phải là nhỏ nha nhưng đối với một tiểu cô nương xinh đẹp rào hoạt lại chỉ một từ khách khí là xóa bỏ sạch sẽ ơn cứu mạng, còn ở trước mặt đám nô bộc mới đang chờ học quy củ nữa, chuyện này, vẫn là công tử cơ chí thông minh luôn bình tĩnh sao, rốt cục thành công thấy được sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng trong mắt lâm tiểu trúc, viên thiên giã rất vừa lòng, đi đến ngồi bên đống lửa nói, tay nghề nấu cháo của ngươi cũng được, đem bỏ cháo kia, ngươi nấu lại nồi khác đi, ách lâm tiểu trúc khóc không ra nước mắt chuyện gì đã xảy ra thấy hắn phạt viên lâm nghĩ hắn là người thưởng phạt phân minh ai ngờ ban thưởng gì đó không có còn bắt nàng phải làm việc ô ô quả nhiên là làm nô bộc thật thảm mà đồ keo kiệt âm hiểm giả dối tiểu hồ ly ăn ăn cho người ăn tới chết lâm tiểu trúc cũng không che giấu cảm xúc của mình cực chán nản giả dạ, một tiếng rồi cúi mặt đi đến trước đống lửa đổ chén cháo vào nồi sau đó đó bưng nồi cháo đi ra suối cọ rửa, nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn đầy ngạc nhiên, thất vọng rồi lại uể oải và có chút tức giận, bọn thuộc hạ của viên thiên giã đều nhịn không được mà nở nụ cười, tiểu cô nương này vẫn là một đứa nhỏ, tuy ra sức giả làm một người lớn nhưng lập công mà không được ban thưởng vẫn sẽ mất hứng, biểu hiện như vậy cũng đúng, hàn động lúc trước không tương xứng với tuổi chắc là do giả vờ, một tiểu cô nương muốn ở trước mặt công tử tuấn mỹ biểu hiện xuất sắc cũng bình thường thôi mọi người đều ăn uống no đủ chỉ có công tử vẫn chưa có gì vào bụng chúng thuộc hạ đâu dám ngồi yên đều giả dạng bề bộn nhiều việc hoặc đi săn gà rừng hoặc đi thu thập củi hoặc khơi thêm đống lửa mà ngô thái vân chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào, từ đầu đến cuối công tử Tuấn Mỹ kia chưa từng liếc mắt nhìn nàng một lần, lúc đầu, nàng còn cảm thấy may mắn, mọi việc không liên quan tới mình, nhưng giờ chuyện đã giải quyết xong sao ánh mắt công tử vẫn còn đặt trên người Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt còn suy nghĩ sâu xa, nàng xinh đẹp như vậy nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì cớ cỏ chung quanh, điều này làm cho nàng có chút mất mát, Ngô Thái Vân nghĩ nàng có nên bắt trước Lâm Tiểu Trúc nói gì đó không nhưng trong đầu lại không nghĩ được gì đang lúc rối rắm thì có người giật giật ống tay áo của nàng quay đầu nhìn thì thấy Ngô Bình Cường đang nghiêng đầu ý bảo nàng lui ra sau thấy nàng vẫn đứng yên Ngô Bình Cường liền dùng sức lôi nàng đi Ngô Thái Vân tuyệt vọng nhìn viên thiên dã thấy hắn lúc này không nhìn lâm tiểu trúc nữa mà nhìn chầm chầm vào đống lửa không biết đang nghĩ gì nàng đành thất vọng đi theo ngô bình cường viên thiên giã chọn chỗ này để cắm trại là vì rất gần nguồn nước cách đống lửa không xa là một con thác tung bọt trắng xóa nước chảy từ trên cao xuống đến chỗ trũng liền tạo thành một cái con suối ánh lửa chiếu sáng cả khe núi vì không muốn hại các sinh linh khác nên Lâm Tiểu Trúc tìm một nơi khá xa nguồn nước mới đổ cháo đi, lại bẻ một nhánh cây, đi đến bên bờ suối bắt đầu cọ rửa, leo núi suốt một ngày, chân nàng đã sớm nổi bọc nước, lúc này mang theo vật nặng, đau càng thêm đau, ầm, một tiếng thanh âm vang lên rồi yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một đại hán tay cầm mấy cành củi không biết làm thế nào lại đụng chúng lâm tiểu trúc thanh âm vừa rồi là do chiếc nồi trong tay nàng rơi xuống tạo nên lâm tiểu trúc đang không vui lại đột nhiên bị đụng chúng nên cực kỳ tức giận ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn một cái lại phát hiện hán tử này lúc đầu cùng viên thiên giã đến hạ gia thôn sau đó rời đi đến khi bọn họ đến khe núi mới gặp lại hắn hình như gọi là là viên ngũ, viên ngũ bị nàng chừng mắt cũng không có tức giận, cười tủm tỉm, bỏ củi trong tay xuống, nhặt cái nồi lên nói ta đi lấy nước, nói xong liền đi đến bên suối, vốn là việc nhỏ, đối phương lại có thái độ tốt nên lâm tiểu trúc cũng không thèm để ý, đi về phía viên thiên giã lại nghe dầm một tiếng thắt lưng nới lỏng tiền đồng bên trong lần lượt rơi xuống lâm tiểu trúc oán hận nhắm mắt lúc không hay thì uống nước cũng mắc giang a à, trước mắt bao nhiêu người để rơi nhiều tiền như thế cho dù có lấy lại được thì chẳng phải muốn mời cướp đến sao nam tử hoa phục và đám đại hán thì đóng tiền chỉ kinh ngạc một chút liền thấy buồn cười đám nhỏ cũng ồ lên trong thâm sơn toàn là tự cấp tự tức bọn chúng chưa từng thấy qua nhiều tiền

hôm nay bán mình được 200 văn tiền, còn chưa được nhìn thấy đã bị cha nương thu mất rồi. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc gầy ốm tong teo lại cất giấu nhiều tiền như vậy. Đại gia nha, Lâm Tiểu Trúc nặng nề thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nhặt từng đồng tiền lên. Tiểu oa nhi xinh đẹp đáng yêu lập công không được thưởng, còn bị bắt đi nấu cháo. Làm cho các đại hán có chút đồng tình, liền đứng dậy giúp nàng nhặt tiền, ngay cả một hai đồng bị lẫn vào trong đám cỏ cũng được tìm thấy rồi giao trả cho nàng, kiểm xem có đủ hay không, nếu không đủ thì bảo viên ngũ bồi thường cho ngươi. Viên thiên giã hưng chí nhìn một màn này, thấy tiền đều được giao trả cho Lâm Tiểu Trúc liền lên tiếng, Lâm Tiểu Trúc ngước mắt, xuyên qua đám lửa đang cháy hừng hực nhìn vào cặp mắt đen như hắc ngọc của hắn dường như lóe lên sự hưng phấn thì giật mình, chuyện hoài nghi cũng như sao băng xẹt qua đầu, chương 16, nấu cháo bởi vì mỡ hà khác cho nên nàng luôn phòng ngừa chu đáo, luôn mang theo bên người những thứ nàng cho là hữu dụng nên trừ bỏ trong lòng còn cổ tay, túi áo hay đai lưng của nàng luôn có thứ này thứ nọ. Đai lưng này hôm trước nàng đã kiểm tra qua tuy hơi cũ nhưng cũng không đến nỗi đụng cái liền rách như vậy, biết nàng giấu tiền ở đai lưng chỉ có viên thiên giã. Như vậy va chạm vừa rồi của viên ngũ tuyệt đối là có vấn đề, nhìn chằm chằm cặp mắt đen bóng thâm thúy của tiểu hồ ly, ánh mắt hai người lại như điện quan hòa thạch chạm nhau, trong không trung lại lần nữa tràn ngập mùi thuốc súng, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đếm tiền nhiều đến tay rút gân trước giờ là lý tưởng mà lâm tiểu trúc theo đuổi, tuy rằng 190 văn tiền không đủ đếm cho đã ghiền nhưng đối với nàng cũng là toàn bộ gia tài, cho nên nàng không thể không đếm cho cho kỹ, chút tiền đó đối với đám đại hán chẳng bỏ bèn gì cho nên có gì mà sợ mất mặt, lập tức không quản viên ngũ lấy nước sao lâu trở lại hay viên thiên giã có đói bụng hay không, nàng lập tức ngồi bệt xuống đếm tiền, không thiếu chứ, viên ngũ đặt nồi nước lên tên lửa, rồi nhìn lâm tiểu trúc đếm tiền, thấy nàng đã tính toán xong liền hỏi, chủ tử đang đói bụng mà nàng đếm đi đếm lại đến hai lần, thật đáng ghét, có điều do công tử kêu nàng đếm cho nên dù nàng đếm chậm cũng không thể thúc giục, hình như còn thiếu ba đồng. Lâm Tiểu Trúc trong lòng xem thường, nàng chính là cố ý, một tiểu oa nhi sơn thôn không biết tính cũng là bình thường thôi, 190 đồng tiền, rất có thể sẽ đếm sai, cho nên phải từ từ đếm cũng là bình thường thôi. Viền ngũ lấy từ trong lòng ra 10 đồng tiền đưa cho Lâm Tiểu Trúc, đừng đếm nữa đây là bồi thường cho ngươi không cần lâm tiểu trúc cũng không ngẩng đầu lên nhất định là rơi trong bụi cỏ tìm là được rồi nói xong còn nhìn đông ngó tây viên ngũ quay đầu nhìn viên thiên giã thấy hắn cực kỳ hưng trí nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc giống như người đang bị đói không phải là hắn liền nhún vai cất tiền cũng không hối thúc lâm tiểu trúc nữa để nàng tự tìm chuyện ăn mặc đi lại của viên thiên giã đều do viên lâm lo tuy bị biếm là hạ dịch nhưng vẫn không yên lòng lại không dám ra tay nấu cháo lần nữa đành phải tiến lên giúp Lâm tiểu trúc tìm tiền, mọi người thấy vậy cũng đứng dậy giúp đỡ nàng, nhiều người lực lượng lớn, chốc lát sau đã tìm được hai đồng bị văng ra phía xa xa nhưng vẫn còn một đồng chưa tìm được, ân, có lẽ ta đếm nhầm, để ta đếm lại thử, Lâm tiểu trúc cố giấu ý cười trong mắt, nhanh chóng đổ túi tiền ra đếm lại lần nữa đếm xong còn chống cầm suy nghĩ hồi lầu rồi gật gật đầu, hình như đủ rồi, vậy nhanh đi nấu cháo đi, chờ ngươi nấu xong chắc cũng đã nửa đêm, viên lâm rốt cuộc nhịn không được nữa liền lên tiếng thúc giục, làm cho viên thiên giã đói bụng đã lâu, tức giận của lâm tiểu trúc cũng tiêu tan gần hết liền cất túi tiền vào lòng vén tay áo kêu viên ngũ nhấc nồi nước xuống bắt tay vào nấu cháo người từng bị đói mới biết thức ăn chân quý cỡ nào huống chi là người trời sinh yêu thích mỹ thực như lâm tiểu trúc nên dù cháo này không phải nấu cho mình ăn nàng cũng làm rất tỉ mỉ đối đãi tràn ngập nhiệt tình với nguyên liệu nấu ăn trong tay một lát sau thủ hạ của viên thiên giã đã săn được một con gà rừng mang về còn cho nàng mượn đao lâm tiểu trúc cầm đao đặt con gà lên cái thớt giản dị viên lâm vừa tạo ra chặt lấy hai cái đùi gà còn loại bỏ khung xương để vào trong nồi nước rồi bắt lên lửa nấu, khi nước sôi còn cẩn thận vớt bọt ra, sau đó bỏ gạo đã vo kỹ vào, rồi giảm lửa nhỏ dần, Viên Thiên giã nếu không phải thân phận tôn quý thì cũng rất chú ý tới chuyện ăn uống, gạo hắn mang tới, Lâm Tiểu Trúc chưa từng thấy qua. Hạt gạo nhỏ dài no đủ, trong suốt bóng láng còn ẩn chút màu tím nhạt, để lên mũi còn ngửi được một mùi hương thơm ngát. Khi cho vào nồi, nước lập tức sôi lên, hương khí thơm nồng mà tê mát tràn ngập. Hương vị gà rừng làm cho đám nhỏ nuốt nước miếng liên hồi. Đứng bên đống lửa ấm áp, người hương khí mê người này, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy vui vẻ muốn ca hát lên, miệng bất giác nở nụ cười. Hai mắt đen láy tỏa sáng rạng rỡ, lông minh dài dưới ánh lửa như hai cánh bướm dập dờn khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xinh đẹp trói mắt, động tác nhẹ nhàng mà giàu tiết tấu, ai nấy cũng nhận ra nàng đang rất vui, người rất thích nấu ăn, viên thiên giã vẫn yên lặng nhìn lâm tiểu trúc tựa hồ như bị vui vẻ của nàng cuốn hút, đôi con người vốn như đầm nước sâu không thấy đáy lại lộ ra quang mang nhu hòa, thanh âm réo rất thản nhiên lại mang thêm một chút vui sướng, đúng vậy, lâm tiểu trúc mỉm cười đáp, còn liếc mắt nhìn viên thiên giã một cái, ánh mắt loan 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 như ánh mặt trời ngày xuân làm cho viên thiên dã hơi hoàng hốt nhất thời quên mất mình định nói gì lâm tiểu trúc vừa đưa tay chặt thịt gà vừa nói nhân sinh ở đời cũng chỉ là hai chữ ăn mặc nếu ngay cả ăn cũng không có hứng thú thì sống còn có ý nghĩa gì nhân sinh ở đời cũng chỉ là hai chữ ăn mặc viên thiên dã đang trầm ngâm bỗng bật cười thành tiếng lời này là tự ngươi nghĩ ra cũng đúng có điều yêu cầu của ngươi cũng quá thấp đi ăn no mặc ở là chuyện dễ dàng thôi mà, nói tới đây hắn mới nhớ ra cuộc sống của nàng thực không tốt đẹp gì, áo rách quần manh thì có chút thương tiếc ý của Lâm Tiểu Trúc cũng không chỉ có vậy nhưng nàng cũng không giải thích chỉ quay đầu hỏi, "Viên đại thúc chỉ mang theo muối, bỏ vào cháo hương vị cũng được nhưng ở đây ta có ít gia vị, người có muốn bỏ vào hay không?" "Gia vị gì?" Viên Thiên Dã hưng trí bừng bừng không ngờ nàng lại bày nhiều trò như vậy, trước khi nấu cơm là phải rửa tay, khi nấu nướng cũng cực kỳ chú ý vệ sinh, còn mang theo gia vị bên người, làm việc thì cẩn thận, nói chuyện lại đâu ra đó, vừa rồi đếm tiền cũng do nàng cố ý, muốn để mình làm cho nàng hiển lộ tài năng, tiểu cô nương này, có ý tứ, viên lâm thấy công tử vui vẻ, ánh mắt khóe miệng cũng mang theo ý cười ôn nhu nhưng khi nghe lâm tiểu trúc nói vậy thì biến sắc khẩn trương đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nhắc nhở công tử viên thiên giã thu hồi ý cười đưa mắt nhìn viên lâm nhẹ nhàng lắc đầu nếu nàng muốn hại hắn sẽ không ngăn hắn ăn bát cháo kia vừa rồi khi lâm tiểu trúc đếm tiền a uy đã lặng lẽ đem hồi giải cho con thỏ ăn quả nhiên thỏ kia tứ chi run rẩy không biết còn sống hay đã chết, hơn nữa, Viên Cửu ở trong thôn cũng đã kiểm chứng qua, tiểu cô nương này ngoại trừ thông minh dị thường thì cũng không có gì để hoài nghi, dù nàng môn hành cổ quái nhưng nếu nói có lòng hại người thì hắn không tin, Lâm Tiểu Trúc đem thần sắc của Viên Thiên Giã và Viên Lâm Thu hết vào mắt quý công tử có lòng phòng bị, nàng có thể hiểu cũng không tức giận nhưng Viên Thiên Giã tin tưởng làm nàng có chút ngoài ý muốn, nàng ngữ điệu vui nói Nói, Khương Hành đi tinh cô ruồn để tiên, trong thôn chúng ta cũng thường săn bắt được con mồi liền làm thành món ăn thôn quê, để tiện chúng ta đem phơi nắng rồi nghiền thành bột thêm chút muối là thành gia vị, đựng vào bịch để sử dụng thì ra là thứ tốt viên thiên giã cười cười gật đầu người cứ bỏ vào đi chương 17, giao dịch lâm tiểu trúc không thèm nhắc lại lấy từ trong lòng ra một bọc nhỏ đổ ra một ít gia vị vừa đủ bỏ vào chỗ thịt nàng đã làm xong rồi khuấy đều vẻ mặt chuyên chú cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng không tự giác chu lên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con của nàng thật đáng yêu thấy cháo đã ninh vừa đúng lúc nàng liền lưu Lót bỏ thịt vào, dùng môi lá chúc vớt bọt, đợi cháo sôi hai lần mới rời lửa, xoay mặt nhuền miệng cười với viên thiên giã để lộ hai khỏa răng khỉnh đáng yêu tốt lắm, có thể ăn, rồi cầm bát đã rửa sạch mốc một chén đưa cho viên thiên giã, rất thơm, viên thiên giã bị cảm xúc của nàng cuốn hút còn chưa ăn đã cảm thấy bát cháo này thơm ngon dị thường, mốc một muỗng đưa lên miệng, nước cháo dùng xương để hầm nên ngọt thấm tận chân răng, thịt gà săn chắc tươi. Mới, gạo nhuyễn vừa độ, độ mặn nhạt cũng vừa đủ, hơn nữa lại có bỏ thêm gia vị nên mùi thơm ngát cực kỳ ngon miệng, dù hắn trước giờ rất kén ăn cũng không chê được, hôm nay hắn rất đói bụng, giữa chưa chỉ ăn có một cái bánh toàn dựa vào tinh khí đan để chống đỡ giờ có được bát cháo gà rừng thơm ngon ngày đương nhiên là vùi đầu ăn lấy ăn để, nháy mắt đã bát cháo đã thấy đáy, nhìn viên thiên giả ăn ngon miệng, trong lòng lâm tiểu trúc cũng rất cao hứng, người thích nấu nướng lại có người thưởng thức đồ ăn của mình thì không có gì vui bằng kiếp trước nàng cũng không phải là đầu bếp cũng không có nhiều tiền để ăn hết món ngon trong thiên hạ đành phải tự mình ra tay để thỏa mãnh sở thích xuyên qua nơi này cả ngày chỉ mong làm sao được ăn no tay nghề nấu nướng cũng tăng lên nhưng dù sao cũng không phải chuyên nghiệp vì vậy cũng có chút lo lắng đến giờ mới yên lòng hơn nữa, lãnh đạo cao cấp thưởng thức tay nghề của mình ăn rất cao hứng, sau này chắc sẽ có hảo cảm với mình, tiền đồ sẽ sáng lạn hơn, ít nhất là sẽ không bị bán sang tay. Đây là chuyện tốt nha, cho nên thấy cái bát trong tay Viên Thiên Dã trống không, nàng liền chân chó mà múc thêm cho hắn. Viên Thiên Dã được ăn ngon, tâm tình cũng tốt hơn, thấy Lâm Tiểu Trúc miệng hàm chứa ý cười. Hai mắt trong sáng nhìn mình ăn cháo, mãn nhãn khoái hoạt, hoàn toàn không có bộ dáng thèm ăn như mấy đứa nhỏ bên kia, mà xôi quỷ khiến thế nào mà hắn lại nói, người nấu cháo cũng nên nếm thử đi. Hương vị quả rất được nói không tham là giả nhưng lâm tiểu trúc kiếp trước tốt xấu gì cũng sống gần hai mươi năm ăn qua không ít đồ ngon cho nên cũng biết kiềm chế, nghe viên thiên giả nói vậy lập tức lắc đầu cười nói, không cần ta mới ăn bánh rồi đa tạ công tử, nói chơi sao, nơi này có quá nhiều thuộc hạ của hắn, xem ra rất tận tâm và trung thành với hắn, đều cùng hắn vào sinh ra tử, bọn họ còn chưa ăn, nàng sao có thể chứ, dùng 250 văn tiền để mua một nô bộc không biết phân tôn ti trật tự, còn dám cùng ăn cháo của chủ tử, dù nàng không hiểu chuyện cũng thấy nó không ổn, viên thiên giã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và không đồng ý của viên lâm, cũng biết mình vừa rồi. Rồi đã luống cuống, nghe nàng cự tuyệt thì tâm tình cũng được thả lỏng, gật đầu một cái rồi lại vùi đầu ăn cháo, nhiệm vụ hoàn thành lại phải trơ mắt nhìn người khác ăn cháo thật không dễ chịu gì, hơn nữa còn phải tìm viên ngũ tính toán chuyện đồng tiền cho nên lâm tiểu trúc nói nếu công tử không còn chuyện gì khác tiểu trúc xin phép trở về viên thiên giã gật đầu đi đi nhìn nàng không chút do so dự quay người nhịn không được mà nhắc nhở một câu cất tiền cho kỹ đừng để bị người ta lấy trộm hắn không nói thì thôi vừa nói đã làm cho lửa giận trong lòng lâm tiểu trúc lại bùng phát nàng không nhiều lời đào đào trong mắt rồi xoay người đi đến bên viên thiên giã lấy túi tiền trong lòng ra khẩn thiết nói tiểu trúc thế đơn lực bạc không có năng lực bảo quản số tiền này nếu đánh mất số tiền bán mình cũng là cô phụ ý tốt công tử đã nhắc nhở công tử thiện tâm xin hãy giao cho viên ngũ đại thuốc giữ dùm tiểu trúc đợi khi thu xếp xong sẽ giao lại cho tiểu trúc viên thiên giã nhướng mi khóe miệng cong lên ta không đáp ứng thì sao lâm tiểu trúc biểu tình thản nhiên nói công tử không đồng ý tiểu trúc tự nhiên không thể nói gì chỉ là sẽ đi tìm viên ngũ đại thúc mà cầu xin hắn thôi số tiền này là do viên ngũ đại thúc làm rớt khiến tiểu trúc lâm vào tình cảnh nguy hiểm nói thế nào thì hắn cũng phải có trách nhiệm dù hắn nghe lệnh công tử mà không dự giúp thì vẫn phải có lòng quan tâm có sự quan tâm của viên ngũ đại thúc kẻ trộm cũng sẽ kiêng dè vài phần không dám hành động thiếu suy nghĩ đợi khi tới nơi tiểu trúc sẽ tự tìm cách cất giữ cho tốt nói xong còn quỳ gối hành lễ rồi xoay người muốn đi chậm đã viên thiên giã không chút nghi ngờ bản lãnh của nàng nàng tuyệt đối có thể ở trước mặt mọi người mà ép viên ngũ đảm bảo cho nàng công tử còn có chuyện gì lâm tiểu trúc dừng chân xoay người lại viên thiên giã đưa mắt nhìn mọi người một cái từ lúc hắn cùng lâm tiểu trúc nói chuyện đám thuộc hạ biết tính hắn nên đã bắt đầu tán gẫu cũng đứng lên vô tình cố ý ngăn cản tầm mắt của mấy đứa nhỏ kia cam đoan cho hắn một không gian tư mật cho nên đối thoại giữa hắn và lâm tiểu trúc chỉ có vài người thân cận bên cạnh những người khác không thể nghe thấy người không cần đi tìm viên ngũ viên thiên giã có chút buồn bực tuy từ đầu hắn tính làm như vậy nhưng chủ động làm là một chuyện bị uy hiếp lại là chuyện khác ta sẽ để viên cửu âm thầm đi bên cạnh ngươi sẽ không ngươi gặp nguy hiểm hơn nữa khi tới chỗ dù ngươi có bị trộm tiền hay không ta cũng sẽ cho ngươi một trăm văn tiền xem như vì ngươi đã vất vả ngươi thấy thế nào thật sự lâm tiểu chúc mừng rỡ có tiền nàng sao phải e ngại nhiều như vậy tạ công tử thấy lâm tiểu chúc hai mắt tỏa sáng tươi cười như hoa nở viên thiên giã đội nhiên thấy có chút buồn bực đến nơi sẽ có người lo ăn ở cho ngươi Căn bản không cần xài tiền, người giữ tiền cũng chẳng để làm gì, có tiền vẫn tốt hơn chứ. Lâm Tiểu Trúc lúc này tâm tình rất tốt, cười hì hì rồi rời đi, thấy Lâm Tiểu Trúc chẳng những được công tử thưởng thức mà trong người còn có túi tiền to, đám nhỏ đang bàn tán liền im lặng, phức tạp nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc vừa rồi công tử nói gì với ngươi vậy, hắn thích ăn cháo ngươi nấu sao, ngô thái vân chạy tới tươi cười hỏi, nhưng lâm tiểu trúc lại nhìn ra sự ghen tị trong mắt nàng, không nói cái gì, chỉ bảo ta làm việc, hắn cũng không nói có thích cháo đó không nên ta cũng không biết thế nào, lâm tiểu trúc tuy không muốn để ý tới nàng nhưng cũng không muốn tự nhiên có thêm một kẻ địch hơn nữa chẳng qua chỉ là hiếu kỳ, không nói thì bọn họ cũng sẽ không có gì để hỏi nữa, thế thì sẽ không bị quấy dày, leo núi cả ngày, vừa rồi còn phải nấu cháo, nàng thực sự rất mệt mỏi, chương 18, thân thiết nghe Lâm Tiểu Trúc trả lời như vậy, trong lòng Ngô Thái Vân dễ chịu rất nhiều, đặc ý liếc nhìn mọi người một cái, cao giọng nói, vừa rồi ta thấy công tử cười, nhìn rất đẹp nha, nga, phải không ta không có chú ý chỉ biết sợ hãi lâm tiểu trúc cười cười nữ hài tử nhưng ngô thái vân tiếp trước gặp qua không ít vì bộ dáng đẹp gia cảnh lại khá nên có chút hư vinh ưa đố kỵ lại luôn thích nổi trội hơn người khác nhưng cũng không hẳn là người xấu người sợ hãi a à. ngô thái vân khoa trương nhìn lâm tiểu trúc thanh âm lớn như sợ người ta không nghe thấy viên thiên giã ngồi ở đống lửa bên kia cách khoảng một trượng nên nàng cũng không sợ hắn nghe được thấy Lâm tiểu trúc không lên tiếng lại hỏi, ngươi sao lại biết nấu cháo, sao công tử lại biết ngươi biết nấu cháo, ta trời sinh thể hàn không thích hợp luyện võ, công tử lúc trước mua ta là vì ta biết nấu ăn, cũng vì thế mà hắn biết Lâm tiểu trúc kiên nhẫn giải thích thái độ cực kỳ hợp tác, sau này nàng sẽ sống cùng mấy đứa nhỏ này, có một số việc nếu nói nửa chừng dễ làm người ta liên tưởng này nọ, này sinh hiểu lầm, rước lấy phiền toái không cần thiết, chi bằng nói rõ ràng, nữ hài tử 12, 13 tuổi cũng đã biết đến mối tình đầu, mà viên thiên dã bộ dáng lại hại nước hại dân. Nếu vô duyên cớ bị nàng xem như quân xanh thì chẳng phải là oan thị kính sao, như vậy a à, Ngô Thái Vân như có chút suy nghĩ, thấy nàng không truy vấn nữa, Lâm Tiểu Trúc thở một hơi, rút tay khỏi tay nàng, trở lại ngồi bên cạnh Hạ Sơn, Hạ Sơn liếc nhìn nàng, thấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ, Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chính mình thủ theo tay nàng trưởng lý rút ra, trở lại Hạ Sơn bên cạnh ngồi xuống, khó có, có lúc Hạ Sơn luôn vẻ mặt đạm mà không để ý người lại chủ động quan tâm, cho nên tâm tình Lâm Tiểu Trúc rất tốt, cười đáp ta không sao, nhìn nàng tươi cười như thế, Hạ Sơn kích động quay đầu đi, hồi lâu lại cẩn thận quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lâm tiểu trúc tháo đai lưng xuống, dùng châm tuyến luôn mang theo bên mình khâu lại chỗ bị rách rồi đem tiền đồng nhét vào, lâm tiểu trúc sao ngươi có nhiều tiền vậy, ngô thái vân thấy vậy nhịn không được hỏi, đây là tiền ta bán mình, lâm tiểu trúc miệng đáp tay vẫn nhét tiền vào đai lưng, để tiền ở trong ngực càng dễ dụ người ta phát hiện hơn, đến lúc đó không chỉ tiền mất mà còn bị lợi dụng, tuy thân thể này chưa có phát dục bộ ngực bằng phẳng như tâm thớt nhưng dù sao cũng là nơi thiêng liêng của thiếu nữ, không thể để bị tùy tiện xâm phạm được dù có người trộm hay không thì nàng cũng sẽ được thưởng thêm 100 văn tiền nữa không nới rộng chỗ sao được mà lâm tiểu trúc còn ước gì đừng có ai đến trộm tiền nha dù sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đi bộ suốt một ngày ai nấy đều mệt chết đi được chuyện của lâm tiểu trúc cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ thay thế mọi người đều nằm xuống đất nữ hải tử có thể đến bên đống lửa khác nam tử hoa phục lên tiếng nhưng thấy mọi người đều ngái ngủ mê mang liền đi về chỗ của mình bọn họ cũng từng lo lắng chuyện nam nữ khác khác biệt muốn an bài một chỗ riêng cho đám con gái nhung những nữ hài tử này nếu không là đồng thôn thì cũng là bà con thân thích cùng bị bán, nếu tách ra lại có cảm giác không an toàn, hơn nữa một đám con gái ngủ riêng một chỗ cũng không ổn, rất dễ gặp nguy hiểm, cho nên hắn cũng chỉ nói cho có lệ coi như là hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng nhiều người tập trung cùng một chỗ lại đều là con nít, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, lâm tiểu trúc liếc nhìn hạ sơ một cái rồi nằm xuống đất nàng vốn dễ thích ứng với hoàn cảnh lại biết viên cửu sẽ trông chừng bên này không để xảy ra chuyện gì cho nên trong lòng yên ổn chốc lát đã ngủ say. Hạ Sơn nằm bên cạnh Lâm Tiểu Trúc chỉ một lát đã nghe tiết hít thở đều đặn, hắn lại đứng lên, lấy từ trong bao của mình ra một bộ quần áo, nhẹ nhàng đắp cho nàng sau đó mới nằm xuống, lúc này đã là tháng 9, cuối mùa thu thời tiết bắt đầu xe lạnh, còn có sương mù, dù nằm bên đống lửa vẫn sẽ lạnh, lại nằm trên đất nên tuy được Hạ Sơn đắp áo cho thì đến nửa đêm Lâm Tiểu Trúc vẫn tỉnh lại vì... Lạnh nghe tiếng củi bị lửa đốt, còn có tiếng hít thở đều cách đó không xa, lại thấy áo của Hạ Sơn trên người mình, nàng nở nụ cười, nghiêng người rồi lại tiến vào mộng đẹp. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, vì lạnh, trời cũng đã tờ mờ sáng, lúc này sương sớm rất nhiều, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nàng không dám nằm tiếp mà dụi mắt đứng dậy. Ngoại trừ đống lửa bên chỗ Viên Thiên Giã vẫn còn cháy lớn thì những chỗ khác đều đã tắt, sương mù phủ trắng khắp nơi, xa xa còn truyền đến tiếng chim hót, Lâm Tiểu Trúc đưa tay xoa đai lưng, phát hiện tiền vẫn còn ở bên trong, không bị lấy cắp thì thở phào nhẹ nhõm, nàng rũ rũ tóc nhẹ nhàng đem áo trên người phủ lên mình hạ sơn, đang tính thừa lúc không người mà đi giải quyết vấn đề vệ sinh đột nhiên thấy từ trên cây bay xuống một bóng người, thì ra là viên cửu, hắn thấy Lâm Tiểu Trúc chừng mắt nhìn mình thì mỉm cười đáp lại, sau đó hai ngón tay trụm lại đánh một cái phát ra tiếng vang, thanh âm này vừa vang lên, trên cây khác cũng có hai, ba bóng dáng khác đáp xuống, lâm tiểu trúc hiểu ra là bọn họ gác đêm, ngủ đêm nơi rừng núi hoang vu, nếu ai nấy cũng đều ngủ say như chết thì chết lúc nào cũng không biết, viên cửu thấy đồng bọn đã đến đủ liền đi đến bên cạnh viên lâm, đẩy hắn hai cái, viên lâm nhanh chóng thức dậy không biết lấy từ đâu ra một cái mộc bồn đến bên khe suối lấy nước cho viên thiên giã rửa mặt lâm tiểu trúc thấy thế biết lập tức phải gọi mọi người dậy liền chạy nhanh đến chỗ cây cối rậm rạp viên thiên giã thoáng nhìn liền ra hiệu cho viên cửu viên cửu nhanh chóng chạy đến trước mặt lâm tiểu trúc ngăn lại làm sao vậy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người lâm tiểu trúc hoảng sợ trong lùm cây có không ít trùng xà công tử lo lắng cho ngươi ngươi đợi một chút ta xem trước đã, viên cửu bán đứng viên thiên giã xong đi lên phía trước, dùng nhánh cây gõ gõ một hồi mới xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc, được rồi, ở trong này đi, đừng đi xa, nói xong quay đầu đi về phía đống lửa, Lâm Tiểu Trúc sờ sờ cây mũi, thấy bên kia bắt đầu huyên náo liền nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này khá ẩn mật, vội nhanh chóng chút bầu tâm sự rồi trở lại khe suối rửa mặt, khi mọi người vệ sinh xong, nam tử hoa phục lại ném cho bọn họ một túi bánh, đám nhỏ đang tính tiến lên tranh đoạt, Ngô Bình Cường đã cao giọng nói, mỗi người trước tiên lấy hai cái, còn thừa thì dành cho những người có sức ăn lớn, tráng tiểu tử do dự nhìn viên thiên giã, rốt cuộc cũng làm theo cách của Ngô Bình Cường, cầm lấy hai cây bánh trước, lần này không xảy ra sự tranh cướp như trước, Lâm Tiểu Trúc nhìn Ngô Bình Cường, trong lòng âm thầm tán thưởng bên kia viên Lâm cũng đem cháo tối qua còn lại hâm nóng cho viên thiên giã ăn, thu thập xong mọi người lại tiếp tục lên đường, chương 19, sơn trang đường núi quanh co lòng vòng, đưa mắt nhìn cũng không thấy đầu bên kia, đoàn người đi hết một ngày nữa, qua hết đỉnh núi này lại tới đỉnh núi khác, lâm tiểu trúc âm thầm thấy may mắn vì mình còn trẻ, ngủ một giấc thì những mệt nhọc hôm qua đều tan biến hết, lại sinh long hoạt hổ như trước, nếu không cứ đi kiểu này, nàng nhất định sẽ không chống đỡ nổi, liên lụy người khác hơn nữa ngày hôm nay cũng không có đi gấp như mọi khi mà cứ nửa canh giờ được nghỉ một lần cho nên nàng cũng không cần phải cố hết sức trạng vạng tối thì bọn họ cũng tới chân núi tìm một nơi gần nguồn nước liền dừng lại nghỉ ngơi mọi người đều mệt mỏi không còn vẻ hưng phấn ban đầu nữa viên thiên giã không biết do tội nghiệp nàng vất vả hay vì tâm huyết dâng trào mà tối hôm đó không sai nàng nấu cháo nữa hai ngày đi đường vất vả, Lâm Tiểu Trúc lại gầy yếu nên chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm ai sẽ nấu cháo cho viên thiên giã nữa. Nàng ăn qua loa hai cánh bánh, uống một ngụm nước suối rồi kiếm một chỗ an toàn, đốt một đống lửa nhỏ, lát sau lại rời đống lửa đi, sau đó thì nằm xuống, nhờ có đống lửa trước đó nên nơi này rất ấm áp, thoải mái hơn so với ngày đầu nên Lâm Tiểu Trúc vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành, mệt mỏi quá mức nên đêm hôm đó nàng ngủ rất ngon, không bị cái lạnh làm tỉnh giấc sáng sớm hôm sau, khi xuất phát, nàng mới phát hiện trong đội ngũ thì thiếu mất ba đứa nhỏ, ngay cả hai đại hán đi cùng cũng không thấy, nhớ tới vụ đai lung, nàng có chút bất an, tìm cơ hội đi đến bên cạnh viên thiên giã, thấp giọng nói, ba đứa nhỏ kia, không phải ngươi ném vào rừng cho xài lang ăn chứ, viên thiên giã kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới nở nụ cười, nghĩ cái gì vậy, tốt xấu gì cũng ba mạng người nha, nói xong liền thu hồi ý cười, giọng điệu thản nhiên, chẳng qua là đưa bọn họ đi theo một đường khác đến một nơi khác lại liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc ta không nuôi người có dị tâm phẩm hạnh không tốt lâm tiểu trúc trầm mặc nhìn viên thiên giã đi về phía trước hồi lâu mới quay trở lại đội ngũ chỉ cần không phải vì nàng mà ba đứa nhỏ phải chết là tốt rồi còn bọn họ có kết quả gì cũng không liên quan tới nàng có điều viên thiên giã tuổi còn nhỏ mà tâm tư thật cẩn thận hành xử quả quyết có thể thấy là người sẽ làm nên đại sự, đi theo chủ tử như vậy, nếu trung tâm nghe lệnh, biểu hiện tốt thì tiền đồ vô lượng, còn muốn chạy trốn thì khó khăn quá nhiều, mấy ngày nay nàng cũng thấy được thực lực của viên ngũ, viên cửu bọn họ, nếu chạy trốn bị bắt trở lại thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm, và lại chạy trốn cũng chưa chắc gì tốt, không thân không thích lại là nữ tử có bộ dáng không tệ, ra bên ngoài cũng không biết sẽ rơi vào kết cục gì, chi bằng cứ từ từ qua mấy ngày nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, suy nghĩ thông suốt, lâm tiểu trúc thấy an lòng và thoải mái hơn nhiều. Được rồi, nghỉ ngơi ở đây một lát đi, vẫn là nam tử hoa phục tên Viên Thành lên tiếng. Một người khác thì bắt đầu phân phát đồ ăn cho bọn họ, lúc này không cần phải tranh đoạt nữa mà cứ người nhỏ hai cái, người lớn ba cái. Oa, ca này làm bằng gì vậy? Màu vàng thực đẹp mắt, một hài tử nhận được đồ ăn liền reo lên. Lâm Tiểu Trúc cũng vừa nhận được phần của mình, nhận ra đây là bánh bao bắp, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng nhớ rõ bắp hay khoai lang đều phải sau thời Minh mới truyền tới Trung Quốc, trở thành lương thực thông dụng, chẳng lẽ nàng xuyên đến thanh triều nhưng nhìn phục sức của đám người viên thiên giã lại không giống, có điều giờ đã rời núi, rất nhanh sẽ biết thôi, và lại nàng là tầng lớp thấp nhất xã hội, triều đại nào thì cũng thế thôi, bánh bao bắp này lớn hơn nắm tay, hương vị lại ngọt ngào ngon miệng, mọi người rất nhanh đã ăn xong, lâm tiểu trúc ngẩng đầu thì thấy viên thiên giã đang nhìn về phía bên này, lại phát hiện ra bọn họ đang ăn bánh cao lương, không khỏi sừng sốt, không biết là chuyện gì, còn chưa nghĩ ra thì bỗng nhiên thấy choáng váng, thân thể ngã xuống, trước khi mất đi ý thức nàng vẫn còn kịp nghĩ ra, trong bánh bao có mông hãn dược, khi lâm tiểu trúc tỉnh lại, Khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang ở trong khoang thuyền, bên người còn có mấy đứa nhỏ đang ngã trái ngã phải, Hạ Sơn thì nằm trên một tấm ván gỗ cách nàng không xa, nước sông thanh u, hai bên bờ cây cối rậm rạp, xa xa vang lên tiếng chim kêu, dưới thân nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền ào ào, thiên nhiên yên tĩnh làm cho Lâm Tiểu Trúc đang bối rối vì không thể khống chế vận mệnh của mình trở nên bình tĩnh lại, nàng ngồi thẳng, dựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn chung quanh bọn nhỏ cũng tỉnh lại bọn chúng đều được lựa chọn tỉ mỉ cho nên cũng không quá ngu ngốc rất nhanh đã biết vừa rồi mình bị người ta hạ dược đang lúc bối rối không biết vận mệnh của mình sắp tới thế nào thì đã thấy viên thành tiến vào hắn dùng ánh mắt uy nghiêm đảo quanh một vòng rồi nói sắp tới nơi rồi an tâm một chút đừng làm loạn quả nhiên nửa canh giờ sau thuyền ngừng lại lâm tiểu trúc đi sau hạ sơn ra ngoài lại đi về thượng ngạn một hồi liền thấy một tòa sơn trang rộng lớn hiện ra trước mắt đây sẽ là nơi các ngươi học tập sau này đi theo ta viên thành dẫn bọn họ rẽ trái theo một cái cửa nhỏ đi vào lâm tiểu trúc đi cuối cùng theo bản năng quay đầu lại nhìn chỉ thấy những người khác đang cùng viên thiên giã đi qua đại môn vào sơn trang, thành quản sự, ngài đã trở lại, trước mặt vang lên giọng nữ tử, đội ngũ dừng lại, lâm tiểu trúc đang muốn nhìn chung quanh đã nghe viên thành nói, nữ hài tử bước ra cùng đi với mai quản sự, nữ nhân đến bên này, thanh âm của mai quản sự rất ôn hòa, khi rời khỏi hàng, lâm tiểu trúc nhìn thấy ánh mắt thân thiết của hạ sơn liền cười cười với hắn rồi nhanh chóng đi theo mai quản sự. Quản sự rời khỏi hạ gia thôn, dọc đường đi, dù Hạ Sơn luôn trầm mặc ít lời nhưng hắn vẫn ở bên nàng, dù hắn không lên tiếng nhưng lại vẫn quan tâm nàng như ngọn đèn trong đêm tối, tuy không thể chiếu sáng con đường phía trước nhưng lại làm người ta có cảm giác an tâm, an toàn, mặc kệ sau này thế nào, ân tình của vị thiếu niên này, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mai quản sự khoảng hơn 40 tuổi, dáng người trung bình khuôn mặt tú lệ, trên người mặc một cái áo bằng vải bông dao lĩnh, tay áo màu tràm cùng váy dài, trên đầu chỉ cài một cây châm ngân hoa, trên tai cũng là đôi hoa tai bạc, có vẻ ưa sạch sẽ, ôn tồn lại lộ ra vẻ khôn khéo, sơn trang yên tĩnh, quản sự ôn hòa, lãnh đạo cao cấp viên thiên giã tươi cười sáng lạn, còn có đám người viên lâm, viền ngũ cũng không tệ, tuy không biết đây là đâu nhưng lâm tiểu trúc tin rằng cuộc sống ở đây cũng không tệ, chương 20 dành chỗ nằm vào cửa hông, xuyên qua một cái ngõ nhỏ thật dài, lại đi qua hai cánh cửa đến một cái sân giống như thường thấy ở tứ hợp viện, có hơn 10 nữ tử đang đứng trong viện nghe một phụ nhân chừng 50 tuổi nói gì đó, thấy các nàng tiến vào, phụ nhân kia ngừng lại tiến lên đón, nhìn nhìn bọn họ một lát rồi, cười nói với Mai Quản sự, vừa vặn, thêm mấy người này nữa là đủ 16 nữ tử 8 người một phòng, an bài các nàng ở trong hai Phòng Lan, Cúc Mai quản sự xem có thỏa đáng không? Mai quản sự vẫn không ngừng bước, vừa đi vừa gật đầu, đi cứ vậy mà làm đi, rồi quay sang nói với đám Lâm tiểu trúc đây là nhuyễn giáo tập, sau này các ngươi sẽ theo nàng học quy cù, nhuyễn giáo tập mặc một thân áo nâu váy dài, mắt nhỏ dài, gò má hơi cao, cằm ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là người nghiêm khắc, nghe mai quản sự giới thiệu, nàng liền thu hồi tươi cười, quay sang đánh giá đám con gái, ánh mắt như lưỡi đao khiến mọi người bối rối hẳn lên, cảm thấy hài lòng với hiệu quả, nàng gật đầu nói với mai quản sự, giao cho ta đi, mai quản sự dừng bước, ý bảo mọi người tiếp tục đi, nhuyễn giáo tập đem các nàng đến chỗ các nữ tử đang đứng trong sân, vỗ vỗ tay làm cho mọi người tập trung, tùy ý chia làm hai hàng rồi nói, nhóm đến trước ở phòng bên trái. Nhóm mới tới ở phòng bên phải, bây giờ đi vào đi, chọn chỗ nằm, sau một nén hương lại tập trung ở chỗ này, mỗi người lĩnh hai bộ quần áo, sau đó tắm rửa gội đầu, quần áo các ngươi đang mặc trên người toàn bộ bỏ vào mộc Dũng trong nhà tắm đi, xong xuôi hết thì đến đây lĩnh cơm chiều, nói xong Nghiêm Khắc liếc mắt nhìn một vòng, đều nghe rõ rồi chứ? Dạ, cả đám đồng loạt đáp lại, Nguyễn Giáo tập nhíu mày, vung tay lên, vào phòng đi thôi rồi xoay người đi tới chỗ mai quản sự, bị nhuyễn giáo tập ra oai phủ đầu, mọi người đều có chút câu nể, ngay ngắn đi vào phòng, không có lấn ép tranh giàn, ta gọi là tô tiểu thư, người tên là gì, nữ tử đi trước lâm tiểu trúc bỗng nhiên quay đầu lại chào hỏi nàng, khuôn mặt tròn tròn, hai mắt tròn tròn, khi cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, bộ dáng nhìn rất ngọt ngào, nhìn đôi con người trong suốt như nước, lâm tiểu trúc rất có hảo cảm tươi cười đáp lại ta là Lâm Tiểu Trúc khi nói chuyện, mọi người đã vào phòng, đây là một gian phòng khá rộng nhưng chỉ có một tấm ván dài bắt ép vào vách tường làm thành cái giường chung, tám người đồng loạt ua tới, ta ngủ nơi này, đây là vị trí của ta, đám con gái vừa vào cửa liền không có quy củ, tranh giành ẩm ý. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày nhìn những người này, kiếp trước được giáo dưỡng tốt cho nên nàng thực không muốn cùng các tiểu cô nương này tranh giành chỗ nằm, nhưng Tô Tiểu Thư tay chân lại rất lanh lẹ, dù đang nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc cũng nhanh chóng giành chỗ nằm cho mình, không đợi mọi người nhìn kỹ tình hình trong phòng, nàng đã trực tiếp mang hành lý đến chỗ trong cùng nhất, ngồi lên còn cười hì hì vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc, chỉ vào chỗ cạnh nàng, "Lâm Tiểu Trúc, chỗ này là của ngươi." này, dựa vào cái gì a? À? ngươi chiếm phần ngươi là được rồi, chỗ này là của ta, một nữ tử cao gầy, nhướng mày chừng mắt với tô tiểu thư rồi cũng không đợi nàng lên tiếng đã lập tức đặt hành lý của mình lên chỗ nằm kia ta giúp muội muội ta chiếm chỗ nằm, không được sao, tô tiểu thư cũng là người mạnh mẽ, không chịu thua mà cãi lại, hai người đôi co qua lại làm ẩm ý cả lên, lâm tiểu trúc nhìn lướt qua, thấy chỉ còn lại chỗ nằm ngay cửa, lại nhìn ngô thái vân chỉ lo chiếm chỗ tốt cho mình không lên tiếng, trực tiếp đi tới chỗ tô tiểu thư đã dành giúp nàng, cởi giày trèo lên, mở chăn ra rồi lại vỗ vỗ gối, trong phòng có 8 chỗ nằm, hiện giờ chỉ còn một chỗ ngay cạnh cửa, hàng ngày mọi người ra ra vào vào đều đi ngang qua, hơn nữa vừa mở cửa là có thể nhìn thấy, mùa đông thì bị gió lạnh thổi thẳng vào, là chỗ nằm kém nhất phòng, nàng ngủ ở trong này cũng không có gì, nàng không ngủ cũng sẽ có người khác ngủ, không không thể so ai quý giá hơn ai nhưng tô tiểu thư đã giúp nàng chiếm chỗ nằm e là hôm nay còn phải tranh cãi ầm ĩ nữa dù nữ hài từ đó có từ thâm sơn đi ra hay không, tâm tính chất phác hay không nhưng kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu cũng là bình thường, hôm nay mà nhường nhịn, sau này nàng sẽ còn chịu thiệt dài dài, tính nàng cũng không phải yếu mềm, nếu sau này cũng sẽ phải cùng người ẩm ý, chi bằng ngay từ đầu thiết lập trật tự cho mọi người biết rõ. Này, ngươi làm gì, đây là chỗ nằm của ta, ngươi xuống dưới cho ta, nữ tử kia thấy Lâm Tiểu Trúc trực tiếp trèo lên giường thì quính lên, vươn tay túm lấy nàng, trong đám con gái, Lâm Tiểu Trúc nhỏ nhất, gầy nhất nên dễ bị khi dễ nha, hơn nữa lúc ở cửa nàng đã nghe được Lâm Tiểu Trúc và Tô Tiểu Thư chỉ là mới gặp nhau mà thôi, chẳng có giao tình gì, dù Tô Tiểu Thư có giúp nàng ta cãi thì cũng không sao, Lâm Tiểu Trúc bị nắm tay đến Đau, vốn không muốn làm lớn chuyện cũng phải nổi giận, nàng nhìn chằm chằm người con gái kia, suy, bật cười một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội thứ nhất, đây là chỗ nằm tỉ tỉ ta chiếm cho ta, người nói nàng chiếm cho mình thì không tính, vậy ta chiếm cho ta thì có tính không, người cũng không có để thứ gì trên này, thứ hai, người cũng có ở trên giường, dựa vào cái gì mà nói ta dành chỗ của ngươi, hôm nay bảo ta nhường chỗ nằm, có phải ngày sau sẽ bắt ta múc nước cho ngươi rửa chân, ngươi cho ngươi là ai, ngươi cảm thấy địa vị của ngươi cao hơn người khác sao, vậy nói nhuyễn giáo tập xếp cho ngươi một căn phòng riêng đi, cần gì ở cùng một chỗ với chúng ta, nói xong còn quay đầu nhìn mọi người, tươi cười lộ ra hai răng khỉnh đáng yêu, các vị tỷ tỷ, các ngươi nói đúng không, mọi người không lên tiếng cũng không ai có ý giúp, chỉ ngồi xem náo nhiệt, lúc này nghe Lâm tiểu Trúc nói vậy, trong lòng suy nghĩ một chúng, cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý, người con gái cao gầy này quá mức bá đạo, tự cho là đúng, hôm nay khi dễ lâm tiểu Trúc, ngày sau có thể sẽ tới phiên mình, nàng cho rằng mình là thiên kim tiểu thư sao, liền buồn bực lên tiếng, đúng vậy, Lý Linh Nhi ở nhà được cưng chiều quen rồi, tính cách lại mạnh mẽ, mọi việc đều tranh phần hơn, vừa rồi dành chỗ nằm cũng chỉ xuất phát từ bản năng mà thôi thấy mọi người đều giúp Lâm Tiểu Trúc lại bao quanh mình toàn là những gương mặt xa lạ, khí thế cũng giảm đi nhiều nhưng chết vẫn còn mạnh miệng, chừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc ngươi mới khi dễ người, hai người các ngươi khi dễ một mình ta, Lâm Tiểu Trúc cười lạnh một tiếng, người cho mọi người đều bị mù điếc hay là ngốc hết rồi, ở trước mặt mọi người lại dám nói đen thành trắng, mỗi một câu đều kéo mọi người đứng về phía nàng, nếu ngươi không phục, vậy chúng ta mời nhuyễn giáo tập tới phân xử xem mọi người khi dễ ngươi hay là ngươi không phân phải trái đúng vậy chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy lý linh nhi thấy mọi người đều lên tiếng chỉ trích mình ngẫm lại không còn cha mẹ và các ca ca vẫn luôn bênh vực nàng ở bên cạnh nước mắt liền rơi chỉ vào lâm tiểu trúc run rẩy nói ngươi nói vậy chỗ nằm này là ta thấy trước tiên ngươi lên sau dựa vào cái gì liền thành của ngươi ngươi mới không nói lý lẽ ngươi cùng nàng khi dễ ta xảy ra chuyện gì ngoài cửa vang lên thanh âm nghiêm khắc của của Nguyễn Giáo Tập chương 21 tưởng niệm thanh âm chưa dứt, Nguyễn Giáo Tập liền xuất hiện ở tại cửa, nàng nhìn lướt qua trong phòng, thấy Lý Linh Nhi nước mắt lưng tròng, ánh mắt liền lạnh lên, rốt cuộc sao lại thế này, trong phòng không anh lên tiếng, những người là việc không liên quan đến mình, không muốn lắm miệng, mắc công lại bị Nguyễn Giáo Tập trách phạt, Lý Linh Nhi là vì trột giả, sợ mọi người đều làm chứng cho Lâm Tiểu Trúc, đến lúc đó trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, bản thân sẽ bị thiệt thòi, mà Lâm Tiểu Trúc vừa rồi chẳng qua hù dọa Lý Linh Nhi mà thôi, nàng cũng không nhàm chán tới mức cáo trạng mấy chuyện bé như hạt dưa này, chẳng qua là mấy tiểu cô nương khắc khẩu nhau chút thôi, nếu Lý Linh Nhi bị phạt, lương tâm nàng sẽ rất áy náy, lúc đó chính nàng mới là người khi dễ người khác, cầm điếc hết rồi hay sao, mau nói xem đã xảy ra chuyện gì, Nguyễn Giáo tập lại quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt càng nghiêm khắc hơn, không có việc gì, không có việc gì chúng ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi Lâm Tiểu Trúc thấy không ai lên tiếng, sợ cả đám bị phạt đành phải mở miệng, nói giỡn Nguyễn Giáo Tập có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiểu Trúc, cố ý không phân chỗ nằm cũng giống như việc không phân chia bánh, là một dạng khảo nghiệm, muốn thông qua đó nhanh chóng biết được tính tình của mọi người, vừa rồi nàng nghe rất rõ chan chấp trong phòng Lâm Tiểu Trúc này vóc dáng gầy yếu nhưng nói chuyện rất có ý tứ mọi người bất chi bất giác đều bị nàng dắt mũi hơn nữa vừa rồi rõ ràng là nàng chiếm nhưng mọi người lại nói giúp cho nàng, nếu nhân cơ hội này mà nói ra, có thể mượn tay mình chỉnh lý Linh Nhi thảm hại hơn, sao nàng ta lại lựa chọn bỏ qua? Không riêng gì Nguyễn Giáo Tập, những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là Lý Linh Nhi, nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, đầu tiên là nghĩ Lâm Tiểu Trúc sợ mình nên mới không dám làm lớn chuyện, nhưng nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của nàng thì lại cảm thấy khả năng đó không lớn đúng vậy chỉ là nói dỡn thôi tô tiểu thư cũng mỉm cười lên tiếng còn thừa dịp nguyễn giáo tập không để ý mà nháy mắt với lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc nhịn không được mà cười khẽ một tiếng có phải vậy không thực sự không có việc gì nguyễn giáo tập gắt gao nhìn lý linh nhi giọng điệu cũng ôn hòa hơn thấy nguyễn giáo tập bình thường vẫn nghiêm khắc bỗng nhiên hòa nhã với mình trong lòng lý linh nhi liền thấy vui vẻ suýt chút nữa đã muốn cáo trạng, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Lâm Tiểu Trúc, nàng liền ngậm miệng lại, ngập ngừng nói: "Không, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi." Nguyễn Giáo Tập liếc mắt nhìn Lý Linh Nhi một cái rồi quay sang nói với mọi người: "Nếu đã chọn chỗ nằm xong, nhanh đi nhận quần áo đi, ai nấy đều vui vẻ ra ngoài." hai bộ áo lót màu trắng, hai bộ áo màu tràm cùng váy dài màu xanh, hai dây buộc tóc đồng mày, giày vải màu xanh thẫm cùng hai đôi tất trắng, quần áo tuy không hoa lệ nhưng chất vải mềm mại, kiểu dáng đơn giản hào phóng, làm cho Lâm Tiểu Trúc yêu thích không muốn buông tay. Tuy khi chọn mua bọn họ, đám người viên thiên dã cũng không quá đề cao dung mạo nhưng những người được chọn đều là nữ hài tử có diện mạo thanh tú, dáng người cân xứng, mọi người cầm theo quần áo mới theo nhuyễn giáo tập đến nhà tắm thay đổi y phục búi hai cái nha hoàn kế tất cả dường như trở thành người khác mọi người đều là nữ hài tử vừa rời nhà vốn không có nhiều mâu thuẫn lại thêm lâm tiểu trúc tìm cách xoa dịu nên ngay cả lý linh nhi lúc đầu bị vắng vẻ cũng rất nhanh được tiếp nhận cùng mọi người vui đùa chỉ là không thân cận với tô tiểu thư và lâm tiểu trúc nhưng bọn họ đối với nàng lại khác nhiệt tình giúp đỡ chỉ trích nhung cũng hàm chứa bao dung nghĩ tới vừa rồi tô tiểu thư còn hùa với mình cho qua mọi chuyện hào cảm của lâm tiểu trúc đối với nàng càng đậm chỉ chốc lát sau hai người đã là bạn tốt mà ngô thái vân và lý linh nhi lại kết thân với nhau đến lúc ăn cơm rồi đi ra ngoài nhận cơm thôi tô tiểu thư nhìn ra bên ngoài nói một câu rồi nhảy xuống giường mọi người đến ngoài cửa thấy hai bà tử sách cần hai cái vá xốc xốc trộn trộn mộc dùng nhất thời mùi đồ ăn liền tràn ngập trong sân thấy mọi người đã đến một bà tử lên tiếng xếp từng hàng một không được chen lấn lúc phân phòng mọi người cũng đã xếp hàng nên cũng hiểu ý bà tử nhưng liệu xếp sau cùng có còn đồ ăn hay không ăn cơm là chuyện lớn hơn trời không thể nhường được, vì vậy dù bà tử nói mấy lần, mọi người vẫn quay thành một đoàn, ầm, một tiếng, bà tử dùng thìa gõ vào mộc dùng hô to, không xếp thành hàng, không cho ăn cơm, còn bổ sung thêm, đồ ăn còn nhiều mà, người cuối hàng vẫn có thể ăn no, nghe vậy mọi người lập tức xếp thành một hàng, lâm tiểu trúc bị mọi người chen ngang vẫn vui vẻ mỉm cười, người cười cái gì, tô tiểu thư ngạc nhiên hỏi, không có gì, lâm tiểu trúc lắc lắc đầu nghe mùi hương nàng đã đoán được trong mộc dùng có cơm tấm đậu hũ kho thịt và rau cải trắng xào đây là những món mà kiếp trước mẹ nàng thường làm nửa năm qua nàng thường xuyên nhớ tới hương vị này nhớ đến rơi nước mắt hôm nay rốt cuộc cũng được ăn lại những món này nhưng chẳng biết nàng có thể quay về được không, có thể gặp lại người thân, bạn bè kiếp trước hay không. Tô Tiểu Thư nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Trúc thấy nàng tuy tươi cười nhưng nước mắt lại tràn mi, đôi con người không che giấu được sự bi thương. Cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng không biết đã chịu đau khổ gì mà lại có biểu tình như vậy, tâm nàng liền mềm như đậu hũ đưa tay kéo Lâm Tiểu Trúc vào lòng, bỗng nhiên bị kéo vào trong bờ ngực mềm mại, Lâm Tiểu Trúc có chút run rẩy, nước mắt không kiềm được nữa mà từng giọt từng giọt rơi ra, nàng hít sâu một hơi, ngượng ngùng lau nước mắt, đứng thẳng người, thấp giọng nói cảm ơn, ngước mắt lên đã thấy viên thiên giã đứng ngoài cửa viện, ánh mắt thâm thúy yên lặng nhìn mình, cách xa bốn, năm trượng, cách đám người đi qua đi lại, Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn như xuyên qua thân thể nàng, nhìn thấu triệt để linh hồn nàng, nàng rũ mắt, nâng tay áo lau nước mắt rồi nhẹ nhàng lui lại từng bước, bất động thanh sắc giấu mình sau người tô tiểu thư, ngăn cản ánh nhìn của viên thiên giã, đi thôi, viên thiên giã xoay người, rời đi, công tử, không phải ngài muốn đến nhìn từng sân sao, sao đến nơi này lại không vào, đi theo hắn là thuộc hạ nhỏ tuổi nhất cũng lắm lời nhất, viên thập, viên thiên giã không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn đá đàn chim nơi chân trời ngày một gần, vừa rồi bị ánh mắt bi thương kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc, trong lòng đột nhiên thấy không vui lại không cách nào áp chế được, hắn híp mắt nhìn đàn chim, đàn chim cũng bay đến trên cây đại thụ, nấn ná một hồi mới đáp xuống, kêu vang thành tiếng, náo động cả trời đất, Viên Thập giật giật môi lại không thể nói ra lời an ủi, chim có tổ để về mà công tử có nhà lại không thể về, chương 23, công tử gọi ngươi, thật vậy trăng, công tử bộ dạng thế nào, mọi người càng thêm hưng phấn, vừa đi vừa hỏi chuyện với Ngô Thái Vân, Ngô Thái Vân vụng trộm nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng vẫn ung dung đi ở phía sau, còn nhìn ngó bức tường liền yên tâm đắc ý miêu tả bộ dáng của viên thiên giã, làm cho ai nấy đều ngưỡng mộ, Lâm Tiểu Trúc khéo miệng vểnh lên, cuộc sống nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao, kiếp trước, dù là thời trung học hay đại học cũng hay cùng bạn học đấu võ mồm, đến khi tốt nghiệp nhớ lại mới thấy hoài niệm khoảng thời gian đó, cho nên dù Lý Linh Nhi khiêu khích Ngô Thái Vân ghen tị, nàng cũng chỉ xem như là gia vị để cuộc sống càng thêm lý thú mà thôi, có điều những ngày như vậy có thể kéo dài được bao lâu, mua các nàng, lại dạy công phu, dạy viết chữ, dạy quy củ, viên thiên giã thực sự để các nàng làm nha hoàn bình thường sao, mọi người theo mai quản sự đi vào một đại viện, nhìn thấy bên trong đã có bốn, năm mười hai nhi xếp hàng đứng chờ, lâm tiểu trúc liếc mắt liền nhìn thấy hạ sơn, hắn cao nổi bật nhất trong đám nam hài, mặc một bộ quần áo bằng vải bông màu lam ngắn, trên đầu buộc dây tóc đồng màu đúng là người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phân ăn mặc sạch sẽ như vậy làm cho gương mặt thanh tú của hắn càng hiện ra vẻ tuấn lãng nghe tiếng bước chân nhóm nam hài đều quay đầu nhìn chung quanh hạ sơn cũng đã sớm nhìn thấy lâm tiểu trúc cao thấp đánh giá nàng một chút trên mặt lộ ra ý cười Ha, hoàn cảnh tạo nên người nha, chỉ mới thay đổi một chút. Hạ sơn đã nở nụ cười, tâm tình của Lâm Tiểu Trúc liền tốt lên, tươi cười ngọt ngào với hắn. Hạ sơn liền kích động quay đầu đi, làn da ngâm đen còn hơi ửng đỏ mà tiểu nam sinh đứng bên cạnh hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt ngây ngốc lâm tiểu chúc thật muốn cắn đầu lưỡi nhanh chóng thu hồi tươi cười tiểu nam sinh không thể tùy ý đùa giỡn được a di đà phật yên lặng không được nhìn ngó lung tung phía trước vang lên thanh âm khiển trách nghiêm khắc của mai quản sự đến đứng ở đây xếp hàng trật tự vào mọi người nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc thấy đội ngũ đã sắp hàng chỉnh tề đứng yên ngay ngắn, lão giả viên lập 50 tuổi đứng trên đài cao dùng ánh mắt lợi hại đào một vòng, sau đó quay đầu sang bên cạnh vuốt cầm, một đại hán nhanh chóng chạy ra ngoài, chốc lát sau, đám viên thành, viên ngũ đã vây quanh viên thiên giã đi đến, hôm nay viên thiên giã ăn mặc rất khác hôm qua hắn đầu độ thúc phát ngân quan trung y là tơ lụa màu trắng áo khoác ngoài màu lam cổ áo tay áo và vạt áo đều thêm hoa văn hình mây màu bạc đai lưng cùng màu trên lưng còn đeo một cái ngọc bội màu vàng khí chất tao nhã cao quý của hắn hôm qua dù mặc quần áo bằng vải thô cũng không che lấp được hôm nay một thân tơ lụa càng trở nên trói mắt cao quý bức người ngay cả vẻ vân đạm khinh phong Thành tao lịch sự ngày hôm qua cũng hoàn toàn biết mất, giờ tay nhấc chân là khí tức lạnh lùng, ngũ quan tuấn Mỹ nghiêm nghị, ánh mắt càng thêm lợi hại, hắn đi lên đài cao, thản nhiên đảo qua mọi người một vòng, bọn nhỏ đang hưng phấn liền im bặt, chung quanh lặng ngắt như tờ, dập đầu với chủ tử, viên lập bỗng nhiên cao giọng hô to, bọn nhỏ dường như đã được mai quản sự phân phó, nghe vậy nhanh chóng quỳ xuống, nhập ra tùy tục, nếu đã xuyên đến thời cổ đại thì mấy cái quy tắc này nhất định phải tuân thủ tôn nghiêm hay không tôn nghiêm không phải chỉ dựa vào hình thức lâm tiểu trúc từ lúc bán mình đã suy nghĩ đã xác định chuyện này nên ngay lập tức quỳ xuống không chút khó khăn, từ nay về sau, hết thảy nghe theo chủ tử phân phó, mấy quản sự, giáo tập quỳ gối phía trước nhất tề cao giọng la lên, lần này đám người viên lập, viên thành cũng quỳ xuống, viên thiên giã giống như thần, cao cao tại thượng tà nghễ nhìn xuống bên dưới, đám nhỏ cũng học theo những lời này mà la lên, y như tuyên thể trước khi xuất quân A-Hát, lâm tiểu trúc vừa hô vừa cảm khái nghĩ đám nhỏ được mua đến giống nhu tờ giấy trắng, bây giờ là lúc viên thiên giã tẩy não chúng, giáo huấn sự trung thành và tín ngưỡng, khi hình tượng của hắn đã được bọn nhỏ khắc ghi trong đầu, những lời nói của hắn sẽ lập tức trở thành thánh chỉ, không có nghi ngờ, chỉ có chấp hành mệnh lệnh, kế tiếp đúng như lâm tiểu trúc đoán, sau khi nghiêm trang dập đầu tuyên thệ với thần thánh, viên thiên giã còn nói vài lời khích lệ, thanh âm của hắn không lớn nhưng có vận công lực lại thấm sâu vào lòng người tuy không biết hắn là dạng người gì viên gia có địa vị gì nhưng ngôn ngữ cho thấy thân phận và địa vị của hắn không tầm thường chỉ cần đi theo hắn hảo hảo học tập nghe theo phân phó biểu hiện tốt thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt quả thật hắn rất có tài ăn nói đám nhỏ nghe xong đứa nào đứa nấy đều sắc mặt ửng hồng ánh mắt bừng sáng kích động không thôi viên thiên giã nói xong viên lập lại tiến lên thông báo cơ chế khen khen thưởng của Sơn Trang, lập tức làm cho cảm xúc của đám nhỏ lại dâng lên, ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng nhịn không được mà kích động, thì ra nhiệm vụ kế tiếp của bọn chúng chính là học tập, không chỉ học luyện công, viết chữ mà còn học kỹ năng, các quản sự sẽ thông quan biểu hiện của các đệ tử mà làm kiểm tra, đánh giá hàng tháng, cá nhân nổi trội xuất sắc sẽ có cơ hội được ăn cùng công tử, cũng được thưởng 50 văn tiền, có thể gửi tiền này về nhà, sau khi học xong thi hàn nhiệm vụ xuất sắc còn có thể đem người nhà đến ở chung cùng hưởng vinh hoa phú quý lâm tiểu trúc đương nhiên không kích động vì cơ hội được ăn chung với viên thiên giã cũng không phải là mang gia đình cậu đến cùng hưởng phú quý nàng chỉ nghĩ cố gắng để được thưởng 50 mươi văn tiền học tập kỹ năng để dành tiền chuộc thân là mục tiêu phấn đấu của nàng chỉ cần có hy vọng là tốt rồi có hy vọng nàng sẽ cố gắng phấn đấu để được tự do sau đó sống cuộc sống mà mình muốn, có điều không biết kỹ năng mà bọn họ nói là gì, nếu có thể học nấu ăn thì quá tốt, viên lập nói xong liền cùng viên thiên giã rời đi, từng đội cũng theo quản sự của mình, trật tự đi về, lâm tiểu trúc trông mong nhìn theo bóng dáng của viên thiên giã, tính toán nếu hắn không cho người mang tới thì nàng phải làm cách nào để đòi hắn 100 văn tiền, trở lại sân, mọi người vẫn đang kích động không thôi, đề tài bàn luận nhiều nhất chính là công tử anh tuấn uy vũ vì thế ngô thái vân từng được tiếp xúc gần gũi với thần tiên công tử trở thành đối tượng được hâm mộ lâm tiểu trúc công tử gọi ngươi một giọng nam truyền đến từ cửa viện mọi người đang tập trung chờ ăn cơm đều ngạc nhiên nhìn lâm tiểu trúc lại nhìn viên thập cười xấu xa đứng ở đó thấy nàng vẫn chưa nhúc nhích viên thập hô lên nhanh lên công tử tìm ngươi ánh mắt bốn phương tám Hướng cùng bắn về phía Lâm Tiểu Trúc mà nàng ở trong lòng hung hăng mắng Viên Thập một phen, Viên Thiên dã sai người gọi nàng, chắc là nhớ ra vụ tiền thưởng nhưng Viên Thập cũng không nên la lớn như thế, bộ sợ mọi người không biết sao? Bây giờ thì hay rồi, nàng đã nổi tiếng mà hắn không biết câu người sợ nổi tiếng, heo sợ mập a, à, này, đó không phải là người vừa rồi đi sau công tử sao? Có người lên tiếng hỏi, đúng vậy, đúng vậy, Hắn, hắn vừa rồi nói công tử, chớ không phải là chủ tử, trừ bỏ chủ tử, nơi này còn ai dám xưng là công tử, chủ tử thế nhưng phái người đến gọi nàng, nàng là ai? Nghe phòng bên cạnh vang lên tiếng bàn tán, lại nhìn ánh mắt khác thường của tỉ muội trong phòng, Lâm Tiểu Trúc nắm chặt hai tay đi theo Viên Thập, "Mau chút, chuyện của ngươi, công tử vẫn còn để trong lòng a." À, viên Thập như còn chê Lâm Tiểu Trúc phiền toái chưa nhiều nên bồi thêm một câu. Lâm Tiểu Trúc hận không thể lấy khăn thối nhét vào miệng hắn, có điều là thư ký của lãnh đạo cao cấp, nàng vẫn không nên đắc tội, đành nuốt uất nghẹn trong lòng xuống, lấy tốc độc nhanh nhất chạy đến bên cạnh viên thập, ánh mắt như lưỡi đao chừng hắn một cái, còn cười hung tợn nói, đi thôi, chương 24, họa thủy viên thiên giã viên thập tuổi cũng sấp xỉ viên thiên giã, tính tình lại hoạt bát, có điều ánh mắt không được tốt lắm, dường như không nhận ra Lâm Tiểu Trúc sắc mặt mặt khó coi mà dọc đường còn tám chuyện không ngừng, khi đến viện của viên thiên giã thì gần như đã hỏi hết tổ tống 18 đời của nhà nàng, cho đến khi Lâm Tiểu Trúc trợn mắt, hoài nghi hắn có phải là công an khu vực chuyên điều tra hộ khẩu mới xuyên qua hay không, người ở chỗ này chờ một chút ta đi xem công tử có thể gặp hay không, viên thập nhìn Lâm Tiểu Trúc tức giận phùng má, cười tủm tỉm nói. Làm ơn viên thập đại ca, Lâm Tiểu Trúc thật vất vả mới nói được một câu, chờ viên thập nhanh chóng đi vào, chốc lát sau đã đi ra, vẻ mất áy náy, thực xin lỗi, Lâm Tiểu Trúc công tử đang bận nghe các quản sự báo cáo, lúc này không rảnh, hắn bảo ngươi về trước, lần sau hắn rảnh sẽ gọi ngươi. Lâm Tiểu Trúc hít thở sâu, nghiến răng nói, nếu hắn không rảnh sao còn bảo ngươi đi gọi ta? Viên thập bày ra vẻ mặt vô tội, khi ta đi gọi ngươi thì công tử đang rảnh đâu biết các quản sự đến báo cáo đâu nhìn biểu tình ra vẻ vô tội của viên thập lâm tiểu trúc cũng không tốn hơi thừa lời nữa làm cho mình bị mọi người ghen tị, hâm mộ thế nhưng tới nơi hắn lại không rảnh để tiếp kiến, nàng thực hoài nghi tiểu hồ ly đang cố ý, muốn chỉnh nàng một phen, không phải nàng muốn dùng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử nhưng mà tên kia quả thật đúng là như vậy, được rồi, người dưới mái hiện không thể không cúi đầu. Lâm Tiểu Trúc thở dài nói, vậy ta trở về đây, đi được vài bước, quay đầu hỏi viên thập, không biết công tử khi nào rảnh, ta tự mình tìm hắn cũng được, cái này không thể biết trước, viên thập ra vẻ đồng tình, ngươi chưa học quy củ nên cũng không thể trách ngươi, có điều sau này ngươi phải nhớ kỹ, chủ tử không gọi thì hạ nhân không thể tự mình đến gặp, quấy giày chủ tử làm việc hay nghỉ ngơi, tội rất nặng đó lâm tiểu trúc thực muốn gào lên nhưng vẫn ra vẻ tội nghiệp viên thập đại ca ngài làm ơn sau này có đến gọi ta thì lén lút kêu là được rồi đừng để mọi người biết sao vậy được công tử gọi là chuyện vinh quang mà sao phải lén lút ách tóm lại ngươi không cần ở trước mặt nhiều người lớn tiếng kêu la là được lâm tiểu trúc cũng không thể giải thích rõ ràng với hắn được rồi ta sẽ cố gắng viên thập thực ra rất nghe lời ta đây đi về trước lâm tiểu trúc Lúc cuối cùng cũng có được chút an ủi, lễ phép chào rồi xoay người đi về, sơn trang xây dựng dựa vào triền núi, viện của Viên Thiên giã lại ở chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ sơn trang, từ lúc vào sơn trang đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Trúc tới chỗ này, cho nên rất tò mò với hoàn cảnh chung quanh nhưng lúc đến bị Viên thập hỏi đủ thứ thành ra không có cách nào thưởng thức liền tận dụng lúc trở về mà nhìn kỹ một chút, ngay cả ngõ nhỏ, sơn Vườn cũng không bỏ sót, khi trở lại sân của mình thì tâm tình cũng tốt hơn, nhưng tâm tình đó cũng chỉ giữ được tới trước cửa viện liền bị những ánh mắt chỉ trỏ, đánh giá phá tan, Lâm Tiểu Trúc gần như trốn vào phòng ngủ, Lâm Tiểu Trúc, ngươi đã trở lại, bạn cùng phòng vừa thấy nàng vào cửa đã hứng thú hỏi, nói mau, nói mau, công tử gọi ngươi làm gì? Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người hai mắt tỏa sáng, lại thấy những người ở phòng bên cạnh cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ mà hóng chuyện trong lòng càng thêm khó chịu âm thầm mắng viên thiên giã cùng viên thập thêm lần nữa tiểu trúc ta có để dành cơm cho ngươi mau ăn đi tô tiểu thư chỉ vào thức ăn trên bàn nói ôi tô tiểu thư vẫn là ngươi tốt nhất lâm tiểu trúc hận không thể tiến lên hun nàng một cái bà từ phát cơm đi rồi nàng còn lo lắng mình sẽ không có cơm ăn nào ngờ tô tiểu thư đã để dành phần cho nàng nói mau a à. công tử tìm ngươi có chuyện gì mọi người lại không để nàng ăn cơm mà thúc giục ta không gặp công tử lâm tiểu Trúc và một ngụm cơm rồi nói tiếp khi chúng ta đến cửa viện thì các quản sự đến báo cáo Viên thập có vào trong bẩm báo nhưng công tử không rảnh để gặp, bảo ta trở về, ngươi không biết công tử gọi ngươi làm gì sao, thì ra người nọ tên viên thập, hắn không phải nói công tử nhớ rõ chuyện của ngươi sao, là chuyện gì vậy, có phải lại bảo ngươi nấu cháo cho hắn ăn không, nghe được câu này, lâm tiểu trúc kinh ngạc quay đầu nhìn ngô thái vân, thấy được sự ghen ghét trong ánh mắt của nàng, lại bắt gặp ánh mắt như phi đao của Lý Linh Nhi, bất đắc dĩ nhu bốn vai cười khổ ai tự nhiên bị chúng đạn oan a à. trong lòng nàng luôn nghĩ mình đã hơn 20 tuổi không muốn cùng các tiểu cô nương hơn thua hơn nữa sáng nay viên lập cũng vừa tuyên bố sẽ đánh giá phẩm đức cho nên có mâu thuẫn với bạn cùng phòng cũng không phải là chuyện tốt gì và lại luôn có những người thích lấy mình ra so sánh với người khác luôn cho mình cao hơn mọi người ngô thái vân chính là một người như thế mấy lời của viên thập đã làm cho ngô thái Vân đang từ chúng tinh phủng nguyệt trở nên bị thất sủng, nàng không ghen ghét mình mới là lạ, còn Lý Linh Nhi là người thù dai nên đã sớm liệt nàng và Tô Tiểu Thư vào hàng ngũ kẻ thù, mà lúc này mình còn trở nên nổi bậc như thế, nàng nhất định sẽ tức giận nhiều hơn, chắc là muốn hỏi chuyện hồi giải, nàng không để ý thái độ của hai người, ngươi nói cho mọi người biết chút đi, thực ra Ngô Thái Vân cũng không biết nhiều lắm, sao ngươi biết quả đó có độc rồi sao ngươi lại có thể nấu cháo cho công tử chu ngọc xuân tò mò hỏi ngô thái vân cũng biết rõ mà nàng đã nói rồi ta sẽ không lặp lại nữa lâm tiểu trúc cảm thấy rất đay đầu ta chẳng qua may mắn gặp được công tử tự mình đến thôn chúng ta mua người mà thôi cũng không nói với hắn được mấy câu thực sự không có gì để nói nhìn lâm tiểu trúc kia cho dù công tử gọi cũng không có đắc ý vênh váo không giống có người còn chưa được nói chuyện với công tử đã quên mất mình họ gì một nữ tử đứng ngoài cửa lên tiếng nói xong liền quay người rời đi ngô thái vân liền nhảy dựng lên hướng về bóng kia hô lên chu nhị ni người có ngon thì đừng đi lúc sáng là ai muốn nói chuyện với công tử nhưng người ta lại không đem để ý hả nếu ta là ngươi đã nhanh tìm chỗ nào đó mà trốn cho rồi còn mặt mũi nào ở đây ồn ào chứ đây là tình cảnh gì viên thiên giã trêu chọc đám nữ hài tử này khi nào, lâm tiểu trúc nhướng mi suy nghĩ. Như hiểu được ý nghĩ của nàng, tô tiểu thư chớp mắt nhỏ giọng nói, buổi sáng khi luyện công, công tử có tới chỗ chúng ta kiểm tra, ngô thái vân và chu nhị ni vì muốn công tử chú ý đến các nàng mà ngươi đạp chân ta, ta liền kéo áo ngươi, náo loạn một hồi, lúc đó không ai dám lên tiếng, trên đường trở về còn ầm ĩ một trận, viên thiên giã đúng là họa thủy a hát, lâm tiểu trúc cảm khái mọi người thấy không hỏi được gì ở lâm tiểu trúc mà nàng cũng rất hợp tác hỏi là đáp không kêu không nóng này tự nhiên hào phóng nên ấn tượng với nàng càng tốt hơn lát sau cũng giải tán lâm tiểu trúc ăn cơm xong liền tới lúc học viết chữ học đường ở phía Nam Viện, đi vài chục bước là tới, Lâm Tiểu Trúc lôi kéo Tô Tiểu Thư cố ý đi cuối cùng, đợi mọi người đi vào hết, hai nàng mới đi vào, ngồi xuống vị trí cuối cùng ở trong góc, Tô Tiểu Thư thấy mọi người đã vào lớp hết rồi mà Lâm Tiểu Trúc còn dề dà ở ngoài, không thúc giục cũng không hỏi tại sao, cho đến khi Lâm Tiểu Trúc kéo nàng ngồi xuống vị trí kia, nàng mới thầm ý liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, vì sao, Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu, vì sao cái gì, vì sao lại vào cuối cùng, người muốn ngồi chỗ này sao, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu ta chỉ là không muốn cùng Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi tiến vào mà thôi, Tô Tiểu Thư không tin lý do này hai người kia thực xứng với câu nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã đã sớm kết thân với nhau, tính tình lại thích nào động nên lúc nào cũng đành đi trước, mà Lâm Tiểu Trúc lại trần trừ cho đến khi mọi người vào hết mới vào, xem ra nàng đã nhắm chỗ ngồi này nhưng nàng chưa từng đọc sách cũng đưa từng đến học đường, làm sao biết trong phòng bài trí thế nào, rồi làm sao biết mọi người đều thích ngồi ở phía trước chứ, mươi 25, Bạt tiêm học đường này rất giống phòng học hiện đại, rộng mở sáng người, đầu tiên là bàn của phu tử, hai bên có hai câu đối bên dưới còn có án thư, phía dưới là 18 án thư, chia làm hai dãy, mỗi bên chính cái án thư này dài hơn bàn học hiện đại nhiều, cũng lớn hơn, trên có đặt bút mực, mọi người còn đang hiếu kỳ xem xét thì ngoài cửa xuất hiện một lão giả chừng 60 tuổi, vóc dáng cao gầy, đó chính là Trương Phu Tử, đi sau hắn còn có một nam hài khoảng 15, 16 tuổi, tay cầm sách, có lẽ là bài học của mọi người, quả nhiên, sau khi mọi người đứng lên hành lễ, trương phu tử phát biểu vài lời xong, thì nam hài kia liền bắt đầu phát sách cho mọi người. lâm tiểu trúc kinh ngạc nhìn ba chữ tam tự kinh trong lòng như có cuộn xong ba đào kiếp trước nàng xuất thân là thế gia giáo sư, gia gia phụ thân mẫu thân đều là giáo sư, cho nên từ năm bốn tuổi nàng đã thuộc lầu cuốn sách này. không ngờ xuyên đến đây, nàng còn phải đem cuốn sách này học lại từ đầu nàng cố kiềm chế suy nghĩ không biết cha mẹ sẽ thế nào sau khi biết mình bị tai nạn xe cộ mất đi đưa tay lật cuốn tam tự kinh nhìn nội dung quen thuộc bên trong hai mắt không khỏi mờ lệ hoàn toàn không để ý tô tiểu thư ở bên cạnh đang kinh ngạc nhìn nàng đối với các nữ hài tử chưa từng sờ qua giấy bút trương phu từ cực kỳ kiên nhẫn đọc sáu từ đầu tiền mấy lần đợi khi mọi người quen thuộc mới bắt đầu dạy bọn họ viết chữ sở dĩ lâm tiểu Tiểu Trúc chọn vị trí này là vì nàng có bí mật, dù sao kiếp trước cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, muốn ở trước mặt một lão nhân hơn 50 tuổi giả vờ cái gì cũng không biết, thực sự rất khó khăn, phương pháp tốt nhất là tránh xa hắn một chút, hơn nữa mỗi ngày đều ngồi đây học những thứ mình đã biết, nàng không dám cam đoan mình sẽ không ngủ gật cho nên tìm một chỗ xa một chút có vẻ an toàn hơn, nàng có thể đọc được chữ phồn thể nhưng viết thì chưa chắc, chỉ tập nửa nén nhang, tức khoảng 2 đến 3 phút ở hiện đại, Lâm Tiểu Trúc đã ghi nhớ cách viết sáu trừ kia, thân thể này cực kỳ thông minh, trí nhớ cũng rất tốt, việc gì đã gặp qua là sẽ không quên, càng dùng càng làm nàng vui sướng không thôi, thấy Trương phu tử còn lâu mới dậy đến chỗ nàng, Lâm Tiểu Trúc lại nhàm chán xem lại nội dung bên dưới một lần nữa. Sau lần này gần như nàng đã có thể viết được những chữ trên sách, vốn ở những lớp học như thế này, dù không hiểu được chữ thì luyện chữ cũng rất tốt, nhưng kiếp trước gia đình của Lâm Tiểu Trúc là thư pháp gia, từ nhỏ nàng đã bị bắt luyện chữ, tuy không thể trở thành thư pháp gia nhưng chữ viết ra cũng không đến nỗi tệ, lúc này nàng phải giả dạng là người mới biết viết, thực vất vả không phải bình thường, chỉ e là trương phu tử đã thành tinh sẽ nhìn ra manh mối, nhưng nhưng cho dù nàng che giấu thế nào thì chữ viết dù là kết cấu hay bút phong cũng không giống người mới biết viết chữ trương phu từ nhìn thấy khen ngợi không thôi nói nàng thông minh chứ không có hoài nghi gì làm lâm tiểu trúc thầm thấy may mắn Hôm nay học viết chữ có nửa canh giờ nhưng với Lâm Tiểu Trúc đúng giày vò, vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học, nàng không khỏi thở phào một hơi, làm sao vậy Tô Tiểu Thư đang thu thập đồ dùng quay lại nhìn nàng, không có gì, chỉ cảm thấy thực vất vả, Lâm Tiểu Trúc vội vàng cười nói, Tô Tiểu Thư nhìn chữ Lâm Tiểu Trúc viết, ánh mắt lóe lên, không có hỏi tiếp, tiếp theo là học quy củ, tuy nhuyễn giáo tập thực nghiêm khắc nhưng đối với Lâm Tiểu Trúc cũng thật nhẹ nhẹ nhàng, bởi ở phương diện này, nàng là người mới học nên không cần phải che giấu thực lực, chỉ cần nguyễn giáo tập nói một lần là nàng đã nhớ kỹ luyện một hai lần là đã thành thục cho nên cửa ải này rất dễ vượt qua tô tiểu thư cũng là người thông minh viết chữ đọc sách hay học quy củ cũng không làm khó được nàng luôn theo sát lâm tiểu trúc trở thành người thứ hai được các sư phụ khen lâm tiểu trúc lát nữa cơm nước xong ngươi có thể dạy ta nhận thức chữ không khi xếp hàng nhận cơm chiều vương xuân vũ cùng phòng trước giờ hiếm khi nói chuyện với nàng lại e lệ hỏi không thành vấn đề lâm tiểu chút cười nói Vương Xuân Vũ này hôm nay đã làm Trương Phu Tử thật đau đầu, thực ra nàng không ngốc, chỉ là những người khác quá thông minh mà thôi, người viên thiên giã mua thì dù thế nào chỉ số thông minh cũng không thể thấp, đều là nhân vật nổi bậc trong thôn A Hát, có lẽ vì mới đến đây một hai ngày, không muốn nảy sinh mâu thuẫn mà một đám người tài giỏi ở chung với nhau thế nào cũng sẽ không ai phục ai, phải từ từ tìm hiểu rồi một lần nữa phân ra mạnh yếu, cuối cùng đạt được sự cân bằng mới có thể bình tĩnh lại, Lâm Tiểu Trúc, sao ngươi lại biết viết chữ, ta ngay cả cầm bút cũng không tốt, bút pháp mềm nhũn, viết lên giấy chỉ là một điểm đen, không thể nào viết thành chữ. Lý Mai ở phòng bên cũng quay đầu góp chuyện, bội phục kẻ mạnh luôn là xu thế cuộc sống, tối qua Lâm Tiểu Trúc thái độ hào phóng, ôn hòa hôm nay lại biểu hiện xuất chúng nhưng nàng cũng không kêu không nóng nảy, vẫn khiên tốn có lễ nên mọi người đều yêu thích, muốn cùng nàng nói chuyện kết giao, người thông minh như vậy viết thêm mấy lần liền không thành vấn đề lâm tiểu trúc cười tủm tỉm đáp ông nội ta trước kia dạy ta cầm bút cho nên mới cứng cáp hơn các ngươi một chút như vậy a à, mọi người giật mình trong lòng cũng hòa hoãn hơn lâm tiểu trúc xa xa truyền đến một giọng nam mọi người nhìn qua liền thấy viên thập đứng ở cửa viện vẫy tay với lâm tiểu trúc công tử gọi ngươi lâm tiểu trúc nhìn trời buổi sáng mới nói xong viên thập sao không chịu nhớ chứ tìm nàng thì tìm, là lối um sùm làm gì, nàng hình như chưa từng đắc tội với hắn nha, mau, công tử gọi ngươi đấy, Lý Mai đẩy lâm tiểu trúc, khẩu khí tuy có chút chua nhưng thái độ cũng rất chân thành, đi đi, ta giúp ngươi để dành cơm, tô tiểu. Thư cầm lấy cái bát trong tay Lâm Tiểu Trúc, vỗ vỗ bả vai nàng, người khác đều hâm mộ Lâm Tiểu Trúc, chỉ có nàng mới hiểu được sáng nay Lâm Tiểu Trúc đã phải hứng chịu vô số ánh mắt ghen tị và thù địch, chủ tử Triệu Hồi, không thể không đi, hơn nữa còn phải lấy 100 văn tiền, cho nên Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể buồn bực giao bát cho Tô Tiểu Thư rồi nhanh chóng đi về chỗ Viên Thập, những ánh mắt ghen tị lập tức phóng tới, cảm giác như trên lưng nàng có thêm mấy lỗ thủng đã bảo ngươi lén lút gọi sao lại không nhớ hả à? đi đến cửa viện lâm tiểu trúc hung hăng trừng mắt với viên thập viên thập rất biết nhận sai ta quên thật sự quên lâm tiểu trúc liếc hắn một cái người đi mua các nàng vốn không có ai là ngu ngốc huống chi viên thập còn hầu hạ bên cạnh viên thiên giã hẳn phải là nhân tinh trong nhân tinh a à. viên thập buổi sáng tám chuyện với nàng rất là lanh trí còn giả dối vô cùng giờ bầy đặt ngờ nghệch tính lừa ai chứ, Viên Thiên Dã có ý định gì, dọc đường đi viên thập vô cùng thành thật, không hề hỏi lung tung nữa. Lâm Tiểu Trúc trong lòng có tâm sự cho nên cũng khôn nhìn ngó chung quanh, hai người rất nhanh đã đi đến cửa viện của viên thiên giã, chờ ta đi bẩm công tử, viên thập theo thường lệ nói một câu rồi đi vào trong, Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm đại môn đỏ thắm, vẫn không nhúc nhích, chốc lát sau viên thập chạy ra nói, Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi vào, hôm nay không đi uổng công rồi, Lâm Tiểu Trúc thở vào một hơi, đi theo viên thập vào trong, vào sân, Lâm Tiểu Trúc không khỏi kinh ngạc mở to mắt, đỉnh đài lầu các, núi giả suối chảy hoa hồng cây xanh, chim quý cá cảnh, đều được bố trí đẹp đến cực hạn, chân chính là chảy nhỏ giọt lưu thủy tế tẩm giai tạc cái trì nhi chiêu cái nguyệt nhi đến, họa đống tần lay động, hà cừ tẫn quay xe, dòng suối chảy quanh rừng trúc xanh biếc, vườn quanh đá thái hồ được xây thành núi giả, viên thiên giã mặc trường bào đơn giản bằng lụa mùa trắng, bên trên không có thêu hoa văn gì, tóc chỉ được buộc sơ lại, còn có vài sợi xõa trên đầu vai, hắn đang ngồi ngồi trên ghế thái sư dưới rừng trúc yêu nhã pha trà, trúc xanh suối trong, gió thổi vi vu, một thân áo trắng đơn giản cùng tóc đen càng làm nổi bật vẻ tuấn giật thanh lãng, cao quý lịch sự của hắn, khung cảnh yên tĩnh lại đẹp đẽ, làm cho lâm tiểu trúc đi sau viên thập không khỏi ngẩn người, cảm khái trong lòng, họa thủy đúng là họa thủy, nếu để tiểu cô nương nào nhìn thấy hắn như vậy không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Còn tiếp các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới. Mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.